Bạn thương mến, trưởng thành là hành trình lột xác và phá kén, đòi hỏi ở cậu sự dũng cảm to lớn để chấp nhận đối diện với những khó khăn và thử thách. Nhưng nó có thể thúc đẩy cậu đến với sự chữa lành, dù quá trình đó rất cần nhiều thời gian, sự nỗ lực và không hề dễ chịu. Trưởng thành cần ở cậu sự tha thứ cho hoàn cảnh, cho người khác và cho cả mình. Và tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương chính bản thân. Hôm nay hãy cùng mình khám phá cuốn sách Giá như có ai đó dạy tôi trưởng thành. Lời tựa đề: thật lòng, tớ chưa bao giờ tưởng tượng việc một ngày mình sẽ có thể trở thành tác giả của một cuốn sách nào đó. Dù tớ luôn thích viết, và với tớ, viết lách không chỉ đơn thuần là một thói quen, một phương thức để chữa lành tâm lý, mà còn là một người bạn tri kỷ, luôn luôn lắng nghe, đồng cảm và giúp đỡ tớ phản ánh chân thực nhất những cảm xúc và suy nghĩ bên trong mình. Bởi vậy, cuốn sách mà cậu đang cầm trên tay lúc này thật sự có ý nghĩa đối với tớ. Và tớ muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến cậu vì đã chọn đọc nó. Tớ bắt đầu hành trình viết của mình thông qua những bài chia sẻ trên blog cá nhân, bàn về những câu chuyện tưởng chừng như rất riêng, nhưng tớ biết lại là tâm sự của rất nhiều bạn trẻ thời nay liên quan đến vấn đề tâm lý, sức khỏe tinh thần hay con đường phát triển bản thân mà chúng mình đôi khi khó có thể chia sẻ với bất kỳ ai khác. Theo thời gian, những con chữ trở thành nơi trú ẩn an toàn để tớ dũng cảm chia sẻ nhiều hơn những mặt khuyết mà bản thân đã cố gắng che đậy. Đấy là nơi tớ may mắn tìm ra được tiếng nói của mình, thậm chí có thể nói hộ tiếng lòng của ít nhất một người nào đó và gián tiếp giúp đỡ họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, dựa vào những trải nghiệm và bài học mà tớ có được trên chặng đường nỗ lực đi đến phiên bản tốt hơn của chính mình. Giá như có ai đó dạy tôi trưởng thành là một bức thư tớ gửi đến cậu như một người bạn mới quen, không có sự thiên vị, không có sự phán xét, để nhắc nhở cậu rằng không cần phải chứng minh bản thân và cũng không cần phải giả vờ. Cậu vẫn có thể tạo ra sự thay đổi khi sống là chính cậu. Hy vọng những lời chia sẻ này sẽ tiếp cho cậu thật nhiều niềm tin, năng lượng tích cực để bước đi vững vàng trên hành trình trưởng thành và khám phá bản thân. Nếu cậu đang phải đối mặt với những khó khăn, những nỗi đau này hay những cảm xúc tiêu cực, tớ mong cậu biết rằng cậu không hề đơn độc, rằng cậu hoàn toàn có đủ sức mạnh để đối diện với chúng, cho phép mình chữa lành và dần dần lớn lên. Đừng gấp gáp, đừng vội vã, hãy tin tưởng, yêu thương và chăm sóc bản thân nhiều hơn, vì còn biết bao điều kỳ diệu đang chờ cậu ở phía trước. Yêu thương cậu và chúc cậu một ngày tốt lành. 1. Trưởng thành có nghĩa là cậu cần nghiêm túc tự hỏi mình là ai. Cậu là ai nếu không phải lo lắng và bị ảnh hưởng bởi những tác nhân bên ngoài hay trên mạng xã hội? Cậu là ai khi cậu làm mọi thứ để có được sự ghi nhận hay hài lòng tức thì từ người khác? Cậu là ai khi cậu không còn cố gắng bằng mọi cách để được yêu thương? Cậu là ai khi cậu không còn sợ tổn thương và thất bại? Cậu là ai nếu cậu biết được có sự ủng hộ và cậu hoàn toàn có khả năng để làm những gì mình muốn? Cậu là ai nếu không còn ai soi xét, kiểm soát, đánh giá hay phán xét cậu? Cậu là ai nếu tớ bảo phép màu là có thật và ngày mai trời sẽ hửng sáng? Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới mà ở đó con người tồn tại chủ yếu trong bản ngã. Và hầu hết mọi thứ xung quanh chúng ta đều vô thức khuyến khích sự lớn mạnh của bản ngã đó. Từ những bài hát mà chúng ta nghe, đến những bộ phim và chương trình truyền hình mà chúng ta xem, những thứ vốn phổ biến và được yêu thích bởi số đông mọi người. Có lẽ không thể phủ nhận rằng chúng ta đều đang âm thầm nuôi dưỡng bản ngã của mình, kể cả chúng ta có nhận thức được điều đó hay không. Và đó là lý do vì sao có thể tìm thấy mục đích sống cốt lõi của mình, hay bản thân mình thực sự là ai,
yêu cầu chúng ta phải có kỷ luật riêng, cũng như phải biết từ bỏ những suy nghĩ và sự quan tâm thái quá đến việc thế giới này trông đợi gì hay suy nghĩ như thế nào về mình. Đến những hình ảnh mà cuộc sống đang ngày đêm phác họa và áp đặt lên chúng ta một cách có quy tắc. Cụ thể, chúng ta phải là ai, phải trông như thế nào, sự trưởng thành và thành công hình thù ra sao, và hạnh phúc có màu gì. Chúng ta đã và đang cố gắng vẽ ra những khuôn mẫu nhất định về một người thành công và hạnh phúc nào đó, rồi trở thành những người thợ khéo tay, chỉ biết làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho, những kiểu mẫu phụ nhận đi tính cá nhân của mỗi người. Dường như đôi khi chúng ta quên mất mình thực ra là một phần quan trọng của trải nghiệm sống, thay vì chỉ đơn thuần là một sinh thể đi lanh quanh trong cuộc đời. Tớ nghĩ nó cũng giống như khi chúng ta chơi game vậy. Chúng ta không quá quan tâm đến việc mình có được công việc xịn cỡ nào, mình kiếm được bao nhiêu tiền, đi xe loại gì, nhân vật của mình gầy hay mập, cao hay thấp, xinh ít hay xinh nhiều. Ưu tiên của chúng ta chỉ là vào chơi và trải nghiệm nó. Tất nhiên, thỉnh thoảng chúng ta có thể nâng cấp một số bộ quần áo, thay đổi kiểu tóc, hoặc thậm chí bỏ tiền vào để sắm xe cổ. Nhưng rồi khi nó bị hư hỏng, hay khi bản thân đã cảm thấy chán, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ nó và mua một chiếc khác. Bởi vì cuối cùng, thứ còn sót lại ở đây chính là sự trải nghiệm. Quan trọng hơn là chúng ta đã vượt qua những thử thách, có được một khoảng thời gian để khám phá thế giới, gặp gỡ những người bạn mới, tìm hiểu về những quan điểm của họ, về những thứ xung quanh, và từ đó phát triển bản thân mình. Nhưng có vẻ trên thực tế tưởng tượng của chúng ta lại không giống như vậy. Chúng ta, những cá thể lớn bé khác nhau, tập trung thành một nhóm để hình thành xã hội, và song song ở một chiều khác, xã hội ấy dần tạo ra một cuốn cẩm nang cuộc sống mà thuận theo lẽ tự nhiên thì tất cả mọi người ở trong đó đều cần phải làm theo. Đi học, lấy một tấm bằng, có một công việc ổn định, lập gia đình, cố gắng để tìm thấy sự hạnh phúc, thỏa mãn và tự hào trong đó. Rồi kết quả là chúng ta lại tiếp tục nuôi dạy những đứa trẻ của mình làm những điều tương tự. Nó trở thành vòng quay 360 độ mà chúng ta xây dựng kiên cố cho cuộc sống của mình. Tuy nhiên, dù sớm hay muộn, tớ nghĩ là chúng ta nên thử một lần đặt ra câu hỏi rằng liệu có phải mục đích thực sự mà cuộc sống này vốn dĩ được tạo ra hay không? Giống như chúng ta đang sống trong một thế giới đảo ngược, nơi mà một số hay thậm chí tất cả những sự ưu tiên và hệ giá trị của bản thân đều bị đảo lộn và xoay mòng. Nếu nói về khía cạnh tinh thần, thì có lẽ khoảng thời gian mà nhịp chạy cuộc sống đang tạm chậm lại như bây giờ là một phút giải lao cần thiết để đưa chúng ta thoát khỏi sự sao nhãng ấy. Chúng ta cho phép mình tạm bước ra khỏi trạng thái tâm lý của những chiến binh, rằng mình luôn phải di chuyển, phải làm gì đó, phải không ngừng nghỉ phát triển, đạt được chiến công, thành tựu và ăn mừng cho cả thế giới biết. Như những chiến binh trong các cuộc chiến tranh phi nghĩa, một mực lăn xả ra trận chiến mà chẳng kịp dừng lại để nhận thức về ý nghĩa của cuộc chiến ấy, rằng điều họ đang làm có đúng với tiếng gọi bên trong và cả những giá trị mà mình thực sự đề cao hay không. Chúng ta thường lười xem xét những suy nghĩ và cảm xúc thật của bản thân vì xung quanh không có ai động viên, ủng hộ. Mà việc đó thì đôi khi lại quá khó khăn để tự mình đối mặt. Chúng ta chọn nói với mình rằng, thôi bây giờ sẽ làm cái này trước, còn sống thì để sau. Nhưng có lẽ cuộc sống hay việc sống không nên là một điều gì đó nên bị trì hoãn, cho đến khi chúng ta đủ khả năng và điều kiện vật chất để duy trì nó. Thay vào đó, chúng ta nên dũng cảm, quan tâm nhiều hơn đến việc mình muốn vẽ cuộc sống này theo cách nào và mình sẽ tô màu gì cho hạnh phúc của bản thân. Nếu cậu cũng đang không ngừng chạy vòng quanh và cố đánh lạc hướng mình trong cuộc sống này, tớ hy vọng cậu sẽ cho phép bản thân mình dừng lại đôi chút. Trước tiên là để hít thở thật sâu, và sau đấy là định vị lại hành trình mà cậu đang đi. Việc khó khăn của mỗi người thật trớ trêu là hiểu tường tận được chính bản thân mình.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không làm được. Thanh niên nếu chọn việc dễ thì gian khổ sẽ dành phần ai bây giờ? Chọn và thay vì chọn hoặc. Cậu có thể chữa lành và trải nghiệm niềm vui. Cậu có thể chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm của mình và trao cho mình tình yêu thương cũng như sự tha thứ. Cậu có thể đặt niềm tin ở bản thân và có những khoảnh khắc hoài nghi chính mình. Cậu có thể yêu thương ai đó và đặt ra ranh giới với họ. Cậu có thể ưu tiên những nhu cầu riêng và có những mối quan hệ lành mạnh với người khác. Cậu có thể đau khổ và cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu có thể mạnh mẽ và cần sự giúp đỡ. Cậu có thể thấy và thay đổi tích cực. Cậu có thể phấn đấu để trưởng thành và chấp nhận bản thân ở hiện tại. Chúng ta thường có xu hướng muốn lý giải tất cả mọi thứ bằng việc chỉ cho phép bản thân nghĩ, cảm nhận và tin vào một điều duy nhất tại một thời điểm nào đó. Chúng ta nhìn tất cả những sự vật, sự việc xung quanh mình theo một chiều hướng nhất định, vì vốn dĩ chúng ta đã quá quen với những khái niệm đối lập như ngày, đêm, nắng, mưa, nóng, lạnh, sáng, tối, sống, chết, thắng, thua, tốt, xấu, kể cả hành động hít vào, thở ra. Nhưng thực tế thì lại phức tạp hơn thế rất nhiều. Chúng ta không thể có thứ này nếu không có thứ còn lại. Đó là bản chất tự nhiên của cuộc sống. Chúng ta có thể cảm nhận và trải nghiệm nhiều thứ cùng một lúc, vì điều ấy không có nghĩa là một trong số đó sai hay không có giá trị. Chúng ta không chỉ có những trải nghiệm tốt đẹp mà không phải trải qua những chuyện không may hoặc không vừa ý. Thậm chí, những điều tiêu cực và những điều tích cực có thể hiện diện ngay trong cùng một thời điểm. Không phải mọi sự đều chỉ có thể là trắng hoặc đen, mà không có màu xám ở giữa. Nếu cứ cố chấp vận hành bản thân ở hai đầu thái cực, rồi thu hẹp nhận thức của mình lại và chỉ tập trung vào duy nhất mặt xấu của vấn đề, sẽ rất khó để chúng ta chấp nhận và vượt qua được những thử thách trong cuộc sống. Ngược lại, nếu có cái nhìn cởi mở hơn rằng một màu cũng có nhiều sắc độ khác nhau của nó, không chỉ là xám mà còn có xám nhạt, xám đen, xám xanh, xám bạc, hay đỏ thẫm, đỏ rượu, đỏ tươi, chúng ta sẽ đón nhận những sự kiện xảy ra một cách linh hoạt, cũng như có thể tách mình ra khỏi những thước đo hay định nghĩa cụ thể. Không phải chúng ta làm không tốt một việc thì có nghĩa là chúng hoàn toàn vô giá trị hay hoàn toàn là một kẻ thất bại. Không phải chúng ta đang phải đối mặt với nỗi đau này thì có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ hạnh phúc nữa. Hơn thế, việc nhận thức được sự tồn tại tương đối của hai thái cực đó sẽ giúp chúng ta nhìn người khác với một con mắt trung lập hơn, bao dung hơn, ít phán xét hơn, kể cả với những ai đã từng làm tổn thương mình. Tớ tin rằng khi ý thức được tầm quan trọng của và, chúng ta sẽ xây dựng được một mối quan hệ cân bằng với bản thân, cũng như nhìn nhận mọi thứ và mọi việc một cách đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Tự hỏi tại sao mình lại cười khi buồn. Chắc hẳn sẽ có những lúc cậu thấy mình cười gượng, dù bên trong cậu đang rất buồn hay đau khổ. Cậu có thể cảm thấy kỳ cục và khó chịu về nó, thậm chí lo lắng không biết nó trông như thế nào trong mắt người khác. Tuy nhiên, thực tế đây là một phản ứng tự nhiên của chúng ta đối với những sang chấn tâm lý, được gọi là sự phản ứng nịnh bợ. Chúng ta cảm thấy như có một sự đe dọa nào đó với bản thân, vì vậy bộ não chọn cách ra tay kích thích khuôn mặt chúng ta nở một nụ cười để né tránh những nỗi đau và tổn thương tâm lý. Đôi lúc, chúng ta cười gượng vì cảm giác xấu hổ, tủi thân và bất lực, một cách để né tránh sự mâu thuẫn và từ chối. Khi cậu ý thức được mình chỉ đang cười gượng, hãy dừng lại một chút để kiểm tra với bản thân về những cảm xúc thật. Liệu điều gì có thể giúp cậu cảm thấy an toàn hơn với chúng? Nhận biết được khi nào mình bị kiệt sức vì tinh thần. Cậu trở nên nhạy cảm hơn, bình thường và dễ xúc động vì những thứ nhỏ nhặt. Cậu cảm thấy chỉ cần một sự tác động nhỏ đến mình thôi cũng có thể khiến giọt nước tràn ly.
Những suy nghĩ tiêu cực dường như lấn át hết những suy nghĩ tích cực, và cậu gặp khó khăn với việc có một giấc ngủ trọn vẹn. Cậu luôn cảm thấy mệt và không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Cậu mất đi động lực và mất kết nối với những thứ xung quanh. Tâm trí cậu phụ đầy sương, trở nên mông lung và mờ mịt. Những lúc cậu nhận thấy mình có một trong những biểu hiện như vậy, hãy chủ động dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, nghỉ ngơi, thả lỏng đầu óc hoặc đi bộ để có thể cảm nhận được rõ ràng hơn trạng thái của mình. Tìm ra những điều đang khiến cậu có cảm giác như vậy và nghĩ về việc cậu sẽ làm gì với chúng. Thay vì cố gắng giao tiếp với môi trường xung quanh, hãy nghe một chút nhạc, đọc một vài trang sách hoặc bất cứ thứ gì cậu thích để tìm sự kết nối với bản thân. Nếu cảm thấy không thể chia sẻ vấn đề của mình với người khác, hãy viết chúng ra giấy hoặc vào điện thoại, bất cứ hình thức nào giúp cậu cảm thấy thoải mái. Điều quan trọng là cậu không chất chồng và không dồn nén cảm xúc của mình, mà thay vào đó là cho phép bản thân giải phóng chúng ra bên ngoài. Nếu cậu sợ bị đánh giá và không muốn những người xung quanh biết được hoàn cảnh của mình, hãy mạnh dạn tìm đến một người lạ nào đó, một người có đủ khả năng, đủ sự tin cậy, đủ sức chứa cảm xúc để đón nhận những chia sẻ của cậu. Bởi vì đôi lúc cậu sẽ không thể ngờ được rằng những lời nói của một người lạ có thể thay đổi cuộc sống của mình rất nhiều. Chấp nhận phơi bày sự yếu đuối. Cậu có bao giờ tìm thấy ở đâu đó một bức ảnh hay một thông điệp rất liên kết với mình ở hiện tại? Nó dường như nói hộ lòng cậu vậy, và cậu rất muốn chia sẻ nó. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng cậu không muốn để người khác thấy được vẻ mặt yếu đuối hay tiêu cực của mình, nên cậu chỉ chọn chụp lại màn hình hoặc lưu nó về trên Instagram hoặc Facebook. Nếu cậu là người có xu hướng như vậy, thì tớ mong cậu biết rằng sự yếu đuối cũng có sức mạnh của nó. Khi một ai đó có thể bộc lộ sự yếu đuối của mình và thể hiện nó ra bên ngoài, có nghĩa họ đang nói rằng tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì về mình, đây là con người thật của tôi và tôi từ chối việc che giấu bản thân để trở nên mạnh mẽ như người khác trong đời. Tôi trân trọng mọi cảm xúc mà tôi có. Đó cũng là vế ngược lại của luật hành động. Để có thể trở nên kiên cường và đáng nể hơn, trước tiên cậu cần trần trụi với những khuyết điểm mà cậu có. Cậu cần sẵn sàng để cho thế giới thấy sự yếu đuối của mình. Vì đó không phải là việc có thể xảy ra chỉ qua một đêm, mà là một quá trình thử đi thử lại, rồi dần dần trở nên lì hơn. Nhưng bằng cách như vậy, cậu sẽ gián tiếp làm mất đi khả năng kiểm soát hay gây tổn thương của thế giới bên ngoài đối với mình. Một khi cậu chấp nhận phơi bày sự yếu đuối của bản thân, sẽ không có ai có thể dùng nó để chống lại cậu. Hơn nữa, tớ có thể chắc chắn rằng nếu cậu có thể bỏ công sức vào những cuộc hội thoại khó, cậu chân thành bộc lộ bản thân dù chuyện đó có phần liều lĩnh. Nếu cậu nói với thế giới rằng đây là tôi và tôi từ chối là ai đó khác, cậu sẽ tìm thấy một chiều sâu mới trong những mối quan hệ của mình, từ bạn bè, gia đình cho đến người yêu. Chúng ta cần hiểu đúng về sự chữa lành. Chữa lành không có nghĩa là những tổn thương ấy chưa từng tồn tại, mà là chúng không còn khả năng để chi phối cuộc sống của mình. Chữa lành không phải là cố xóa đi tất cả những cảm xúc tiêu cực, mà là tìm ra và học cách sử dụng những công cụ của bản thân để đối phó thật tốt với chúng. Chữa lành không phải là trở nên tốt hơn, mà là buông bỏ những thứ không còn là của cậu, tất cả những niềm tin, sự kỳ vọng không thực kia, và trở thành một mình thật nhất. Tự tha thứ cho bản thân đã là một phần rất quan trọng của hành trình chữa lành. Sẽ rất khó để làm điều đó nếu cậu vẫn còn bị ràng buộc bởi những lỗi lầm của mình. Nó yêu cầu ở sự quan tâm và cần sự can đảm ở cậu. Và thực tế là tất cả chúng ta đều có nó, kể cả khi phải nỗ lực đào sâu bản thân thêm một chút để có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, không giống như những hành trình khác, hành trình chữa lành mà cậu đang sắp sửa đi, thực tế không có một đích đến cụ thể nào. Sẽ không hiếm khi cậu có cảm giác bối rối và mơ hồ, vì dù thời gian trôi qua, cậu vẫn thấy mình ở trong trạng thái chữa lành đó,
và không chạm đến một cột mốc nào để chứng minh rằng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Cậu sẽ không ngừng đối mặt với những chuyển động bất quy tắc của cuộc sống, hồi phục từ những tổn thương cũ lẫn tổn thương mới, và cứ thế lặp đi lặp lại chu kỳ này. Đôi khi, việc đó sẽ khiến cậu cảm thấy mệt mỏi và hoài nghi những nỗ lực của mình. Nhưng thực ra, nó không hề đáng thất vọng như cậu nghĩ. Bởi khi liên tục chữa lành cho bản thân, cậu cũng đã được thúc đẩy đi lên trên con đường phát triển của mình. Đừng mong đợi chữa lành là một quá trình tuyến tính thẳng tắp, mà hãy biết và chấp nhận rằng hình dáng của nó vốn dĩ là một đường tích tắc, với rất nhiều đỉnh núi và thung lũng cậu cần vượt qua. Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng khi cậu thấy mình đang ở dưới đáy, có nghĩa là con đường dẫn cậu đi lên cũng sẽ xuất hiện. Có thể cậu mong đợi việc chữa lành sẽ diễn ra thật nhanh chóng, nhưng nếu quá trình đó bị thúc giục và mọi thứ trở nên gấp rút, liệu cậu có đang có một trải nghiệm đúng nghĩa không? Không, ngược lại, tất cả những gì cậu đang làm là khiến cho vết thương trở nên sâu hơn, đồng thời vô tình kéo dài quá trình chữa lành của mình. Cậu có muốn che đậy hoặc đặt những cảm xúc mà cậu có sang một bên, để rồi chúng dần tích tụ thành hàng ngàn viên gạch, và một lúc nào đó bất ngờ quay trở lại tấn công, nhì chặt cậu xuống hay không? Hãy nhớ rằng sự vội vàng sẽ không giúp cậu chữa lành nhanh hơn, càng mất kiên nhẫn và làm phiền vết thương đang dần lên da non, cậu càng khiến nó lâu lành trở lại. Thay vào đó, hãy chậm rãi hơn một chút, thậm chí cậu có thể dừng việc chữa lành lại một khoảng thời gian nếu cảm thấy cần thiết. Bởi chữa lành không phải là một công việc bình thường có thể được hoàn thành trong một sớm một chiều, mà đó là cả một công cuộc. Đừng để cho những đường gấp khúc ấy làm cậu nản chí và nghĩ rằng cậu đang không chữa lành khi ở cùng với nỗi buồn hay những cảm xúc cũ lại bị xáo trộn bên trong cậu lần nữa. Cậu vẫn có thể chữa lành và cảm thấy đau khổ, cậu vẫn có thể chữa lành và cảm thấy tức giận với tình huống của mình. Cậu vẫn có thể chữa lành và không nhất thiết phải biết chính xác mình nên làm gì ở thời điểm đó. Chữa lành không có nghĩa là cậu không phải đối mặt thêm với bất cứ một khó khăn hay thử thách nào của cuộc sống, mà là cậu ý thức được việc quay trở về với bản thân đã tìm thấy sức mạnh bên trong. Mục đích của nó không phải là để cậu sẽ không bao giờ cảm thấy tồi tệ nữa, mà là cậu học cách trân trọng những cảm xúc của mình và ngồi với chúng lâu hơn một chút trước khi tiễn chúng ra về. Tớ biết lý do khiến cậu muốn thúc giục quá trình này là bởi từ trải nghiệm của cá nhân mình. Tớ biết rằng chữa lành không hề dễ dàng và không hề dễ chịu. Đôi khi nó còn làm cậu đau rất nhiều. Nó giống như một con lắc không ngừng dịch chuyển qua lại giữa nỗi đau và sự chấp nhận. Thậm chí có thể cậu sẽ phải chữa lành rất nhiều lần vì cùng một lý do. Nhưng điều đó không khiến cậu trở nên yếu đuối, mà ngược lại sẽ giúp cậu trở thành một người kiên cường hơn. Hãy tin khi tớ nói rằng nó hoàn toàn xứng đáng, bởi cậu sẽ bước ra với một trái tim và một tâm trí mạnh mẽ. Cậu sẽ biết yêu và quan tâm bản thân nhiều hơn. Cậu sẽ trở thành một người thông thái với những bài học cậu có được từ những thứ cậu cần chữa lành. Cậu sẽ nhận ra và giải phóng những nguồn tích cực, kích thích cảm xúc tiêu cực bên trong mình, cũng như sẽ khám phá được những thứ giúp cậu cảm thấy bình yên và giữ chúng ở lại. Những điều tốt đẹp của cuộc sống đều cần thời gian, do vậy đừng lo lắng và sợ hãi khi đi trên hành trình chữa lành. Có thể con đường cậu đi không phải liền mạch từ 1 đến 3, mà đôi khi cậu tiến lên 2, rồi quay lại ngược về 1, 5 trước khi tiến lên 1, 7. Vì một khi cậu chưa thực sự học xong một bài học cần thiết, cậu sẽ phải tiếp tục trải nghiệm những điều tương tự để hoàn thành nó. Dù có thể sẽ khó khăn hơn và vất vả hơn, nhưng đó cũng là cơ hội để cậu tiếp tục nhìn nhận và tự phản ánh chính mình. Mà đôi lúc chỉ vì cứ cố nhắm mắt đi thẳng, cậu đã vô tình bỏ lỡ. Nhưng quan trọng hơn cả, cậu luôn có quyền để ghi nhận mọi bước chân đang đưa mình về phía trước. Dù cho ngắn hay dài, phiên bản tuyệt vời và trưởng thành của tương lai sẽ rất biết ơn cậu ở hiện tại.
vì đã không ngại làm những việc khó. Có thể những người xung quanh không hiểu cậu hay những việc cậu đang cố gắng để làm, nhưng hãy giữ kết nối với đứa trẻ bên trong, vững tin ở bản thân và tiếp tục bước về phía ánh sáng. Chúc mừng cậu vì đã đi được đến đây. Tớ biết rằng rất khó khăn, nhưng cậu đang làm tốt nhất những gì cậu có thể rồi. Như vậy là đủ mà. Hãy biết bao dung với cuộc sống và với chính bản thân mình. Hy vọng rằng dù ngày hôm nay có trọn vẹn hay không, thì cậu vẫn có thể tìm cho mình một khoảnh khắc nào đó khiến cậu không thể ngừng yêu thương cuộc đời này. Đừng sợ để trao đi tình yêu, sự tử tế và lòng chân thành. Cứ đối tốt với cuộc đời, dần dần cuộc đời sẽ cảm nhận được và đối tốt lại với cậu. Có thể chưa phải ngày mai, nhưng theo thời gian, năng lượng tích cực mà cậu phát ra sẽ tạo sự rung động có ý nghĩa. Chỉ vì hiện tại điều gì đó chưa xảy ra, không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra. Niềm tin và hy vọng cũng đâu có quá nặng. Tớ tin là cậu có thể kiên trì mang chúng theo bên mình. Hãy biết ơn sự giác ngộ đến từ những trải nghiệm tiêu cực, vì những lúc đó cậu sẽ đặt ra cho nhiều bản thân nhiều câu hỏi hơn, và cũng lúc đó cậu hiểu thêm về những thứ về con người mình. Cậu có đang đành phải chấp nhận điều gì mâu thuẫn với mong muốn hay giá trị của mình? Cậu có cảm thấy ổn với điều đó không? Liệu có một sự thỏa hiệp nào đó có thể tồn tại mãi? Đừng trách móc bản thân hay cảm thấy tiếc nuối vì cậu đã từng không biết những thứ mà nay cậu đã nhận ra, vì đó là minh chứng của sự trưởng thành. Và đó là một điều tốt. Nếu trong một khoảnh khắc nào đó, cậu bắt đầu ý thức được bản thân mình xứng đáng với điều gì đấy tốt đẹp hơn, tuyệt nhiên đừng phớt lờ nó. Hãy hành động để biến suy nghĩ ấy thành sự thật. Không phải tất cả và cùng một lúc, nhưng từng thứ một rồi sẽ tốt dần lên. Cảm ơn cậu vì đã ở đây. Hãy chăm sóc bản thân kể cả khi cậu mệt mỏi và chẳng muốn làm gì. Hãy nhớ rằng hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân đi. Bởi vậy, hãy bước về phía trước, mở rộng lòng ra, rồi đất trời mênh mông sẽ ôm lấy tất cả tin yêu trong mình. Yêu thương con người thật nhất của mình. Thực tế, mặt trời vẫn tỏa sáng rực rỡ, dù có những hôm cậu không bước ra ngoài để ngắm nhìn nó. Tương tự vậy, cậu cũng tuyệt vời lắm, dù có khi cậu cảm thấy hoài nghi chính bản thân mình. Thậm chí đôi lúc, đôi mắt cậu sẽ nhìn xuống và không trân trọng nguồn ánh sáng ấy, nhưng điều đó cũng không thể khiến cho mặt trời trên cao bớt đỏ hồng. Có những ngày hè nóng đổ lửa, người ta chẳng thích mặt trời tẹo nào, nhưng nó vẫn kiên định làm phần việc của mình là tỏa sáng. Vậy nên, dù có ai hay hoàn cảnh nào đó khiến cậu cảm thấy bản thân không xứng đáng được yêu thương, được ghi nhận và trân trọng, hãy cứ tự tin và tập trung vào công việc của cậu là tin tưởng vào sự tốt đẹp của chính mình. Tôi đẹp và tôi xứng đáng với những điều tốt đẹp. Đừng để cho bất cứ ai hay hoàn cảnh nào khiến cậu nghĩ ngược lại nhé. Hãy yêu bản thân mình trước. Không ai có thể yêu cậu cho đến khi cậu yêu chính bản thân mình. Tớ đoán là cậu thường được đọc và được nghe thấy điều này trong những cuốn sách hay những video self-help. Nhưng nghĩ lại thì câu nói này hơi có phần cực đoan một chút, rằng chúng ta sẽ có hay không? Và thực sự là không xứng đáng với tình yêu cho đến khi chúng ta hoàn toàn yêu thương chính mình ư? Trong thực tế, chúng ta không thể lúc nào cũng làm được điều đó. Tình yêu thương bản thân không phải là một hành trình bằng phẳng, chỉ hướng theo chiều đi lên. Ngược lại, đó là một công việc dang dở và luôn trong quá trình cần được hoàn thiện. Ngày hôm nay chúng ta có thể yêu thương bản thân mình, nhưng ngày mai có thể không? Vì thực tế, chúng ta hoàn toàn và không hoàn hảo đến vậy. Chúng ta không phải là phiên bản cuối cùng của một chương trình được tạo lập 0% xác suất xảy ra lỗi. Cậu vẫn có thể yêu thương một ai đó và được ai đó yêu thương, dù cậu cần thời gian để làm việc với chính mình. Đôi khi chỉ đơn giản là cậu chưa tìm thấy người phù hợp
hoặc đôi khi đó chưa phải là lúc, mà không phải vì cậu không xứng đáng khi chưa yêu bản thân đủ nhiều. Cậu có thể yêu thương bản thân trong khi vẫn cần một ai đấy để dựa vào và ở đó vì cậu. Do vậy, ở đây chúng ta có thể hiểu đúng hơn là hãy yêu bản thân mình trước khi cậu yêu thương một ai đó. Không chỉ là người yêu, mà còn là bất cứ ai trong mỗi quan hệ bạn bè hay gia đình của cậu. Khi cậu yêu bản thân thì cậu sẽ càng có thể yêu thương họ nhiều hơn và cậu sẽ biết điều gì là tốt cho những mối quan hệ đó. Chúng ta khó có thể có được một mối quan hệ lành mạnh với người khác nếu chúng ta không có một mối quan hệ tương tự với chính mình. Tình yêu thương không phải là thứ duy nhất được trao, mà còn là... Chúng ta thường nói yêu thương nhau, nhưng lại yêu thương một cách rất là bản năng. Bố mẹ yêu thương con cái bởi vì đó là đứa trẻ mình sinh ra, nhưng lại không sẵn sàng để quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu chúng. Cả nhà thương nhau, nhưng chưa hẳn mọi người đều thích nhau. Bố mẹ thương con, nhưng không thích giới tính hay ngoại hình của con. Bố mẹ thương con, nhưng không thích sự nhạy cảm hay hướng nội của con. Nghe thật lạ khi có những lúc cái thích lại lớn hơn, cần thiết hơn và được mong cầu nhiều hơn cái thương. Bạn bè yêu thương nhau bởi vì có chung sở thích, vì có những sự liên kết bên ngoài, nhưng lại không sẵn sàng để bảo vệ và giúp đỡ nhau khi cần. Bạn trai, bạn gái nói yêu thương nhau rất nhiều, nhưng lại hạn chế không gian riêng, không tôn trọng cuộc sống cá nhân hoặc không ủng hộ cho sự phát triển của đối phương. Tất cả những hành vi đó thực ra đều xuất phát từ cái tôi, luôn tự cho đấy là biểu hiện của tình yêu thương vô điều kiện. Nhưng nghĩ lại thì hoàn toàn không phải vậy. Thực tế có rất nhiều điều kiện tồn tại ở đó. Một mối quan hệ lành mạnh là một mối quan hệ không chỉ dựa vào tình yêu thương thuần túy, mà còn là sự tôn trọng từ cả hai phía, sự quan tâm và giúp đỡ. Những giới hạn nhất định dành cho nhau, không gian là để chính mình, sự hiện diện của họ khi chúng ta cần và chúng ta có thể hiểu và được cách mà họ thể hiện tình yêu thương với mình. Học cách tận hưởng cả những thứ không đáng yêu. Với cá nhân tớ, bài học khó nhất nhưng cũng quý giá nhất mà bản thân có được trên hành trình sống chính là tìm được cảm giác dễ chịu khi đối mặt với những chuyện không dễ chịu và tự tin rằng mình có thể thực hiện và trải nghiệm nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống. Trưởng thành là can đảm nhìn vào sự thật, cảm nhận nỗi đau, để cho nước mắt rơi và chấp nhận buông bỏ những thứ không còn phù hợp với mình. Cậu có thể may mắn có được người bạn đồng hành đáng quý, nhưng trưởng thành cũng có nghĩa là nhận ra được tầm quan trọng của việc ở một mình, của sự tự do và độc lập để hiểu rõ hơn về bản thân, cũng như những nhu cầu và khao khát mà cậu có. Đặc biệt, trưởng thành là giữ mình bình tĩnh và tĩnh lại trong thế giới hỗn độn để nghe rõ hơn tiếng nói ở bên trong. Trưởng thành yêu cầu cậu phải tự hỏi mình những câu hỏi phức tạp hơn về cuộc đời và kiên nhẫn với bản thân để tìm ra đáp án. Bởi trưởng thành không có nghĩa là đi nhanh hơn, mà là đi đúng hướng hơn. Trưởng thành là hành trình lột xác và phá kén, đòi hỏi ở cậu sự dũng cảm to lớn để chấp nhận đối diện với những khó khăn và thử thách. Nhưng nó có thể thúc đẩy cậu đến với sự chữa lành, dù quá trình đó cần rất nhiều thời gian, sự nỗ lực và không hề dễ chịu. Trưởng thành cần ở cậu sự tha thứ cho hoàn cảnh, cho người khác và cho cả mình. Và tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương bản thân. Trưởng thành giúp cậu tạo ra những khởi đầu mới, nhưng trước đó cậu cần biết nghỉ ngơi, tự phản ánh và chăm sóc chính mình. Tự chăm sóc bản thân. Khi được hỏi cậu có để ý đến việc chăm sóc bản thân không, hầu hết chúng ta sẽ trả lời là có. Thậm chí chúng ta sẽ nghĩ tất nhiên rồi, không quan tâm mình thì quan tâm ai. Nhưng khi được hỏi vậy cậu quan tâm và chăm sóc bản thân mình như thế nào, mọi người thường cảm thấy khó khăn hơn để trả lời. Tự chăm sóc bản thân là gì? Đây là một khái niệm trông có vẻ đơn giản về mặt lý thuyết, nhưng lại thường rất dễ bị bỏ qua. Tự chăm sóc bản thân là bất kỳ hoạt động lành mạnh nào mà chúng ta chủ động làm để chăm sóc sức khỏe tinh thần, tâm lý và thể chất của mình,
Việc chăm sóc tốt cho bản thân là chìa khóa để chúng ta cải thiện tâm trạng và giảm sự lo lắng, đồng thời cũng là cốt lõi của một mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta với bản thân và với những người xung quanh. Vậy còn tự chăm sóc bản thân không phải là gì? Có lẽ việc câu trả lời cũng quan trọng không kém. Đơn giản thì đó không phải là điều mà chúng ta không thích làm hay buộc mình phải làm. Nó tiếp thêm năng lượng cho chúng ta thay vì lấy đi từ những thứ gì mà chúng ta đó. Tự chăm sóc bản thân cũng không phải là một hành động ích kỷ. Nó không chỉ dừng lại ở việc xem xét nhu cầu của bản thân, mà là việc chúng ta nhận thức được rằng chúng ta cần làm gì để chăm sóc mình, từ đó mới có thể chăm sóc người khác. Nếu chúng ta không quan tâm bản thân một cách tử tế, chúng ta cũng sẽ không đủ năng lượng để làm điều đó cho người thân yêu của mình. Các phương pháp tự chăm sóc bản thân cũng khác biệt đối với mỗi người. Không có một cách thức nào là chuẩn mực cho tất cả, mà điều quan trọng là chúng ta có thể đảm bảo rằng mình đang có chú ý với những thói quen này và muốn thực hiện chúng. Càng chủ động trong vấn đề chăm sóc bản thân, chúng ta sẽ càng trở nên kiên cường hơn và dần có khả năng đối mặt và giải quyết với bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống. Vậy, làm thế nào để có ý thức và chủ động hơn về việc tự chăm sóc mình? Hãy cố gắng tạo thói quen kiểm tra bản thân, lắng nghe những gì tâm trí và cơ thể nói với cậu rằng nó cần, và bắt đầu bằng những việc làm cơ bản thường ngày. Ví dụ như, cậu có thực sự cần thiết phải làm việc thâu đêm suốt sáng không? Nếu không, hãy điều chỉnh lại thời gian và hiệu suất của mình. Cậu có nhận thấy rằng bản thân có xu hướng cảm thấy kiệt sức và không thoải mái khi nói chuyện với ai đó không? Hãy tự đánh giá chất lượng của mối quan hệ. Cậu có đang tự trách mình vì nói không với những cuộc hẹn hay với những lời đề nghị từ bên ngoài? Hãy tìm một khoảng thời gian thích hợp để cân nhắc lại việc đó. Đến cuối cùng, mối quan hệ mà chúng ta có với bản thân là vô cùng quan trọng. Nhiều người trong chúng ta thường không chịu dừng lại một chút để nghĩ về điều này, nhưng thực tế, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho bản thân mình hơn bất kỳ ai khác trong cuộc đời. Vậy cậu có muốn khoảng thời gian ấy trở nên ý nghĩa hơn không? Hãy nhớ rằng cậu xứng đáng được nhận một lòng trắc ẩn, sự chăm sóc ân cần mà cậu vẫn thường dành cho người khác. Vậy nên, hãy đừng bao giờ quên và ngừng quan tâm mình. Đi tìm sự cân bằng trong thế giới hỗn độn. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Trước những thay đổi, những sự mơ hồ, hỗn loạn và rối rắm, làm thế nào để chúng ta không bị choáng ngợp bởi chúng, mà ngược lại vẫn có thể giữ được sự bình yên trong tâm trí như mắt bão? Hãy duy trì hòa bình với những thứ cậu không thể kiểm soát và tập trung vào những thứ cậu có thể. Nhận thức được những thứ dễ kích hoạt cảm xúc tiêu cực bên trong cậu, từ đó thiết lập giới hạn thích hợp với người khác và với bản thân để có thể điều hướng chúng và bảo vệ tâm lý của mình. Hãy thường xuyên tự nhắc nhở rằng những cảm xúc của cậu đều có giá trị, kể cả những cảm xúc không tích cực. Hãy cho phép bản thân cảm nhận chúng, rồi buông bỏ, tưởng tượng tất cả như đang từ từ trôi dọc theo cơ thể cậu và đi ra bên ngoài. Quan trọng hơn cả, đừng so sánh quá trình giải quyết vấn đề của cậu với người khác. Bởi trước những khó khăn, mỗi người đều có cách đối phó của riêng mình. Không có cái nào đúng, cái nào sai. Hãy tìm cho mình một chốn bình yên, để có thể là chiếc sofa mềm mại hoặc một ký ức đẹp được hình dung trong đầu cậu. Khi mọi thứ trở nên hỗn loạn, hãy đi đến đó, nghỉ ngơi và khởi động lại nguồn. Nhận ra sự độc hại của những hành động được xem là bình thường. Phủ nhận hoặc xem nhẹ nỗi đau, nỗi buồn hay khó khăn của ai đó chỉ vì những người khác còn gặp chuyện tồi tệ hơn. Đàn ông con trai có xu hướng nhạy cảm, thường xuyên thể hiện cảm xúc của mình thì bị xem là yếu đuối và không nam tính. Chào hỏi bằng những lời bình phẩm về ngoại hình của ai đó, quá để ý đến chuyện của người khác, bàn tán và nói xấu sau lưng họ. Tự nhân danh lẽ phải hoặc đại diện số đông để cư xử thô lỗ và nói chuyện bất lịch sự với người khác trên mạng xã hội. Chia sẻ những bài viết, trích dẫn tích cực, có tính truyền cảm hứng nhưng lại thường đánh giá, phán xét và bình luận tiêu cực về người khác ngoài đời thực. Khiến người khác hoài nghi về bản thân mình hay cảm thấy có lỗi khi không được sống là chính họ. Xúc phạm hay chế giễu ai đó rồi lại cười cho qua chuyện,
Bà bảo, đùa thôi mà. Và trong cuốn sách này, tôi muốn nhấn mạnh về chuyện body shaming, miệt thị ngoài hình. Việc mà người ta vẫn thường bảo nhau là giỡn thôi, làm gì căng. Thực tế lại có sức sát thương không hề nhỏ đến tâm lý và sức khỏe tinh thần của người nghe như một vũ khí vô hình. Body shaming là hành động dùng ngôn ngữ để chế giễu ngoại hình của ai đó và có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe vật lý cũng như tâm lý của họ. Body shaming được thể hiện theo nhiều cách khác nhau. 1. Miệt thị bản thân. Tự chỉ trích ngoại hình của mình thông qua việc đánh giá hoặc so sánh bản thân với người khác, đôi khi với xu hướng muốn nhận lại lời phủ định từ bên ngoài. Ví dụ, mình thật xấu so với cô ấy hoặc anh ấy. Mình không cao bằng, không gầy, không trắng được như thế. Dạo này mặt mình lại tròn rồi, lại tăng cân rồi. 2. Chỉ trích ngoại hình của người khác trước mặt họ. Ví dụ, với cặp đùi đó ta sẽ không bao giờ dám mặc váy mắt. Béo như mày chắc tao chết. Con gái gì nhìn mà đô vậy. Con trai gì mà gầy như nghiện thế. 3. Chỉ trích ngoại hình sau lưng người khác. Ví dụ, không hiểu sao người thì đầy khuyết điểm mà mặc được bộ đồ ấy nhỉ. Không hiểu sao xấu như nó mà vẫn có người yêu. Thực tế, một số người có xu hướng đem những lời nói đó của mình chỉ là đùa vui và chỉ vì có ý tốt. Vậy làm sao để phân biệt chúng với body shaming? Đùa vui đồng nghĩa với việc người nghe phải cảm thấy thoải mái và vui vẻ với chuyện đó. Sự đùa vui và miệt thị không nên bị nhầm lẫn với nhau, bởi một lời nói chỉ vui khi được đón nhận hoặc không gây cảm giác tiêu cực cho người khác. Đặc biệt, nó càng không nên được bao biện trên cơ sở là quyền thuộc về những mối quan hệ thân thiết. Vì thân nhau nên mới thoải mái nói những điều như vậy. Nếu không được xác định ranh giới của hai vấn đề này, chúng ta sẽ có thể dẫm phải nó bất cứ lúc nào, mặc cho mục đích của chúng ta là gì. Khi body shaming, dù vô tình hay cố ý trở thành một thói quen, nó khiến cho mọi người bị ám ảnh bởi suy nghĩ rằng mình cần phải thay đổi để đạt được một số tiêu chuẩn nhất định. Rằng với phái nữ thì nên quan tâm đến việc trông mạnh mai hơn, trắng trẻo hơn, có được đôi mắt to, mặt thon gọn, mũi cao và nhỏ hơn. Còn với phái nam thì nên có nhiều cơ bắp, đồ con hơn và men hơn. Nếu không, chúng ta lo sợ rằng mình sẽ có nguy cơ trở thành mục tiêu của những bình luận mang tính chế giễu, đùa cợt và miệt thị đó. Bất kể ở hình thức nào, xuất phát từ chính mình, người thân hay người lạ, body shaming thường dẫn đến sự so sánh, cảm giác xấu hổ, tự ti và tạo ra một vòng luẩn quẩn của việc tự đánh giá và chỉ trích đối với người tiếp nhận. Hay ở một mức độ phức tạp hơn, những người bị miệt thị ngoại hình sẽ mắc phải bệnh trầm cảm, rối loạn lo âu xã hội do không muốn đi ra ngoài, không muốn xuất hiện trước đám đông hoặc gặp phải những vấn đề về tâm lý khác, chẳng hạn như tự hủy hoại lòng tự tôn của mình, bị ám ảnh về hình ảnh của bản thân trong mắt người khác, bị rối loạn ăn uống, chán ăn, ăn uống mất kiểm soát hoặc trở nên nhạy cảm hơn, dễ cảm thấy tức giận và khó chịu. Đó là lý do vì sao chúng ta cần học cách đối diện với những kẻ miệt thị ngoại hình ở xung quanh, không phải bằng những cách thu mình lại hay phản kháng bằng những lời lẽ tương tự, mà là đứng cao hơn họ ở một bậc và thể hiện lòng trắc ẩn với họ. Đó là sức mạnh để chúng ta tha thứ, dù họ đã có những lời nói hay hành động không đúng đắn với mình. Dùng tình yêu thương để đánh bại sự ghét bỏ. Chúng ta thường rất dễ bị mắc kẹt trong chiếc lưỡi tiêu cực mà người khác quăng vào mình. Như để bảo vệ bản thân, chúng ta cần học cách đặt mình lên những gì thế giới ngoài kia nói và nghĩ. Hãy chiến đấu với sự tiêu cực đó bằng tình yêu thương, bằng cách thể hiện sự bao dung với những người không tìm thấy giá trị ở bản thân và cho rằng cần phải hạ thấp người khác xuống để mình được an toàn. Hãy tha thứ cho họ và dành năng lượng của mình cho những người xứng đáng hơn, những người thực sự tôn trọng con người nguyên bản của mình. Cuộc sống quá ngắn ngủi để chúng ta ghét bỏ và sự thù hằn với ai đó, trong khi còn rất nhiều cơ hội để chúng ta tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin cho nhau bằng lòng tốt, bằng tình yêu thương và sự tử tế. Hãy cứ là chính mình, đó là sức mạnh to lớn của mỗi người. Sự chân thật ấy xuất phát từ quá trình chúng ta tự khám phá và tự trau dồi sự hiểu biết của bản thân. Chúng ta biết mình tốt ở đâu
và chưa tốt ở đâu, và không có cái nào là kẻ thù của chúng ta cả. Một khi ý thức được đồng thời hai mặt đó, chúng ta sẽ có thể chấp nhận bản thân và chấp nhận những người khác mà không có một sự phán xét nào. Nâng cao tần số tích cực. Chánh niệm có nghĩa là chúng ta tập trung vào hiện tại với toàn bộ cơ thể và tâm trí. Đó là năng lượng tồn tại bên trong hạnh phúc mà chúng ta mong muốn. Khi chúng ta học được cách buông bỏ cảm giác thiếu an toàn của mình, chúng ta đang nói có với sức mạnh, tình yêu thương, sự bình yên, lòng trắc ẩn và sự tha thứ được truyền dẫn đến sự chánh niệm. Chúng ta làm cho vẻ đẹp bên trong được tỏa sáng, vẻ đẹp vượt lên những gì thế giới trông đợi ở mình. Chính chúng ta truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh khi chúng ta không ngại bày tỏ những khuyết điểm mà bấy lâu xã hội luôn bảo là cần phải che giấu. Hãy cùng chung tay vì một trái đất xanh, sạch và văn minh hơn. Chúng ta không thể đơn độc thay đổi thế giới, nhưng chúng ta có thể chủ động thay đổi bản thân mình, và tự khắc nó sẽ biến thành một làn sóng mạnh mẽ, tác động tới nhiều người. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Góc Tâm Hồn. Tiếp tục với cuốn sách Giá Như Có Ai Đó Dạy Tôi Trưởng Thành. Phần 2: Trưởng thành là khi cậu biết. Gửi đến những ai đang nỗ lực để có được những sự tiến bộ mà người khác không nhận ra, vì cậu không để một ai nhìn thấy chúng, những khoảnh khắc tối tăm nhất của cuộc đời mình. Tớ biết cậu vẫn luôn âm thầm chuyển hóa và đối mặt với những trận chiến dữ dội ở bên trong, cũng như biết tự hào và từng bước đi trên con đường đúng đắn với bản thân. Hãy cứ tiếp tục hành trình đó nhé, vì cậu hoàn toàn có thể làm được. Và dù ở đằng sau đó là gì, tớ hy vọng cậu sẽ luôn mỉm cười với chính mình. Đồng thời, hãy quan tâm đến cả những người mạnh mẽ nhất xung quanh cậu, vì chúng đều không biết hết được đằng sau dáng vẻ và nụ cười ấy ẩn chứa những điều gì. Hạnh phúc thực sự với mình là gì? Tài khoản mạng xã hội. Hãy dừng nhìn vào Facebook, Instagram hay trên kênh YouTube của những người khác và nghĩ rằng họ vui vẻ và hạnh phúc hơn cậu. Tớ nghĩ cậu cũng ý thức được rằng mạng xã hội không phải là sự phản ánh chân thực 100% cuộc sống của mọi người. Nhưng hãy luôn luyện tập và ghi nhớ, nhắc nhở bản thân về điều này để cậu không còn so sánh những ngày thường của mình với những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của một ai đó. Số lượng người xem, yêu thích và theo dõi. Ý nghĩa thực sự của chúng là gì khi mà cậu không xinh đẹp, ít hài hước, ít thành công hay ít hạnh phúc hơn nếu bài đăng hay video của cậu nhận được ít lượt xem hay lượt thích hơn những bài trước đó. Với vị trí là một người làm nội dung và có một trang cộng đồng của riêng mình, tớ hiểu rằng những con số thực tế không mang đến hạnh phúc, mà tớ thật sự cảm nhận được hạnh phúc khi biết được rằng vẫn có ít nhất một người nào đó luôn quan tâm, cũng như cảm thấy được lắng nghe và giúp đỡ để trở nên tốt hơn thông qua những chia sẻ của mình. Ở trong một mối quan hệ, việc chúng ta có một người bạn trai, bạn gái hay bạn đời không đồng nghĩa với việc chúng ta hạnh phúc. Nó không có nghĩa là bản thân cậu bớt trọn vẹn đi hay không xứng đáng với tình yêu thương nếu cậu không ở trong một mối quan hệ tình cảm nào. Hãy đừng dành thời gian quý giá của mình để mãi miết tìm kiếm một ai đó có thể giúp cậu cảm nhận được sự hạnh phúc trước khi cậu tìm thấy nó ở ngay bên trong chính bản thân mình. Một giai đoạn nào đó của cuộc đời, không phải tất cả mọi người đều muốn đi học đại học, làm công việc văn phòng, có người yêu hay lập gia đình. Vậy nên, hãy đừng áp lực lên bản thân nếu cậu cũng là một trong số đó. Hoặc nếu cậu thuộc về đa số, thì tớ hy vọng cậu cũng sẽ tôn trọng và không dừng những quy chuẩn đã cũ để bảo một ai đó nên làm gì. Không có một cách nào hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai để sống cuộc đời của mình. Hãy cứ quyết định sống theo những gì bản thân cậu biết là phù hợp và cảm thấy hãnh diện về điều đó. Có ngoại hình và cân nặng ở mức nào đó gọi là tiêu chuẩn và lý tưởng. Chúng ta trân trọng tất cả những nỗ lực mà một ai đó đã và đang bỏ ra trên hành trình tìm đến sự hài lòng về cơ thể và sức khỏe của mình. Nhưng chúng ta cũng cần tôn trọng và không phán xét người khác về ngoại hình của họ, thậm chí tự cho rằng ai đó chỉ có thể hạnh phúc nếu có một vẻ bề ngoài nhất định.
mọi cơ thể đều đẹp theo cách của nó. Và đôi khi, chính chuyện chúng ta bị ám ảnh bởi việc phải đạt được hay duy trì một cân nặng nào đó lại càng khiến chúng ta trở nên không hạnh phúc. Được nhiều người biết đến hay được tất cả mọi người yêu mến. Có một quan niệm phổ biến rằng những người có nhiều bạn bè, thường xuyên có những cuộc vui chơi ăn uống ngoài giờ với nhiều hội nhóm khác nhau là những người hạnh phúc nhất. Nhưng thực tế là hãy đề cao chất lượng thay vì số lượng tình bạn. Những tấm hình chụp chung hay số lượng ảnh được tăng chưa hẳn đã là công thức cho sự hạnh phúc của cậu. Khi mình là một ai đó, thực ra chúng ta không bao giờ là một ai đó được cả, mà thay vào đấy chúng ta chỉ có thể là chính mình với từng phiên bản tốt đẹp dần lên, và hành trình để làm được điều đó có lẽ sẽ hạnh phúc hơn rất là nhiều. Bây giờ hãy thử nhắm mắt lại và tưởng tượng về hạnh phúc của mình, cậu nhìn thấy gì? Đã bao giờ cậu phải vật lộn với mối quan hệ tiêu cực mà cậu có với chính mình chưa? Rằng cậu có xu hướng chỉ trích, phán xét hay tập trung vào những khuyết điểm và nghĩ những điều không hay về chính mình, đặc biệt mỗi khi gặp chuyện khó hay chuyện không vừa ý. Cậu không hoàn toàn kết nối với chính mình, mà ngược lại là bị cuốn vào công cuộc tìm kiếm vô tận những thứ gì đó ở bên ngoài, trong khi không thực sự nhận thức được rằng liệu mình có muốn làm điều đó hay không. Cậu từ chối dành tình yêu cho bản thân vì không tin mình xứng đáng có được nó. Tớ cũng đã từng ở trong hoàn cảnh đó và tớ đồng cảm với cậu. Nhưng trong khoảng thời gian hơn một năm gần đây, tớ đã thay đổi rất nhiều. Mối quan hệ của tớ với bản thân giờ đây đã trở thành một nền tảng vững chắc, trở thành cơ sở cho mọi thứ thuộc về mình. Sự chữa lành, sự tích cực, sự bình yên, và khi nhìn về quá khứ, tớ biết rằng nó đều trở nên trông chênh. Mọi thứ xung quanh tớ cũng bắt đầu lung lay. Theo thời gian, tớ đã học được cách điều chỉnh sự tập trung của mình vào hiện tại, cũng như giải tỏa được những suy nghĩ và cảm xúc bên trong mình. Tớ đã tập chấp nhận, bao dung và yêu thương với bản thân vô điều kiện. Tớ trân trọng việc mình là ai, là người như thế nào. Tớ tự tin hơn với những khuyết điểm của mình, bởi tất cả những thứ đó khiến tớ trở nên độc nhất vô nhị. Khi dồn sự nhận thức của mình ngày càng sâu hơn vào bên trong, tránh ra sự ồn ào của thế giới bên ngoài và sự nhiễu loạn của tâm trí, tớ có thể tìm thấy một không gian an toàn và ấm áp, nơi tớ cảm thấy được nuôi dưỡng, hướng dẫn và bảo vệ. Tương tự như những mối quan hệ khác, mối quan hệ mà chúng ta có với chính mình cũng cần có thời gian để xây dựng. Nó cần được chăm sóc bằng tình yêu thương và lòng kiên nhẫn, và nó sẽ yêu cầu chúng ta phải làm một số công việc nhất định. Vì vậy, ở đây tớ muốn chia sẻ với các bạn một số thói quen có thể giúp củng cố mối quan hệ quý giá giữa cậu và chính mình. Thứ nhất là chủ động tiếp cận mình với sự tò mò và cởi mở, giống như khi cậu muốn biết tường tận về crush. Thứ hai là chân thành với chính mình, nói ra những điều cậu thực sự nghĩ và bày tỏ những cảm xúc thật khi ở một mình. Thứ ba là quan sát bản thân và không đánh giá và phán xét, nói chuyện với bản thân về sự kiên nhẫn, bao dung và tôn trọng. Thứ tư, đôi lúc cậu cần tạm dừng những việc đang làm để kiểm tra trạng thái của mình lúc đó như thế nào. Thứ năm, ưu tiên việc dành thời gian để tự phản ánh bản thân. Thứ sáu, luyện tập lắng nghe trực giác và tiếng nói bên trong mình. Thứ bảy là thừa nhận những vấn đề cậu đang gặp phải, không bỏ rơi bản thân hay đánh giá thấp khả năng đối mặt của mình trước những tình huống khó khăn. Thứ 8 là ăn uống đầy đủ và di chuyển cơ thể nhiều hơn. Thứ 9, ý thức về những thứ làm mình vui và những điều mình cảm thấy biết ơn. Thứ 10, xác định và thường xuyên tự nhắc nhở về nhu cầu và giá trị của bản thân. 11, chủ động tách mình khỏi đám đông và thế giới hỗn loạn, dành thời gian ở một mình trong sự tĩnh lặng. 12, viết nhật ký, viết ra và gạch bỏ những niềm tin giới hạn của cậu, ví dụ như mình không đủ tốt, mình không xứng đáng, mình không làm được. 13. Dành thời gian làm những việc cậu thích, đặc biệt những việc giúp cậu cảm thấy rõ ràng sự hạnh diện của bản thân. 14. Nói lên tiếng nói của bản thân. 15. Lắng nghe cả những cảm xúc không dễ chịu. 16. Hướng ánh mắt của mình về cái đẹp, tìm một thứ mà cậu yêu thích và trân trọng ở bản thân, thứ làm cho cậu duy nhất và đặc biệt, rồi ca ngợi nó thật nhiều.
kể cả khi cậu chưa bao giờ thực sự có mối quan hệ với chính mình, hay là đang trên hành trình kết nối với bản thân, hãy nhớ rằng không có cách nào là tuyệt đối đúng hay tuyệt đối sai để làm việc đó. Cứ làm những gì cậu cảm thấy là thích hợp nhất. Làm thế nào để lấy lại sức mạnh cho mình? Cách duy nhất để trở nên hạnh phúc là chúng ta nhận thức được rằng tất cả những suy nghĩ, cảm xúc, hành động hay lựa chọn chúng ta đều là quyết định và là trách nhiệm của riêng mình mà không phải của bất kỳ ai khác. Nó không dễ để nhìn vào những thứ mình không tự hào, những vấn đề mình đang gặp phải hay để làm chủ tình huống trong hiện tại. Nhưng cậu chỉ có thể thay đổi khi cậu biết và nhận thức được cách đối xử chân thành với bản thân, không biện hộ, không trách móc, hãy chỉ đơn giản là chấp nhận, yêu thương và lấy lại sức mạnh cho mình. Đó là những gì tốt nhất cậu có thể làm. Chủ động làm những thứ cậu xem, nghĩ và hấp thu vào bên trong tâm trí. Xây dựng niềm tin rằng không có gì là quá tốt để dành cho mình. Đừng để mạng xã hội thúc ép, điều khiển tâm trí và cảm xúc của cậu. Không nên nhìn mình qua con mắt và hành động của người khác. Đừng buộc bản thân phải muốn những thứ người khác muốn hay những thứ mà cậu biết là không dành cho mình. Hãy làm những điều tốt nhất cho bản thân và cậu không nợ ai lời giải thích cho việc đó. Hãy thư giãn dù cậu đang gặp phải vấn đề gì. Cậu hoàn toàn có thời gian và khả năng để tìm ra câu trả lời cho hoàn cảnh của mình. Thay vì ép buộc, hãy để quá trình đó được diễn ra một cách tự nhiên, không phải vì cậu mặc kệ, mà là cậu cho phép mình xuôi dòng. Thay vì cố xóa bỏ hết những điều không hay trong quá khứ, hãy để chúng nghỉ ngơi ở đó và trở thành lời nhắc nhở cho cậu về việc bản thân cần phải tập trung nhiều hơn vào hiện tại và trân trọng những thứ mình đang có. Đường có lúc kẹt, có lúc thông, nhưng khi vui, chúng ta vẫn sẵn sàng ra đường và kiên nhẫn chờ đợi. Cuộc sống cũng có những lúc bế tắc và không đi theo mình một trật tự nào, nhưng chỉ cần chúng ta vui với chính mình, mọi thứ đều sẽ nhẹ nhàng đi một chút. Lòng kiên nhẫn khi ở một mớ hỗn độn là vô cùng quan trọng. Nó cho phép cậu chịu khó gỡ rối từng chút một và ghi nhận sự nỗ lực của mình, dù là nhỏ nhất. Mọi khó khăn đều là cơ hội để cậu thêm trưởng thành. Hoặc ít nhất, cậu có thể trở thành một mớ hỗn độn ít đau khổ hơn và có thể đối phó với cuộc đời. Thực tế, càng cố ép mình gỡ rối, cậu sẽ càng rối. Vậy nên, hãy cứ bình tĩnh, thả lỏng mình và bước từng bước, ngày qua ngày. Đến một lúc, cậu sẽ bất ngờ vì không biết bản thân đã giải quyết xong thứ lộn xộn ấy từ bao giờ. Có những thứ cậu không cần phải có trách nhiệm. Cậu không có trách nhiệm với những thứ cậu không thể kiểm soát. Cậu không có trách nhiệm với những kỳ vọng của người khác. Cậu không có trách nhiệm phải sửa người này, người kia hay tất cả mọi thứ đã không còn lành lặn. Cậu không có trách nhiệm với hành động hay sự lựa chọn của những người mà cậu yêu quý. Cậu không có trách nhiệm với những nỗi đau hay sự tiêu cực cậu đang trải qua. Nhưng cậu có trách nhiệm để tự chữa lành cho bản thân. Cậu không có trách nhiệm với sự phản ứng của người khác trước những ranh giới của mình. Cậu không có trách nhiệm để dùng nhận thức của người khác về cậu để làm hệ quy chiếu cho bản thân. Cậu không có trách nhiệm để duy trì hạnh phúc của ai đó. Thế giới xung quanh đôi khi sẽ cố gắng gói ghém cậu vào những chiếc hộp nhỏ bé và tạo thành khuôn. Nhưng đừng sợ nếu cậu không thể chịu ngồi yên để họ làm vậy. Đó không phải là nghĩa vụ của cậu để trở thành những gì mà người khác muốn cậu trở thành. Và đó chính là sức mạnh to lớn nhất mà cậu có. Vậy nên đừng lãng phí nó. Không sao cả nếu có những lúc cậu hoài nghi về sự tồn tại của mình. Trong cuộc sống này sẽ có những khoảnh khắc cậu chẳng biết phải nói hay làm gì. Cậu nhìn sang những người xung quanh và luôn đặt ra câu hỏi: làm thế nào mà mọi người sống được cuộc đời của họ một cách tài tình như vậy? Sẽ có những ngày cậu không thể ngừng vật lộn với tâm trí, không thể ngừng tự vấn bản thân rằng sẽ ra sao nếu tôi tiếp tục sống qua ngày hôm nay hay thêm vài ngày nữa? Liệu nó có đáng không? Mọi thứ có khác đi hay tốt đẹp hơn không? Và còn vô vàn những khoảnh khắc trong cuộc sống buộc cậu phải đối chất với bản thân mình. Kể ra hơi đáng sợ, nhưng đó là sự thật. Cậu vô thức len lỏi qua những ngày tháng không đầu không đuôi, cho đến một hôm, cậu chợt nhận ra trong suốt hành trình ấy, bản thân đã ngầm trưởng thành theo một cách nào đó mà vốn phải là như vậy. Cậu trở nên mạnh mẽ, nhưng đủ mềm mỏng và linh hoạt,
cậu sẽ vui, sẽ biết ơn vì cậu đã sống, đã nỗ lực để ngắm nhìn mọi thứ nở rộ. Dù chúng có mất nhiều thời gian hơn mong đợi, cậu sẽ chữa lành cho bản thân xuyên suốt hành trình ấy. Cậu sẽ nhận ra mình đã và đang học được từ chính những khó khăn và tổn thương, rằng chúng không ở đó chỉ để làm sẫm màu đi bức tranh của cậu. Sức mạnh tỏa ra từ chính bên trong cậu, và suốt cả mùa đông kia, cậu đã âm thầm nở hoa rồi. Cậu không thể định nghĩa mình hay giá trị của mình chỉ bằng một khoảnh khắc, mà đó là một hành trình. Đúng thế, cậu đang trải nghiệm, đang học và đang trưởng thành, kể cả khi cậu cảm thấy dường như không phải vậy. Cậu bảo, tôi đâu có thấy, không có nghĩa là nó không tồn tại. Cậu gặp phải sự quá tải về giác quan, khi có quá nhiều thứ diễn ra cùng một lúc, tạo ra sự kích thích quá mức chịu đựng như tiếng ồn, ánh sáng quá mạnh, sự tiếp xúc quá gần, mùi hương quá nồng, cậu cảm giác mọi thứ đều quá nhiều với mình và cần được giải phóng. Cậu đã ở trong trạng thái chịu đựng quá lâu và đến lúc cậu không còn tiếp tục làm vậy được nữa. Cậu giải phóng được những cảm xúc bị dồn nén suốt một thời gian dài. Cậu nhận ra bấy lâu nay, cậu đã thờ ơ với sức khỏe tinh thần của mình. Cậu cảm nhận được sự kết nối sâu sắc với đứa trẻ bên trong. Cậu đồng cảm và liên hệ được với câu chuyện hay trải nghiệm của người khác. Cậu biết ơn việc làm của một ai đó. Cậu mong muốn được thấu hiểu và giúp đỡ. Cậu cảm thấy thực sự được ai đó nhìn thấu và cậu có thể bộc lộ ra những phần thật nhất ở bên trong mình. Cậu nghĩ về những nỗ lực của bản thân để vượt qua những khó khăn trong quá khứ. Cậu nhận ra bức tranh lớn hơn sau những trải nghiệm mình đã và đang có trong cuộc sống là ý nghĩa, là mục đích sống của cậu. Và dù đôi khi chẳng có thể tìm ra được một lý do, hãy cứ khóc và trải nghiệm những giọt nước mắt ấy. Đừng cố ngăn chúng chạy ra, bởi chúng ở đó là để xoa dịu cậu. Không sao cả nếu cậu cảm thấy không ổn hay muốn khóc. Sự mất mát, sự thất bại, sự đau khổ, đôi khi chúng cứ thế lần lượt nối tiếp nhau xảy ra trong cuộc sống của cậu. Những thử thách, những trở ngại bất ngờ xuất hiện liên tục trên hành trình mà cậu đang đi. Chúng khiến cậu cảm thấy lo lắng và căng thẳng, thậm chí kiệt sức, và cậu chẳng còn biết mình nên làm hay cần làm gì tiếp theo. Cậu cảm thấy mình như đánh mất tất cả, mất động lực, mất tinh thần, mất cảm hứng và mất cả niềm tin. Trong phút chốc, cậu trở nên mơ hồ và hoài nghi về những thứ xung quanh và với chính bản thân mình. Đó là lúc cậu dặn mình luôn phải mạnh mẽ, rằng cậu không được phép khóc, không được phép yếu đuối và không được phép thừa nhận rằng mình đang cảm thấy bất ổn. Nhưng tại sao chúng ta lại có cảm giác rằng mình luôn phải mạnh mẽ? Tại sao thi thoảng chúng ta lại phải thấy có lỗi vì mình đã lỡ vui vẻ, lỡ hạnh phúc hay lỡ nuông chiều và vỗ về bản thân một chút? Cảm giác tội lỗi ấy khiến chúng ta bị choáng ngợp vì suy nghĩ, làm sao mà tôi có thể ngồi đây yếu đuối và khóc lóc, tự cảm thấy tiếc nuối hay đáng thương cho mình, trong khi còn quá nhiều thứ trong cuộc sống này để tôi cảm thấy biết ơn, khi mà tôi còn rất nhiều việc phải làm và những người khác cũng vậy, nhưng tôi lại chẳng thấy họ kiếm cớ than vãn gì. Nhưng chúng ta vẫn phải thành thật với nhau rằng thực tế sẽ có những ngày bản thân mình hoàn toàn cảm thấy không ổn, những ngày mà dù chúng ta cố gắng đến đâu thì dường như vẫn không thể tìm thấy những điều tích cực ở thế giới xung quanh mình, những ngày mà mọi điều tốt đẹp đều có vẻ khó nắm bắt và nằm ngoài tầm với, những ngày mà chúng ta khó có thể ngăn cản được những giọt nước mắt, những ngày tượng trưng như là tăm tối nhất. Và điều tớ muốn cậu biết là không sao cả khi phải đối diện với những ngày như thế. Việc cậu có những ngày như vậy không có nghĩa là cậu đang thất bại hay cậu đang làm sai điều gì đó. Nó chỉ đơn giản là vì cậu là một con người bình thường. Con người ai cũng khóc vì chúng ta đều có tuyến lệ, và nam hay nữ gì cũng vậy. Cá nhân tớ cũng đã phải từng rơi những giọt nước mắt để chữa lành cho mình, để nhận lại những trải nghiệm, những cái nhìn mới với bản thân và cuộc sống. Càng ngày, tớ càng nhận ra giá trị của chúng. Nhờ có chúng mà hiện tại tớ có thể ở đây lắng nghe, đồng cảm và giúp đỡ mọi người. Có rất nhiều người tâm sự với tớ về việc họ gặp khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc của mình, kể cả với những người thân thiết nhất, vì rất nhiều nỗi sợ hay áp lực khác nhau. Họ thậm chí gọi đó là hành động ích kỷ và vô trách nhiệm khi thể hiện cảm xúc tiêu cực của mình. Thay vì cố gắng giấu đi để không làm người khác lo lắng hoặc buồn theo,
và gần như tất cả đều có mẫu số chung, đó là việc so sánh nỗi buồn với nhau và việc họ cần phải để ý tới cảm xúc của người khác trước khi quyết định sẽ làm gì với cảm xúc của mình. Nếu họ trông đợi tôi mạnh mẽ thì tôi không được phép làm họ thất vọng. Nỗi buồn này của tôi chẳng là gì khó khăn so với những nỗi buồn mà bố mẹ tôi hay bạn bè tôi đang phải gánh chịu. Kết quả của việc tích tụ quá nhiều cảm xúc là gì? Dù cả hai tình huống đều khó chịu, nhưng hãy thử tưởng tượng và so sánh cảm giác của cậu đối với việc đi ra đường trong một tuần liền dưới trời mưa rạ rích với việc đi ra đường trong một ngày lũ lụt ngập úng hết mọi ngóc ngách. Tôi tin là cậu sẽ tìm ra câu trả lời cho chính mình. Những khó khăn của cuộc sống có thể khiến cậu cảm thấy không thoải mái, và có thể cậu cũng tự hiểu liệu có lý do nào cho sự đau khổ của mình không. Thì tôi muốn đảm bảo với cậu là có. Những trải nghiệm đó phục vụ một mục đích quan trọng, chính là giúp cậu phát triển và trở nên đàn hồi hơn. Chúng thay đổi cậu, chúng giúp cậu nhận ra mình mạnh mẽ như thế nào. Đôi khi, vì có cảm giác rằng mình dường như là người duy nhất đang cảm thấy cô đơn, lạc lõng và thiếu động lực, mà cậu cố gắng tìm mọi cách để né tránh những cảm xúc tiêu cực đó. Nhưng không may, sự bất lực sau đấy lại khiến cho tình trạng của cậu trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, hãy tin rằng thực tế không phải là như vậy. Cậu không lẻ loi, cậu không một mình. Ở đâu đó vẫn có những người có thể đồng cảm, sẻ chia và sẵn sàng lắng nghe cậu. Mọi thứ chỉ là tạm thời, bao gồm cả cảm xúc. Hãy tưởng tượng cậu đang cầm một cốc nước. Không sao cả nếu cậu cầm nó trong một phút. Nếu cậu tiếp tục cầm nó trong một giờ, tay cậu sẽ hơi bị đau mỏi, rồi nó sẽ bị tê và gần như mất cảm giác sau khi cậu cầm chiếc cốc ấy trong một ngày. Khối lượng của cốc nước không thay đổi, nhưng càng cầm lâu, cậu sẽ cảm thấy nó trở nên nặng hơn. Những sự lo lắng, áp lực, nỗi sợ hay suy nghĩ tiêu cực cũng giống như cốc nước vậy. Không có gì xảy ra nếu cậu chỉ nghĩ chúng một lúc. Nghĩ lâu hơn một chút, cậu sẽ bắt đầu cảm thấy buồn bã và mệt mỏi. Nghĩ về chúng cả ngày, thậm chí trong một khoảng thời gian dài, cậu sẽ cảm thấy mơ hồ, lạc lối, mất tinh thần và không đủ sức để làm bất cứ việc gì. Vậy nên, nếu cậu đang đọc được những dòng này, tôi muốn cậu biết rằng cậu quá tuyệt vời và quá xịn để bị đánh gục bởi một ngày không vui, một tình huống không thuận lợi hay một suy nghĩ tiêu cực nào đó. Cậu sẽ dễ dàng chấp nhận những suy nghĩ và cảm xúc của mình hơn khi ý thức được rằng tất cả thực ra đều chỉ là tạm thời. Dù tích cực hay tiêu cực, chúng đều không kéo dài mãi mãi. Và thực ra, không có cảm xúc nào là tốt hay xấu, chỉ có cách chúng ta phản ứng với chúng mới khiến chúng ta tin là vậy. Cậu sẽ có thể cảm nhận mọi thứ được xử lý nhanh hơn nếu cậu bớt để ý đến nó. Thay vì để mình mắc kẹt hay gắn mình quá chặt với những cảm xúc và suy nghĩ ấy trong từng khoảnh khắc, hãy nhắc nhở bản thân rằng cái này rồi sẽ trôi qua, và đó sẽ là một sự thở phào nhẹ nhõm nếu cậu cảm thấy đó là những cảm xúc tiêu cực mà cậu đang phải trải qua. Ngược lại, cũng sẽ là lý do để cậu tận hưởng và trân trọng nhiều hơn những giây phút bình yên và vui vẻ của mình ở hiện tại. Nhiều người trong chúng ta thường cho rằng chúng ta chính là cảm xúc của mình. Chúng ta thường vô thức nghĩ tôi là niềm vui của mình hay tôi là nỗi buồn của mình, bởi chúng ta không được dạy để chứng kiến và quan sát những cảm xúc đó đến và đi, mà thay vào đó chúng ta bị mắc kẹt trong một vòng lặp của sự nghiện ngập cảm xúc. Hãy xem cảm xúc như một bộ trang phục, cậu có thể mặc chúng khi cậu cần. Cậu có thể nghiện một vài kiểu trang phục, nhưng cậu không trở thành những gì mà một bộ quần áo cụ thể nào đó thể hiện. Cậu và chúng không phải là một. Cậu có thể có vô vàn bộ đồ trong tủ của mình và mặc chúng tùy theo hoàn cảnh, thay vì cả đêm lẫn ngày. Kể cả khi một người nào đó mặc váy suốt một tuần liền, liệu có thể nói chắc rằng cô ấy là một cô nàng bánh bèo không? Nếu nguyên một tuần sau đấy cô ấy chuyển sang mặc đồ cá tính thì sao? Phải chăng câu trả lời sẽ bị thay đổi? Tương tự, nếu cậu không ở trong cảm xúc của mình, đặc biệt là cảm xúc tiêu cực, cảm xúc ấy sẽ dần dần mờ nhạt đi. Nhưng nếu cậu nhân cách hóa nó sẽ trở thành một phần của sự nhận thức và đánh giá bản thân, và điều này sẽ tác động đến hành vi của cậu một cách không cần thiết. Ví dụ như, mọi thứ
có thể là một và phán xét chính mình. Hãy xem cảm xúc là trang phục thay vì những hình xăm cố định. Về bản chất, cảm xúc là người truyền tin, là thông điệp mà cậu cần nghe ở thời điểm đó. Đấy là dấu hiệu mà bộ não gửi đến cho thấy cậu có thể đang gặp nguy hiểm hoặc cậu đang cần phải hành động. Sự lo lắng có thể đang muốn nói với cậu rằng cậu cần chăm sóc thứ gì đó, vì có lẽ cậu sẽ không thích hậu quả của việc làm như vậy. Sự xấu hổ hay đổ lỗi có thể đang khuyên cậu thay đổi một chút hành động nào đó của mình. Sự tức giận có thể đang cố gắng nói với cậu rằng cậu cần bảo vệ bản thân khỏi những sự lạm dụng hay sự đối xử không công bằng. Sự ghen tị có thể đang muốn nói với cậu rằng cậu cần nỗ lực và chăm chỉ nhiều hơn để đạt được cái cậu muốn mà vốn lâu nay cậu chưa thực sự làm. Và hãy nhớ rằng cậu chỉ là người lắng nghe những thông điệp đó mà thôi. Những cảm xúc của cậu đang nói, còn cậu đang yên lặng. Cậu và chúng độc lập và tách rời, cậu không phải là cảm xúc của mình. Cậu chỉ là người trải nghiệm chúng, quan sát chúng tác động đến tâm trí và cơ thể mình như thế nào. Hãy nói cách khác, cậu chỉ là nhân chứng cho sự hiện diện của những cảm xúc đó. Một lần nữa, dù tích cực hay tiêu cực, chúng đều không phải là sự thật, mà là những trải nghiệm. Chúng đến và đi, và cùng với một trải nghiệm, cậu có thể cảm nhận ra hơn 10 hình thái khác nhau tùy vào từng thời điểm. Khi cậu gắn cảm xúc với danh tính của mình, cậu sẽ luôn vô thức chọn cảm xúc sâu sắc nhất để nói mình là ai. Vì cảm xúc mang theo sự đánh giá đến từ văn hóa, niềm tin, giá trị gia đình, xã hội, cậu cũng đánh giá bản thân khi trải nghiệm chúng. Nếu một cảm xúc nào đó có vẻ như chấp nhận được, cậu sẽ nhìn nhận mình dưới ánh sáng tích cực. Nhưng nếu một cảm xúc nào đó có vẻ đáng bị chỉ trích và cần phải kìm nén, cậu sẽ tin rằng mình không xứng đáng được yêu thương và mình bị hỏng ở đâu đó. Ngược lại, nếu cậu có thể chào đón, xác nhận từng hình thái cảm xúc, gọi tên và lắng nghe chúng, cho phép chúng. Ngược lại, nếu cậu có thể chào đón, xác nhận từng hình thái cảm xúc, gọi tên và lắng nghe chúng, cho phép chúng là như vậy mà không có một sự đè nén, phán xét hay vùng vẫy muốn chạy trốn nào, thì đó sẽ là việc làm vô cùng lành mạnh và thú vị, và nó sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc chơi này. Vì sao một quả táo cắn dở lại có giá trị hơn một quả táo nguyên vẹn? Sự thiếu hoàn hảo không nên là lý do để cậu chối bỏ và khước từ bản thân mình. Sự thiếu thành công không nên là lý do để cậu xem mình là một kẻ thất bại. Việc cậu không có một mối quan hệ yêu đương hay một mối quan hệ tốt đẹp với gia đình không có nghĩa là cậu không xứng đáng với sự yêu thương đó. Việc thiếu hài lòng với một phần nào đó của cuộc sống không nên là lý do khiến cậu cảm thấy bản thân không trọn vẹn. Cậu có nhiều thứ hơn với những gì cậu đang nghĩ là mình thiếu. Cậu xứng đáng được ghi nhận bởi mọi người, và quan trọng nhất, cậu xứng đáng với sự chấp nhận của bản thân. Dù cậu không hoàn hảo, điều đó không thay đổi chỉ vì cậu không đạt đến một tiêu chuẩn nhất định của thế giới bên ngoài. Mọi thứ thuộc về con người cậu đều xứng đáng được bao dung và trân trọng, dù đôi khi cậu cảm thấy không hài lòng về chúng đi chăng nữa. Hãy tập trung nhiều hơn vào những điều tốt đẹp và chân thật của cậu, bởi thế giới này sẽ nhìn nhận và đối xử với cậu theo cách mà cậu nhìn nhận và đối xử với chính mình. Mỗi ngày thức dậy, hãy nói với bản thân, tôi yêu thương mình, một tổng thể trọn vẹn và không có khoảng trống nào khiến tôi cảm thấy thiếu sót và cần phải có sự chắp vá hay lấp đầy từ bên ngoài. Cậu không cần phải liên tục cải thiện để có thể yêu thương chính mình, bởi tình yêu không phải là thứ mà cậu chỉ xứng đáng có được khi chạm đến mục tiêu nào đó. Dù thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống, thì cũng đừng để nó vắt kiệt lòng trắc ẩn mà cậu dành cho bản thân. Cậu xứng đáng được quan tâm và yêu thương, ít nhất là trước tiên là bởi chính mình. Hãy đối tốt với bản thân vì đó là cách cậu trị cho mọi người đối xử tốt với mình như thế nào. Khi cậu tử tế với mình, thế giới sẽ tử tế với cậu. Khi cậu yêu thương mình, mọi người sẽ học được cách để yêu thương và trân trọng cậu. Hãy luôn nhớ rằng thế giới bên ngoài chính là sự phản ánh của thế giới bên trong. Đúng vậy, người vui cạnh có buồn đâu bao giờ. Não bộ không muốn cậu vui. Cậu có muốn lúc nào mình cũng vui không? Hỏi gì kỳ vậy? Đương nhiên là có rồi. Cơ bản mà nói thì vui là tốt, còn không vui có nghĩa là không tốt.
chẳng phải tất cả mọi người đều cố gắng tìm kiếm niềm vui, sự hạnh phúc và né tránh nỗi đau, nỗi buồn nhiều nhất có thể hay sao? Có lẽ mọi người đều chung một câu trả lời như vậy. Nhưng sẽ thế nào nếu chúng ta vốn không phải sinh ra để lúc nào cũng vui, vui suốt 24/7, vui quanh 365 ngày trên năm? Thực tế, lý do não bộ được hình thành và tồn tại là để giúp chúng ta duy trì sự sống, mà không phải là để làm chúng ta vui. Thay vào đó, não bộ sẽ tập trung vào những tình huống tiêu cực có thể xảy ra bởi cơ chế bảo vệ nó. Để bảo vệ chúng ta, não bộ được lập trình và liên tục rà soát môi trường xung quanh nhằm phát hiện những tình huống nguy hiểm, gọi là thiên kế tiêu cực. Cụ thể là chúng sẽ thường nhìn nhận thực tại của mình theo hướng bi quan và cảm thấy chúng có khả năng muốn đe dọa mình, thậm chí nhiều hơn so với thực tế. Vậy làm thế nào để giải quyết sự mâu thuẫn này? Luyện tập chánh niệm, tập trung vào giây phút hiện tại, không tự vẽ ra những viễn cảnh không có thật. Bồi dưỡng sự biết ơn kể cả với những điều bình dị, giản đơn, bình thường và tượng trưng như hiện nhiên nhất. Hãy luôn tự tế và bao dung với bản thân, cậu không cần phải cảm thấy thất bại khi cuộc sống của mình luôn luôn tràn ngập sự tích cực. Điều đó là hoàn toàn bình thường, thậm chí là cần thiết khi cậu trải nghiệm mọi cảm xúc của mình thay vì chỉ lựa chọn niềm vui. Hãy luôn tự tế và bao dung về bản thân, cậu không cần phải cảm thấy thất bại khi cuộc sống của mình không luôn luôn tràn ngập sự tích cực. Điều đó là hoàn toàn bình thường, thậm chí là cần thiết khi cậu trải nghiệm mọi cảm xúc của mình thay vì chỉ lựa chọn niềm vui. Thay vì cố gắng quá nhiều để giữ chặt lấy một niềm vui nào đó, hãy làm những việc có thể giúp gia tăng sự hiện diện của hạnh phúc trong cuộc sống và biết ơn nhiều hơn mỗi khi chúng ghé thăm cậu. Đôi khi, cậu đang vô hiệu hóa cảm xúc của mình. Tự vô hiệu hóa bản thân có nghĩa là chúng ta đánh giá, từ chối và gạt bỏ những cảm xúc của mình. Đây là loại phản ứng có học tập. Cụ thể, một khi đã quen với việc ở trong một môi trường với tính chất như vậy, chúng ta sẽ hấp thu và củng cố trong đầu những lời nói có mục đích vô hiệu hóa đó, rồi dần dần thường xuyên lặp lại chúng với chính mình. Bước đầu tiên để thay đổi hành vi này là xây dựng sự tự ý thức về bản thân, bao gồm nhận thức được việc cậu có thường xu hướng có đánh giá và chỉ trích những cảm xúc của bản thân, cũng như xác định những điều mà cậu thường nói về chính mình khi phải đối mặt với những cảm xúc không dễ chịu. Tìm một lời khẳng định phù hợp nhằm hiệu lực hóa những cảm xúc mà cậu đang có ở một thời điểm nào đó. Ví dụ, tôi cho phép mình trải nghiệm cảm xúc này. Những cảm xúc này không có khả năng kiểm soát và định nghĩa tôi, vì vậy tôi có thể an tâm cảm nhận chúng. Tôi không cần phải thay đổi ngay lập tức. Tôi có thể tạm thời ngồi đây với cảm xúc của mình. Tôi chỉ cần lắng nghe và tin tưởng rằng nó sẽ rời đi vào đúng thời điểm của nó. Hãy tự tế với bản thân. Điều ấy sẽ gần như không thể nếu cậu hy vọng mình có thể trưởng thành và phát triển với một tâm trí hạn hẹp, phê phán và độc hại. Cậu đối mặt với những cảm xúc của mình như thế nào? Câu trả lời là bằng mọi cách, trừ việc phớt lờ chúng. Chỉ vậy thôi. Có thể cậu thường dành quá nhiều thời gian để phớt lờ và né tránh những cảm xúc của mình. Nhưng đáng tiếc rằng, việc đó không thể khiến chúng biến mất. Thay vào đó, chúng sẽ tiếp tục quay trở lại cho đến khi cậu dám thừa nhận. Hãy nhớ rằng, cậu không cần phải sợ hãi hay che giấu chúng. Những cảm xúc đó là sự giao tiếp của con người bên trong cậu về những gì bản thân cậu cần và đang được chữa lành. Sự thật là càng sống thật với cảm xúc của chính mình, cậu sẽ càng cảm thấy cân bằng hơn theo thời gian. Và sau đây là một số gợi ý để cậu bắt đầu thực hành việc đó. Tìm một khoảnh khắc nào đó trong ngày khi cậu tạm dừng mọi hoạt động để kiểm tra xem bản thân mình có đang cảm xúc gì. Ngồi với nó một lát trước khi tiếp tục với những thứ cậu đang làm. Hãy cho phép nó ở đó như một người bạn mới ghé thăm, chào hỏi, thừa nhận, đối xử tử tế, rồi cuối cùng là tiễn người bạn ấy ra về. Hãy tập lắng nghe cơ thể, bởi nó là người phát ngôn cho những cảm xúc của cậu. Hơi thở và bất kỳ cảm giác khác gắn với cơ thể đều có thể cho cậu biết mình đang ở trong trạng thái nào. Viết ra những thứ cậu cần ngay lúc đó và xem liệu mình có thể có được ở chúng hay không. Ví dụ như không gian, sự thay đổi, sự rõ ràng hoặc một cái ôm. Hàng ngày, hãy tập ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc của cậu, đồng thời đặt cho mỗi bài viết một tiêu đề tổng hợp lại tất cả những trải nghiệm đó. Tìm một bài hát có lời phù hợp với tâm trạng của mình, giúp cậu cảm thấy được kết nối nhiều hơn về mặt cảm xúc. Ban đầu,
Những việc này có lẽ sẽ không được thoải mái cho lắm, nhưng chúng sẽ khiến cậu cảm thấy tốt lên, và càng được thực hành nhiều, chúng sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. Làm thế nào để đối mặt với những phản ứng tiêu cực từ người khác? Thực tế, những người có xu hướng luôn tiếp cận mọi thứ theo cách tiêu cực thường là những người đang có nhiều nỗi sợ và tổn thương ở bên trong, mà đôi khi, ngay cả bản thân họ cũng không ý thức được. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng việc thông cảm và hiểu cho họ sẽ giúp chúng ta tách mình ra khỏi sự tiêu cực thụ động đó, cũng như không xem nó là một cách công kích cá nhân. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng chúng ta cần phải bao che hay biện hộ cho những lời nói và hành động của họ. Rằng vì những người đó đang bị tổn thương nên họ cũng có quyền làm vậy với mình. Không, họ không hề có quyền đó. Hãy để bản thân mình đứng cao hơn sự tiêu cực đó, cũng như tập trung vào giải quyết thay vì tập trung vào vấn đề. Hãy chủ động thiết lập ranh giới và giữ khoảng cách với những người khác khi cần thiết nếu cậu cảm thấy những lời nói và hành động của họ là độc hại, đang ảnh hưởng xấu đến năng lượng và cảm xúc của mình, hoặc khiến cậu tự đánh giá thấp bản thân. Người khác ở đây có thể là bất kỳ ai, người lạ, người yêu, bạn bè, hay thậm chí là gia đình bạn. Hãy nhớ rằng cậu không thể kiểm soát hành vi của họ, nhưng cậu có thể điều khiển hành vi của mình. Hãy bảo vệ sự bình yên của cậu bằng mọi giá. Đừng để cho lời nói và hành động của họ tác động đến việc cậu cảm thấy như thế nào về bản thân. Hãy dừng việc muốn và cố để thay đổi họ. Đó là chuyện, là quyền và là nhiệm vụ của riêng họ. Đừng rơi vào bẫy và cảm thấy tội lỗi. Biến một người tiêu cực trở nên tích cực theo ý mình không phải là công việc của cậu. Hãy bao dung sự tiêu cực đó bằng tình yêu thương. Hãy thông cảm và tha thứ cho họ, không phải vì họ, mà vì sự bình yên của chính mình. Ghen tị là tự nhiên, nhưng không cần thiết. Mình muốn có những người bạn giống của bạn đó. Mình cũng muốn có một anh, một cô người yêu như vậy. Mình muốn có một khuôn mặt, vóc dáng giống người đó. Mình muốn xinh đẹp, thông minh, tài giỏi như họ. Mình cũng muốn được sự yêu thương. Đôi khi, chúng ta không thực sự chủ động nghĩ về việc so sánh mình với người khác, mà nó như một bản năng tự nhiên khó tránh khỏi của con người, khi mà chúng ta thường thu thập những thông tin ở xung quanh để đánh giá và đo lường những thứ mình đang có và đang làm. Khi chúng ta so sánh và thấy chúng ta ở trên, chúng ta thường cảm thấy tốt về bản thân. Ngược lại, nếu thấy mình ở dưới, chúng ta lại cảm thấy tồi tệ. Mặc dù không phải mọi sự so sánh đều dẫn đến sự ghen tị, nhưng sự ghen tị luôn xuất phát từ sự so sánh. Thậm chí, đôi lúc nó còn vượt ngoài cả việc chỉ đơn thuần là mong muốn một thứ gì đó. Cụ thể, không chỉ là muốn những gì người khác có, mà còn là chúng ta không muốn họ có những gì họ đang có. Chúng ta không thể chấp nhận được việc họ có cái này cái kia mà mình thì không. Chúng ta nghĩ điều đó là không công bằng. Mình xứng đáng có được tất cả mọi thứ người khác có. Vì sao mình lại không được như vậy? Nếu họ ít hạnh phúc hơn thì mình sẽ hạnh phúc hơn. Nếu những mối quan hệ tình cảm của mình hoặc của người khác không suôn sẻ thì mình sẽ cảm thấy ổn hơn khi là người độc thân. Mọi người có vẻ đều yêu quý anh ấy hay cô ấy, vì vậy khi có ai đó chỉ trích họ, mình cảm thấy hạ hê trong lòng. Thực tế thì anh ấy, cô ấy đâu có đến mức xinh đẹp, thông minh, tài giỏi và thành công đến như vậy. Anh ấy, cô ấy có những thứ mà mình muốn, vì vậy mình cảm thấy thấp kém hơn. Vậy nên ít nhất để có thể cảm thấy ngang hàng, mình cần nâng bản thân lên hoặc hạ họ xuống. Và vì cái thứ hai có vẻ dễ hơn nhiều nên mình sẽ cố gắng làm vậy. Đó là những ví dụ biểu hiện cho sự ghen tị được thể hiện trong suy nghĩ của một người. Sự ghen tị là khi chúng ta thấy ai đó có những thứ mà chúng ta muốn. Chúng ta tìm thấy có một khoảng trống giữa nơi mà chúng ta đã và đang ở nơi mà chúng ta muốn đến. Giữa cái mà chúng ta có và cái mà chúng ta muốn. Và sự ghen tị là cách mà chúng ta phản ứng với khoảng trống đó thông qua cảm xúc và hành động. Cá nhân tớ nghĩ về sự ghen tị như một chiếc quang phổ có hai đầu. Một đầu mang tính chất thù địch giống như mô tả ở trên, và một đầu kia thì hoàn toàn đối ngược. Hãy khám phá nhiều hơn về chúng thông qua một vài ví dụ về trải nghiệm riêng của tớ. Tâm lý ghen tị đầu tiên mà tớ có rõ ràng ở trong đầu mình là khoảng thời gian tớ học đại học ở Việt Nam, cụ thể là về chuyện ngoại hình. Trước đó, tớ đã từng luôn là một cô bé rất mạnh khạnh và chưa bao giờ cảm thấy tự ti về dáng vóc của mình. Có thể ở tuổi teen, bản thân tớ cũng không để tâm đến chuyện ấy lắm. Nhưng rồi vào một thời điểm, sau khi bước sang tuổi 18-19,
cơ thể tớ bắt đầu thay đổi. Tớ bất ngờ bị tăng cân do chứng rối loạn hormone và dáng người trở nên tròn hơn. Có lẽ không một ngày nào trôi qua mà tớ không bị một ai đó nhận xét là dạo này nhìn mập lên hay dạo này nhìn béo vậy. Và rồi ở một độ tuổi có xu hướng để ý và suy nghĩ nhiều hơn, tớ bắt đầu cảm thấy ghen tị khi nhìn ra xung quanh, khi nhìn thấy những bạn gái có thân hình gầy và thầm ước mình cũng có thể quay trở lại được như vậy. Tớ bắt đầu cảm thấy khó chịu và thiếu an toàn với bản thân. Tớ thường xuyên chọn mặc đồ đen, đồ oversize, cũng như dần đi đứng thiếu tự tin hơn. Đến mức hiện tại, khi ngỡ lại, tớ chỉ muốn nói với mình rằng không có gì là to tát đến thế đâu, chả ai thực sự quan tâm và để ý đến cậu nhiều như vậy. Tất cả chỉ là sự phản ánh của họ đối với chính bản thân họ mà thôi, cậu vẫn đẹp mà. Rồi sau đó, đi học ở nước ngoài là một sự trải nghiệm hoàn toàn khác đối với tớ. Ở đó, họ không quan tâm người khác trông như thế nào hay mặc cái gì. Vì vậy, tớ cũng chẳng còn bận tâm đến những điều đó nữa. Tớ không còn cảm giác mình phải luôn tô son trước khi đi ra ngoài. Và thực tế là một vài cây son của tớ gần như đã bị lãng quên vào những ngày tớ đến trường. Thỉnh thoảng, cảm giác không dễ chịu ấy vẫn xuất hiện khi tớ gặp phải những lời bình luận trên mạng của những người bạn hay họ hàng ở nhà mỗi dịp về Việt Nam. Nhưng gần đây, tớ đã ý thức được cái đẹp và sự đặc biệt của riêng mình, đồng thời công nhận cái đẹp của người khác mà không cảm thấy tiêu cực về họ và bản thân. Theo thời gian, càng trưởng thành, tớ càng để sự ghen tị ấy ở lại phía sau, và đến bây giờ, tớ hoàn toàn tự do khỏi những suy nghĩ và cảm xúc không hay ho đó. Có thể không đúng với câu chuyện của tất cả mọi người, nhưng cá nhân tớ cảm thấy rằng sự ghen tị sẽ giảm đi theo sự trải đời của mình. Ở thời điểm 16 đến 19, có nhiều sự ghen tị xảy ra hơn khi với tớ trưởng thành của người lớn và trưởng thành về mặt nhận thức. Bên cạnh đó, tớ nhận ra rằng một lý do khiến tớ đã từng có cảm giác là mình không đủ là vì tớ bị tác động bởi những người xung quanh, bị ám ảnh bởi những tiêu chuẩn, những khuôn mẫu về mặt ngoài nhất định của tớ, và tớ tin vào điều đó. Có thể không đúng với câu chuyện của tất cả mọi người, nhưng cá nhân tớ cảm thấy rằng sự ghen tị sẽ giảm đi theo sự trải đời của mình. Ở thời điểm 16 đến 19 tuổi, có nhiều sự ghen tị xảy ra hơn so với khi tớ trưởng thành người lớn và trưởng thành về mặt nhận thức. Bên cạnh đó, tớ nhận ra rằng một lý do khiến tớ đã từng bị có cảm giác mình không đủ là vì tớ bị tác động bởi những người xung quanh, bị ám ảnh bởi những tiêu chuẩn, những khuôn mẫu về một vẻ bề ngoài nhất định, và tớ đã tin vào nó. Nhưng khi tớ thay đổi môi trường sống, thay đổi những gì tồn tại xung quanh mình, thay đổi những con người mà tớ tiếp xúc, khi không còn ai đó gợi nhắc tớ về suy nghĩ rằng mình không đủ, tớ gần như hoàn toàn quên đi chuyện ấy. Tớ, bây giờ, là thẩm phán duy nhất của mình đối với việc tớ sẽ nghĩ gì và cảm thấy như thế nào khi nhìn mình trong gương. Và hiện tại, tớ thích hình ảnh đó. Tớ không còn sự chấp nhận của bất kỳ ai để làm vậy. Điều này không phải là để nói rằng chúng ta nên đổ lỗi cho người khác vì cảm giác thiếu an toàn và ghen tị của bản thân, mà chỉ đơn giản là chúng ta có thể quan tâm mình nhiều hơn, nhìn mình theo cách mình muốn mà không bị tác động bởi lời nói bên ngoài. Một ví dụ khác mà tớ nghĩ cũng có thể xảy ra với rất nhiều người sau khi chúng ta bước vào xã hội. Đó chính là sự ghen tị về những người có cuộc sống tốt hơn mình, thành công và đầy đủ hơn, với những người trông có vẻ hạnh phúc và những việc họ đang làm. Và nó tạo ra cho chúng ta một xu hướng là bào chữa cho sự thiếu hài lòng và thỏa mãn của mình bằng cách nghĩ rằng, ôi dào, họ có được vậy là nhờ may mắn, họ được giúp đỡ, họ vốn đã có những cái mình không có, nên không cần phải cố gắng làm gì. Họ có thể tự do sống với ước mơ của mình vì hoàn cảnh của họ vốn đã thuận lợi và không phải lo lắng gì. Kể cả đôi khi, một số đó có thể là sự thật đi chăng nữa, thì việc nghĩ vậy cũng chỉ là một nỗ lực để chúng ta cảm thấy ổn hơn với bản thân mình khi không có những gì mà người khác có, bằng cách hạ thấp những thành quả của họ. Nhưng thực lòng thì nó có hiệu quả không? Chúng ta có thấy thật sự cảm thấy khá hơn không? Chắc chắn là không. Việc chúng ta nhìn thấy mình như một nạn nhân sẽ khiến bản thân trở nên bế tắc hơn, thậm chí sẽ khiến chúng ta thụt lùi. Bởi lúc đó, không chỉ là chúng ta cảm thấy không hài lòng với cuộc sống, với thực tại của mình, mà còn cảm thấy tức giận và thù hằn với mọi thứ. Một điều tớ học được sau những trải nghiệm trong quá khứ chính là sự ghen tị không phải là một con người cụ thể nào đó, mà nó chỉ là những gì họ có, ví dụ như một gia đình hạnh phúc, một vẻ ngoài thu hút, một cuộc sống vui vẻ. Bằng cách họ bỏ ra khỏi phương trình hay phép so sánh,
bằng cách họ tách biệt thông điệp và nguồn phát, bằng cách họ tách rời họ ra khỏi sự sở hữu hay địa vị của họ. Chúng ta có thể làm hai việc sau. Một điều tớ học được sau những trải nghiệm trong quá khứ chính là sự ghen tị không phải là một con người cụ thể nào đó, mà nó chỉ là về những gì họ có. Ví dụ như một gia đình hạnh phúc, một vẻ ngoài thu hút, một cuộc sống vui vẻ. Bằng cách họ bỏ ra khỏi phương trình hay phép so sánh này, bằng cách tách biệt thông điệp và nguồn phát, bằng cách tách rời họ ra khỏi sự sở hữu hay địa vị của họ, chúng ta có thể làm hai việc sau. Thứ nhất, xem đó là một sự khai sáng thay vì nguồn kích thích cho sự tức giận và khó chịu. Thay vì nhìn họ với ánh mắt thù địch, chúng ta có thể xem họ như những người đem đến sự khai sáng cho mình, những người giúp mình nhận ra những khoảng trống trong cuộc sống và thậm chí xem họ là một tấm gương, một người thầy. Thứ hai, chúng ta có thể biết rõ ràng hơn mình đang ghen tị vì điều gì và có thể quyết định hành động của mình sau đó. Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn có lựa chọn để làm gì đó có ích hoặc không có ích, thậm chí là có hại, hoặc đơn giản là không làm gì cả. Vậy chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào? Câu thần chú của tớ là: vũ trụ trao cho mình sự điềm tĩnh để chấp nhận những thứ mình không thể thay đổi, sự dũng cảm có thể thay đổi những gì mình có thể và ý thức để thấy được sự khác biệt giữa hai điều đó. Còn đối với sự ghen tị ở đầu còn lại, mang tính chất nhẹ nhàng và không thù hằn thì sao? Tớ cho rằng nó có thể dẫn chúng ta đến những thứ tốt đẹp hơn. Liệu ghen tị có phải luôn là dấu hiệu cho thấy rằng chúng ta thiếu những thứ mà chúng ta nên theo đuổi hay không? Đây là câu hỏi mà chúng ta cần tự đặt ra khi nảy sinh cảm giác ghen tị và tìm cách để thay đổi hay cải thiện bản thân và hoàn cảnh của mình. Tớ biết rằng việc tự cải thiện bản thân chắc chắn sẽ tốt hơn việc hủy hoại chính mình hay làm tổn thương người khác. Tuy nhiên, vẫn luôn có một sự lựa chọn thứ hai. Đó đơn giản là không làm gì cả. Trong cuộc sống này có rất nhiều thứ mà chúng ta ghen tị với người khác, nhưng điều đó chưa hẳn có nghĩa rằng việc có được những thứ đó sẽ khiến cuộc sống của mình tốt và hạnh phúc hơn. Mọi cảm xúc chúng ta không nhất thiết phải luôn là một dấu hiệu nào đó bảo chúng ta cần phải thay đổi. Đôi khi chúng ta chỉ cần ý thức được sự tồn tại của nó, thừa nhận nó mà không làm gì với nó cả. Giống như khi chúng ta thấy một con thuyền ở trên hồ, chúng ta không cần phải ném đá vào nó, cũng không cần phải đi dựng một con thuyền cho mình, mà chỉ đơn giản là để nó lặng lẽ trôi qua như vậy. Vì sao tự nói chuyện tích cực với bản thân lại quan trọng? Thế giới vốn đã khắc nghiệt với cậu rồi, đừng cố làm nó khó khăn hơn bằng việc thường xuyên nói những lời lẽ tiêu cực với chính mình. Cậu không muốn nói những lời khó nghe đó với những người cậu yêu quý, vậy tại sao cậu lại dùng chúng cho mình? Không những thế, cách cậu nói chuyện với bản thân sẽ cho thấy những người khác biết họ được phép đối xử với cậu như thế nào. Cậu sẽ trở thành những gì cậu coi thường với chính mình. Vậy tại sao không tự chọn nói nhiều hơn những điều tích cực? Cậu chỉ có thể vui vẻ, hạnh phúc và thành công nếu cậu thực sự tin rằng mình có thể. Và việc tự nói chuyện tích cực với bản thân sẽ giúp cậu làm được điều đó. Cậu sẽ bớt hoài nghi, cậu sẽ cảm thấy an toàn và tự tin hơn. Để rồi, dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn biết cách làm thế nào để vượt qua chúng. Đó là trở thành người bạn tốt nhất của chính mình. Tự nói chuyện tích cực với mình không có nghĩa là cậu phải cố gắng lừa gạt bản thân để nghĩ về những điều không đúng trong thực tế, mà là về việc cậu bày tỏ lòng trắc ẩn và sự thấu hiểu cho con người thật của mình, cho những gì cậu đã và đang trải qua. Nó không phải là tôi chẳng làm gì sai cả, mà là tôi biết mình đã làm chưa đúng, và tôi lựa chọn những bài học từ lỗi lầm đó thay vì bị kìm chân bởi chúng và lo sợ bắt đầu hay bước tiếp về phía trước. Thay vì nói, tôi đang phải đối mặt với quá nhiều vấn đề, tớ mong cậu sẽ thường xuyên nhắc nhở bản thân mình rằng, tôi là một người dũng cảm, tôi luôn có thể tìm ra cách để chiến thắng nghịch cảnh. Thực tế, tôi cũng mạnh mẽ như những gì tôi nghĩ về bản thân. Sự giao tiếp có ý nghĩa rất lớn, và những câu chữ quan trọng nhất là những câu chữ cậu nói với chính mình. Cậu có thể cười thật tươi, nhưng sâu bên trong cậu lại cảm thấy rất buồn. Cậu có thể sống vui vẻ, dù đang gặm nhấm nỗi đau.
cậu có thể trông tự tin trong khi đang có vô vàn những nỗi lo lắng và sợ hãi. Cậu cảm thấy ổn, nhưng cùng lúc đó cậu lại không ổn. Cậu đang chữa lành, nhưng cùng lúc đó cậu cũng đang chật vật và khổ đau. Cậu có những người bạn tốt, nhưng cùng lúc đó cậu cũng cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Cậu sợ, cậu không cần sự chú ý, nhưng cùng lúc đó cậu tự hỏi vì sao họ không để tâm đến mình. Cậu đủ với bản thân, nhưng cùng lúc đó dường như cậu không bao giờ là đủ với người khác. Cậu có sự kiên nhẫn, nhưng cùng lúc đó cậu cũng muốn tất cả mọi thứ có thể thay đổi sau một đêm. Cậu là chính mình, nhưng đồng thời cậu cũng muốn trở thành một ai đó. Cậu có thể là như thế, nhưng đồng thời cũng không phải là như thế. Bởi vậy, khi mọi chuyện tưởng chừng như tệ đi, thì cùng lúc đó, chúng cũng đang trở nên tốt đẹp hơn. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng cuộc sống là vậy. Nghịch lý là một cách kỳ diệu. Do đó, đừng nghĩ về nó một cách quá nghiêm trọng. Sự tử tế quý giá đến nhường nào? Chỉ vì ai đó không chia sẻ vấn đề của mình với người khác, không có nghĩa là cuộc sống của họ không gặp phải bất cứ chuyện gì. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được ai đó đã và đang trải qua những gì sau cánh cửa đóng kín. Chúng ta rất dễ đi đến kết luận về hoàn cảnh của người khác dựa vào những đánh giá trên bề mặt của mình về họ. Vì sau cùng, tất cả những gì chúng ta biết đều là thông qua những gì chúng ta nhìn thấy, hay nói đúng hơn là những gì họ cho mọi người thấy. Dù ai đó trông hạnh phúc đến đâu, cười lớn đến mức nào, đôi mắt họ điềm tĩnh ra sao, bên trong họ vẫn có thể có một sự tổn thương hay một nỗi đau không thể nào diễn tả được. Có thể trong một thời điểm nào đó, họ trở nên mạnh mẽ hơn và có thể làm điểm tựa cho những người xung quanh. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ hoàn toàn có thể tự đấu tranh một mình. Bên cạnh việc chấp nhận bản thân, chúng ta cần học cách chấp nhận người khác và tôn trọng những điều họ lựa chọn chia sẻ với mình. Họ không có trách nhiệm phải nói hay hành động theo cách mà chúng ta muốn. Sẽ dễ dàng hơn nếu như chúng ta chỉ đơn giản là nhìn người khác như chính con người họ, thay vì cố gắng thay đổi và khiến họ cảm thấy bản thân cần làm gì đó để được mọi người đón nhận. Và cuối cùng, hãy luôn ở đó vì người thân, bạn bè của mình, dù có lúc họ đã không thể ở đó vì cậu. Hãy luôn tử tế, kể cả khi người khác không làm như vậy. Hãy chọn sự tử tế, bởi đó là cách đơn giản nhất để nói cho ai đó đang phải chịu đựng những nỗi đau, hay đang phải đơn độc chiến đấu với bản thân, biết rằng tình yêu thương có thể tìm được ở rất nhiều nơi trên trái đất này. Từ nay về sau, cậu sẽ phải tự giải đáp cho những câu hỏi của mình. Trong cuộc sống, chúng ta luôn cố gắng để xây dựng nhiều mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Vậy còn việc tạo dựng và vun đắp một mối quan hệ tích cực với bản thân thì sao? Có lẽ đã đến lúc để chúng ta thành thật hơn với chính mình. Trong quá trình trưởng thành, khi bắt đầu dành thời gian suy ngẫm nhiều hơn về những trải nghiệm trong quá khứ, cũng như những nơi mà mình muốn đến trong tương lai, đôi lúc chúng ta sẽ không tránh khỏi cảm giác bối rối, mơ hồ, dường như mất đi hoàn toàn sự kết nối với chính mình. Nhưng tớ tin rằng, trong một khoảnh khắc nào đó, chính điều đấy cũng sẽ kích thích chúng ta mong muốn được bước đi trên hành trình quay trở lại với chính mình. Vậy, tìm kiếm và quay trở lại với chính mình khác gì nhau? Việc chúng ta tìm thấy một cái gì đó có nghĩa là nó đã từng biến mất, từng thất lạc hoặc thậm chí chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng còn cậu, cậu vẫn luôn ở ngay đây mà không lạc đi đâu cả. Có thể cậu đã có những trải nghiệm khiến cậu tự ngắt kết nối với bản thân, nhưng thực tế, cậu vẫn luôn có mặt trên những chặng đường đó của cuộc hành trình. Đó là lý do vì sao tớ muốn mô tả quá trình này là quay trở lại với chính mình thay vì tìm kiếm. Khi còn nhỏ, chúng ta thường có một cái nhìn nhất định về bản thân, khá chắc chắn và ít bị chi phối bởi những tác động bên ngoài. Chúng ta tự tin vào hình ảnh đó, chúng ta được vô tư là chính mình, mà chưa cần phải học cách che giấu đi sự khác biệt. Chúng ta đi đứng và hành động theo cách chúng ta muốn, bởi chúng ta chưa biết đến từ lập dị và kỳ lạ. Chúng ta thoải mái nói ra suy nghĩ ở trong lòng, vì chúng ta chưa buộc phải nhớ, giữ kẽ và biết điều.
chúng ta chỉ đơn thuần là sống với con người thật nhất. Tuy nhiên, theo thời gian, khi có ý thức nhiều hơn về bản thân và những thứ xung quanh, chúng ta bắt đầu vặn nhỏ tiếng nói của mình và chỉ thể hiện ra những phần mà chúng ta tin rằng đã được xã hội chấp nhận. Đó là làm những điều mà số đông vẫn làm, yêu đương rồi kết hôn theo lẽ thường tình và còn rất nhiều quy luật tự nhiên được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Sở thích hay thị yếu của chúng ta bắt đầu thay đổi với những gì chúng ta được cho là phù hợp và chúng ta cũng hành động khác đi dựa trên những gì chúng ta cảm thấy mọi người đang trông đợi ở mình. Dần dần đến một lúc, ý kiến và sự chấp nhận của họ trở nên có sức nặng hơn cả tiếng nói bên trong bản thân. Kết quả là chúng bắt đầu hoài nghi về giá trị và mục đích sống của mình. Rồi khi gặp phải khó khăn trong việc đi tìm câu trả lời ở bên trong, chúng ta lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài và bắt đầu hành xử theo cách nào đó mà chúng ta nghĩ mình có thể kiểm soát được. Mặc dù thực ra đó chỉ là một sự ảo tưởng về khả năng kiểm soát. Thông qua việc xét nét bản thân nhiều hơn, đặt ra những giới hạn tiêu cực và thu nhỏ mình lại. Nhưng những hành động này thực tế không hề phục vụ bất kỳ một lợi ích nào cho hành trình phát triển bản thân mà chúng ta mong muốn. Thay vào đó, điều chúng ta thực sự cần là quay trở về nhà với chính mình. Bằng cách nào ư? Dĩ nhiên, trước hết là dành bớt thời gian để lo lắng về việc người khác nghĩ gì về mình, vì mỗi người đều có những quan điểm khác nhau và chúng ta cũng sẽ không thể kiểm soát được những điều họ nghĩ. Chúng ta cũng sẽ không bao giờ bị đánh giá ít đi, nên điều duy nhất mà chúng ta có thể làm là giữ mình tự do và không bị ràng buộc bởi chúng. Hãy chấp nhận một điều là ai cũng có thể sai và chúng ta cũng hãy cứ để họ sai. Chúng ta không cần phải cố gắng sửa cho từng người một rằng tôi không phải như thế đâu, tôi không như những gì bạn nghĩ, mà hãy cứ đơn giản là mình. Sau đây là nhận thức được về những yếu tố tạo nên sự trọn vẹn của một cá thể. Cá tính, một trong những con đường giúp chúng ta đi đến sự tự do là thông qua cá tính. Đây là cái chúng ta muốn mọi người nghĩ gì về mình, một hình ảnh mà chúng ta muốn mường tượng về bản thân. Đây là cái chúng ta có thể chủ động điều chỉnh tùy thuộc vào thời gian và môi trường nhất định. Đó không phải là sự giả tạo, mà là sự linh hoạt xuất phát từ khả năng và tiềm năng của chính mình. Bạn ngã xoay quanh những gì chúng ta nghĩ về mình và có lẽ chúng ta đều dành cả cuộc đời để cố gắng vun đắp một mối quan hệ tốt đẹp với bạn ngã đó. Nó thường tồn tại giữa hai thái cực, một bên là tự chúc mừng, còn bên kia là tự hạ thấp bản thân. Và đáng tiếc, không có bên nào hòa hợp với con người thật của chúng ta. Do vậy, chúng ta chỉ có thể quay trở về với chính mình khi tìm thấy một điểm cân bằng lành mạnh, nơi cái tôi của chúng ta không nghiêng hẳn về một bên nào, mà thay vào đó là duy trì hoạt động có lợi cho sự phát triển của chủ thể. Phần nhân của chúng ta luôn luôn ở đó, kiên cố và không bao giờ thay đổi. Nó vẫn là nó của chúng ta 5 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi và toàn bộ phần đời còn lại. Mỗi người đều có phần lõi của mình, mang trong mình một đặc tính động nhất khiến chúng ta khác biệt. Đó là cái giúp chúng ta nhận ra rằng tất cả những gì chúng ta cần, như tình yêu thương, nguồn cảm hứng, sức mạnh, sự tự tin, sự gan dạ và mục đích sống đều không phải ở ngoài kia, yêu cầu mình phải nỗ lực tìm kiếm, mà thực tế đều xuất phát từ bên trong bản thân. Đồng thời, mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Chúng ta đều là thứ gì đó của riêng mình. Đó là một điều kỳ diệu khi mỗi người đều có sức mạnh và đế chế riêng. Những gì thuộc về tôi không bao giờ có thể so sánh với những gì thuộc về cô ấy hay anh ấy và ngược lại. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng cho phép bản thân ngồi xuống, hít thở thật lâu và kết nối lại với con người đúng đắn và tuyệt vời bên trong mình, nhìn thấy và cảm nhận được mình đang ở đây, ngay lúc này. Khác với hồi còn bé, khi vô vàn những thắc mắc mà chúng ta có thường là để dành cho mọi người giải đáp, thì trên hành trình trưởng thành, chúng ta phải làm quen dần với việc tự đặt câu hỏi cho mình và tự trả lời nhiều hơn. Hạnh phúc với cậu là gì? Điều gì đã truyền cảm hứng và mang lại năng lượng tích cực cho cậu? Cậu có thể là người mà bản thân có thể dựa vào không? Những việc cậu đang làm có thực sự là những việc cậu muốn hay là vì những sự tác động nào khác? Cậu cần nghe điều gì nhất ngay lúc này?
Lần cuối cùng có ai đó trực tiếp nói những lời yêu thương với cậu là khi nào và cậu cảm thấy ra sao? Điều gì mà mọi người sẽ chẳng thể nào biết được nếu chỉ đơn thuần là nhìn vào cậu? Cậu đang có cảm giác thiếu an toàn về điều gì? Vì sao cậu gặp khó khăn trong việc mở lòng với người khác? Điều gì sẽ khiến cậu cảm thấy đau lòng nhất khi nghe được từ ai đó mà cậu yêu quý? Với cậu, như thế nào là một lời xin lỗi chân thành? Cậu có muốn làm tổn thương người đã làm tổn thương mình không? Điều gì khiến cậu nghĩ rằng cậu không xứng đáng với tình yêu thương mà cậu cần? Có niềm tin nào mà cậu đã từ bỏ? Quy tắc hay ranh giới nào mà cậu không cho phép bị phá vỡ? Nếu cuộc đời là một bộ phim, cậu muốn phát lại nhiều lần cạnh nào? Có thứ gì cậu luôn muốn nhưng chưa bao giờ có được? Nếu ngày mai trái đất không còn tồn tại nữa, cậu sẽ làm gì hôm nay? Điều gì cậu biết mình nên làm nhưng chưa bao giờ làm hay không đủ dũng cảm để làm? Cậu sợ và lo lắng điều gì nhất trong tương lai? Suy nghĩ độc hại mà cậu thường có là gì? Cậu muốn tâm trí mình sẽ ngừng nói những điều gì? Hiện tại cậu đang trốn tránh điều gì? Cậu đã mắc phải những lỗi lầm nào và bài học cậu rút ra là gì? Cậu muốn trò chuyện với mình của tương lai hay quá khứ? Lần gần nhất cậu nở nụ cười một cách thật lòng là khi nào? Tự đối thoại với bản thân chắc chắn là công việc cậu không thể lảng tránh trên hành trình học cách yêu thương và kết nối với chính mình. Hãy hỏi mình thực sự muốn gì thay vì hỏi việc gì dễ nhất. Nếu chọn con đường đó, có thể cậu sẽ phải chiến đấu, không phải lo lắng hay không phải chịu quá nhiều áp lực. Nhưng con đường thoải mái và quen thuộc không phải lúc nào cũng là con đường đúng đắn và phù hợp. Cậu cần chắc chắn rằng cậu đang đưa ra lựa chọn dựa vào những gì mà cậu biết sẽ khiến bản thân hạnh phúc lâu dài, mà không phải là những gì đơn giản hay nhẹ nhàng nhất trong thời điểm hiện tại. Hãy hỏi bản thân điều mà cậu thực sự muốn, thay vì những gì người khác muốn. Tớ biết rất khó để cậu không bị chi phối bởi những người xung quanh. Gia đình, bạn bè đều muốn quan tâm và tác động đến cậu. Họ muốn những gì tốt nhất cho cậu. Dù có thể họ không trực tiếp nói ra, nhưng có lẽ cậu cũng hiểu được họ mong muốn điều gì ở mình. Và đương nhiên, cậu không muốn làm họ thất vọng. Cậu muốn khiến họ tự hào. Nhưng đây là cuộc sống của cậu mà không phải của bất kỳ ai khác. Cậu cần đưa ra quyết định dựa vào những gì mình muốn, thay vì những gì cậu nghĩ sẽ gây ấn tượng với mọi người, những người dành sự quan tâm nhất định cho cậu. Hãy hỏi bản thân điều mà cậu thực sự muốn, thay vì những gì trông có vẻ hợp lý và đẹp đẽ khi được viết trên giấy hay trên mạng xã hội. Cuộc sống đôi khi là một mớ hỗn độn, cảm xúc của con người cũng rất phức tạp và không phải lúc nào chúng cũng hợp lý. Cậu có thể viết ra một danh sách dài những cái được mất nếu cậu chọn lựa một con đường nào đó, nhưng chưa hẳn nó sẽ giúp ích được cho cậu. Trái tim là biểu trưng cho sự phi logic. Nó chỉ đơn giản là muốn điều mà nó muốn. Một cuộc sống trông có vẻ hấp dẫn ở trên giấy, chưa hẳn trên thực tế sẽ mang đến cho cậu niềm vui, niềm hạnh phúc. Do vậy, cậu cần đưa ra quyết định đúng đắn với chính mình. Hãy hỏi bản thân điều cậu thực sự muốn thay vì những gì cậu đã từng muốn. Con người đều thay đổi theo thời gian, có thể cậu không còn mong muốn chính xác những thứ cậu từng ao ước khi còn nhỏ, khi học cấp 3, khi học đại học, hay thậm chí là chỉ 1-2 năm trước. Và cậu cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi nếu hiện tại cậu đã có được những thứ cậu muốn nhưng vẫn không hạnh phúc. Hãy đi theo những gì trái tim cậu muốn ngay lúc này mà không phải là những gì mà đã từng muốn ở trước đây. Hãy hỏi bản thân điều cậu thực sự muốn thay vì những gì người khác trông đợi ở cậu. Đôi khi, những sự lựa chọn hay những việc cậu sẽ làm khiến một ai đó buồn, thậm chí là làm tổn thương sự kỳ vọng mà họ có ở cậu. Tuy cậu muốn né tránh việc đó bằng mọi giá, cậu cũng không thể hy sinh hạnh phúc của mình để làm hại người khác hạnh phúc, thậm chí chỉ là một chút hài lòng tức thời. Cậu cần làm những gì tốt nhất cho chính mình, dù điều đó có thể bị xem là sự ích kỷ trong mắt họ. Đã đến lúc cậu nên dũng cảm đặt câu hỏi và lắng nghe bản thân mình, cậu thực sự muốn điều gì? Nếu không có sự phân tán, không có những ý kiến từ bên ngoài, không có, có những cảm giác hoài nghi, do dự khi nghĩ về phiên bản cũ của mình trong quá khứ. Khi có được câu trả lời, hãy tin rằng cậu xứng đáng với nó, cậu hoàn toàn xứng đáng với mọi thứ cậu mong muốn trong cuộc sống này. Như thế nào là đủ? Ở trường học,
mình có độ thông minh không? Với bạn bè, mình có độ vui vẻ và hòa nhập không? Trên mạng xã hội, mình có xinh đẹp và thú vị không? Ở công ty, mình có tài năng và tài giỏi không? Trong tình yêu, mình có độ để gây ấn tượng, gây cảm tình và độ xứng đáng với họ không? Trong cuộc sống, mình có độ giá trị không? Mình có độ mạnh mẽ không? Có, cậu hoàn toàn có. Vậy, đủ ở đây có nghĩa là gì? Và thế nào là đủ? Cậu sẽ đủ với những gì cậu đang có, dù mọi thứ đang ở trong quy củ hay đầy hỗn loạn, đẹp đẽ hay rạn nứt, cậu vẫn hiện diện ở đây mỗi ngày. Đó là tất cả những gì cậu cần phải làm. Cậu đã đủ rồi. Cậu đủ có nghĩa là cậu có thể tiếp tục rèn luyện, lớn lên và thay đổi. Vì cậu không vội vàng, không cần cố gắng để chứng tỏ bản thân, mà thay vào đó, cậu chỉ đang cố gắng để là chính mình. Cậu không cần phải phấn đấu để trở nên xứng đáng hơn, phù hợp hơn, dễ chấp nhận hơn hay được yêu thích nhiều hơn. Cậu là tất cả những điều đó. Có những thứ cậu sẽ muốn có nhiều hơn, được nhiều hơn, đó là chân thành, là trung thực, sự tự tế, cởi mở, tự do, kết nối nhiều hơn, sống có mục đích hơn. Đó là tất cả những biểu hiện cho sự đủ đầy bên trong cậu. Nó không phải là việc cậu thay đổi bản thân, mà là việc cậu hành động đúng với con người của mình. Cậu đã đủ, đang đủ và sẽ tiếp tục đủ khi cậu trở thành một phiên bản tốt hơn ở hiện tại. Khi thế giới cứ xì xào điều gì đó, việc của cậu chỉ là đứng vững trên đôi chân của mình. Sống không phải là né tránh nước mắt, sống là vẫn làm gì đó dù cậu cảm thấy sợ. Một trong những việc đáng sợ nhất mà chúng ta có thể làm là sống đúng với chính mình. Nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng tớ nghĩ không ít người đang ở trong hoàn cảnh đó. Chúng ta kháng cự và gồng mình lên để không phải là mình, vì chúng ta sợ những sự đánh giá từ bên ngoài. Chúng ta hy vọng điều đó sẽ giúp mình được an toàn, chúng ta sẽ né tránh được việc phải mở lòng, phải thành thật và phải trần trụi về thế giới này. Vì trong suy nghĩ của chúng ta, nếu mở lòng thì có thể mình sẽ bị tổn thương và bị phán xét. Nhưng là những sinh vật bậc cao có cảm xúc, thậm chí là vô cùng phức tạp, chúng ta không thể không bị tổn thương, không thể không trở nên yếu đuối vào một hay nhiều giai đoạn nào đó của cuộc đời. Vì vậy, hãy nhớ rằng dũng cảm không phải là cậu thể hiện sự mạnh mẽ ra bên ngoài, mà dũng cảm là cậu sẵn sàng để cảm nhận những cảm xúc đang tồn tại bên trong mình một cách chân thành và sâu sắc nhất. Dũng cảm là cậu vẫn làm những thứ mà cậu biết mình cần phải làm, dù đôi khi cậu phải rơi nước mắt rất nhiều trên hành trình đó. Sự lo lắng, sợ hãi cũng giống như chiếc ghế bập bênh, nó có thể khuấy động cậu, làm cậu lung lay, nhưng không thể làm cậu gục ngã. Đôi khi chúng ta nhầm lẫn sự dũng cảm với việc không cảm thấy sợ hãi bất cứ điều gì. Nhưng thực ra, dũng cảm nghĩa là chúng ta sợ. Nó có nghĩa rằng, dù có rất nhiều nỗi sợ, cậu vẫn lựa chọn làm, lựa chọn hành động. Thế nào mới là dũng cảm? Đôi khi, dũng cảm chỉ đơn giản là cậu mở mắt thức dậy vào buổi sáng và sẵn sàng đón chào một ngày mới. Đôi khi, dũng cảm là cậu ôm chầm lấy nỗi buồn, là việc cậu để nó cùng mình thức trắng đêm, là việc cậu cảm nhận nó, đối diện với nó và nói với bản thân mỗi ngày rằng cậu có thể vượt qua được, thậm chí kể cả khi cậu không thực sự cảm thấy như vậy. Đôi khi, dũng cảm không phải là leo lên đỉnh Everest hay thay đổi thế giới. Đôi khi, ngọn núi của cậu chỉ là những tháng ngày cậu thúc đẩy phát triển bản thân về phía trước, dù tâm trí vẫn giữ cậu ở lại đây, ở lại quá khứ. Đôi khi, thay đổi thế giới có nghĩa là từng bước thay đổi thế giới của riêng cậu và chữa lành một cách từ tốn. Bởi đôi khi, dũng cảm không được hình thành từ chiến tranh và sự đổ máu, mà là một trận chiến âm thầm và lặng lẽ. Dũng cảm có thể là một chút cảm giác dịu nhẹ ở bên trong, chiếu sáng lung linh những ngày tối tăm của cậu và nhắc cậu nhớ rằng cậu vô cùng mạnh mẽ, rằng cậu đang trưởng thành, rằng cậu có hy vọng. Hãy nhẹ nhàng và mềm mỏng với bản thân vì cậu vẫn đang học, học cách yêu thương và đối xử với chính mình tốt hơn. Cậu biết không, đó là cả một hành trình dài, là hành trình cả đời. Không có chiến thắng và thất bại, chỉ có chiến thắng và đạt được một điều gì đó. Dù vài lần cậu nỗ lực không thành công, cậu vẫn có được cho mình những bài học và dũng khí để học cách yêu thương bản thân lần thứ 8. Cậu sẽ hạnh phúc nhiều hơn khi cậu kiểm soát ít đi. Ủa, tại sao loài người lại không hạnh phúc vậy?
À, tụi tôi thường như vậy khi việc gì đó không xảy ra theo đúng ý của mình. Bạn nói ý mình là sao? Kiểu như tụi tôi luôn có những kế hoạch và những kỳ vọng về việc thứ A, thứ B, thứ C phải diễn ra như thế nào đó. Và khi mọi thứ không xảy ra đúng như vậy thì tụi tôi không vui thôi. Ồ, vậy có nghĩa là các bạn tự mình tạo ra sự không vui và không hạnh phúc à? Ý bạn là sao? Các bạn hay loài người nói chung luôn đặt ra những sự kỳ vọng cho tất cả mọi thứ. Vậy nên nếu có thể buông bỏ chúng, các bạn sẽ bớt cảm thấy không hạnh phúc. Nhưng mà chúng tôi không thể buông bỏ được. Tại sao? Nếu làm thế thì tụi tôi sẽ sống kiểu gì? Sẽ thế nào nếu các bạn chỉ sống một cách vui vẻ thôi và đầu hàng trước vũ trụ? Đây đây, để tôi nói cho nghe. Nhớ ghi chú lại cẩn thận nha, vì mai tôi phải quay trở về nhà rồi. Cái gì đến, hãy để nó đến. Cái gì đi, hãy cứ để nó đi. Việc tốt nhất mà các bạn có thể làm là đầu hàng. Nó không phải là các bạn từ bỏ và không cố gắng, mà thay vào đó là để vũ trụ được làm phần việc của mình, là giúp đỡ các bạn. Tất cả những thứ xảy ra trong cuộc sống của các bạn đều là vì chính các bạn, để phục vụ một mục đích tốt đẹp nào đó mà có thể hiện tại các bạn chưa biết. Hãy tin rằng mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Có rất nhiều thứ mà cả tôi và bạn đều không thể cưỡng cầu và kiểm soát được. Nhưng mà điều đó hoàn toàn ổn. Đúng vậy, tất cả nằm ở việc chúng ta tin vào một vũ trụ thân thiện hay hà khắc. Riêng tớ thì chọn cái trước. Tớ tin vũ trụ thân thiện luôn có kế hoạch cho mình, luôn ủng hộ và bảo vệ mình trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta chỉ cần tập trung năng lượng vào chủ đích, vào ý niệm về những điều tốt đẹp mà mình mong muốn và thực hiện những việc chúng ta cần làm một cách tự nhiên mà không cần phải quá lo lắng về những thứ tiểu tiết khác. Đón nhận và cho phép mọi thứ xảy ra theo cách của nó là một kỹ năng, và vì là kỹ năng thì sẽ có thể luyện tập và cải thiện được. Tớ cũng đang luyện tập, nhưng tớ cho phép nó trở thành thói quen của mình thay vì cố gắng để biến nó trở thành một thói quen. Vì chúng ta đến đây, có mặt trên trái đất này là để trải nghiệm, mà không phải là để trở thành gì đó và ai đó. Và sau cùng, đến cuối hành trình của cuộc đời, thứ có giá trị duy nhất còn lại với chúng ta là những trải nghiệm. Đôi khi, chữa lành là cậu ngồi một mình trong quán cà phê và cứ thế dành thời gian đó, viết không ngừng về những thứ đang tồn tại trong tâm trí. Đôi khi, chữa lành là cậu cười đến mức chảy nước mắt, rồi bỗng nhiên khóc thật lúc nào không hay. Đôi khi, chữa lành là cậu cho phép mình bỏ trốn khỏi thế giới, khỏi đám đông để nghỉ ngơi, và mọi thứ bên trong cậu trở nên tĩnh lặng và trần trụi một cách kỳ lạ. Chữa lành buộc cậu phải thay đổi và bỏ lại phía sau những thứ quen thuộc. Chữa lành buộc cậu phải chấp nhận, xây dựng lại bản thân mình. Hoặc đôi khi, chữa lành dường như không là gì cả, khi mà cùng một lúc cậu vừa cảm thấy bế tắc, mơ hồ và vừa hy vọng. Nhưng đừng cố gắng chống lại nó, bất kể việc chữa lành ngày hôm nay của cậu là gì và trông như thế nào, hãy cứ để nó được là nó. Hãy chỉ đơn giản là tận tâm chăm sóc bản thân mình. Hãy nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp mà cậu có thể đã hoặc sẽ không bao giờ nhìn thấy được nếu cậu lựa chọn từ bỏ và ngừng chiến đấu. Sự thật là, cậu sẽ không bao giờ có thể luôn là một người tốt, một người hoàn hảo. Sẽ có những lần cậu mắc lỗi và chúng sẽ chớp chồng bên trong cậu, khiến cậu cảm thấy nặng nề và đau đớn. Nhưng cậu cần buông bỏ chúng. Hãy để chúng đi. Một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra rằng chúng không hề định nghĩa cậu. Không bao giờ là như vậy, chúng chỉ xảy ra để giúp cậu định nghĩa bản thân mình. Niềm hy vọng là tài sản quý giá nhất. Trong những khoảng thời gian tối tăm nhất của mình, niềm hy vọng là thứ duy nhất đã níu kéo tớ ở lại để đối diện với tất cả mọi thứ và để có thể có mặt ở đây, ngay lúc này. Niềm hy vọng rằng tớ không hoàn toàn bế tắc, rằng dần dần rồi tớ sẽ trở nên khá hơn và vượt qua được những trở ngại đó. Và càng hy vọng nhiều, tớ lại càng có thêm sức mạnh để đưa mình đến một nơi tốt hơn. Vậy nên, nếu cậu chỉ mang theo bên đời mình duy nhất một thứ, hãy để đó là niềm hy vọng. Niềm hy vọng rằng cậu sẽ vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất. Niềm hy vọng rằng cậu mạnh mẽ hơn tất cả những thử thách xảy ra đến trong cuộc sống của mình. Niềm hy vọng rằng cậu đang ở chính nơi cậu cần ở và cậu cũng đang ở trên đúng con đường cậu cần phải đi. Niềm hy vọng rằng dù hôm nay là một ngày tốt đẹp hay tồi tệ, thì những điều tuyệt vời vẫn luôn chờ cậu ở phía trước. Hãy giữ lấy niềm hy vọng của cậu, hoàn toàn có sức mạnh để thay đổi, bất kể đó là hoàn cảnh, bước đi hay tư tưởng của bản thân mình,
và hãy nhớ rằng cậu sẽ không bao giờ mắc kẹt mãi ở một nơi nào đó. Hãy giữ lấy niềm tin hy vọng rằng những ngày tháng hạnh phúc nhất vẫn đang trên đường đến với cậu. Những con người, những khoảnh khắc tuyệt vời nhất vẫn chưa xuất hiện. Những bài hát, những bộ phim hay vẫn chưa ra mắt và cả những chuyến đi thú vị nhất vẫn chưa được cậu trải nghiệm. Hãy luôn luôn giữ vững niềm tin trong trái tim mình, bởi vì đôi lúc nó là thứ duy nhất giúp cậu đi qua được những thử thách trong đời. Nhưng không chỉ là vào những ngày tồi tệ, mà niềm hy vọng cũng rất quan trọng vào những ngày tốt đẹp, rằng sẽ luôn có nhiều niềm vui hơn, nhiều trải nghiệm hay ho hơn, nhiều điều kỳ diệu hơn, nhiều sự phát triển và nhiều tình yêu hơn ở ngoài kia dành cho mình. Giữ lấy hy vọng đó sẽ giúp cậu trưởng thành tốt hơn. Hãy nhớ rằng cậu hoàn toàn có thể vui vẻ và biết ơn với hiện tại và hy vọng vào tương lai. Cậu hoàn toàn có thể cảm thấy hài lòng và yêu thích cuộc sống của mình ngay lúc này và háo hức hy vọng về những điều tuyệt vời sẽ đến. Cậu vẫn có thể tập trung vào hiện tại và có những giấc mơ và hy vọng cho ngày mai. Cậu luôn luôn tiến hóa và phát triển. Càng mở rộng chân trời của mình, cậu sẽ càng có thêm nhiều chân trời khác để khám phá. Tình yêu thương bản thân xuất phát từ đâu? Đó là sự tự tin ở chính mình. Nhưng thế nào thì được xem là tự tin? Trước hết, đó không phải là cậu bước vào một căn phòng, ngẩng thật cao đầu và nghĩ rằng mình tốt hơn hay tuyệt vời hơn những người khác, thậm chí là tất cả. Mà là cậu bước vào một căn phòng và không so sánh mình với bất kỳ ai, ở đó và ngay giây phút đầu tiên. Chúng ta thường hiểu nhầm rằng một người tự tin là một người cầm micro đứng trên sân khấu hay đứng trước đám đông và phát biểu dõng dạc, kiểu gần như là một người hướng ngoại. Nhưng thực tế, sự tự tin là cảm giác tin tưởng vào bản thân, xuất phát từ việc cậu hiểu rõ giá trị và nhận thức đúng đắn về phẩm chất và năng lực của mình. Và vì mỗi chúng ta đều có những phẩm chất và năng lực khác nhau, nên sẽ thật không công bằng khi chỉ đánh giá sự tự tin của ai đó bằng một khía cạnh hay một góc nhìn nhất định. Nếu cậu ý thức được những khả năng và đặc điểm riêng của bản thân mình, trân trọng chúng và có niềm tin ở chúng, cậu hoàn toàn có thể là một người tự tin. Cậu có thể vừa là một người hướng nội, thích dành thời gian ở một mình, thích ở nhà thay vì đi ra ngoài chơi, và vừa là một người tự tin. Tất cả chúng ta không ai giống ai và chúng ta đều xứng đáng để cảm thấy tự tin về sự khác biệt đó. Thế nhưng, yêu thương bản thân không có nghĩa là cậu phải liên tục cố thuyết phục bản thân mình tin rằng mình tự tin. Chỉ đơn giản là cậu biết cậu không có trách nhiệm với những gì người khác nghĩ về mình. Tự tin ư, đó là hãy cứ để họ sai, bởi vì gần như mọi lúc, khi có ai đó nói điều gì không đúng về mình, chúng ta thường đều cố gắng biện hộ để bào chữa cho bản thân nhiều nhất có thể. Với cảm giác rằng chúng ta cần phải sửa lại những cái sai đó, cần phải thay đổi từng người một cách về họ. Với cảm giác rằng chúng ta cần phải sửa lại những cái sai đó, cần phải thay đổi từng người một về cách nhìn của họ nghĩ về mình. Nhưng thực ra, nếu chúng ta dành quá nhiều năng lượng để đi sửa lỗi cho ai đó, để làm thay phần việc của họ, chúng ta đang không còn sống cho chính mình. Vì vậy, hãy cứ để họ sai về cậu. Việc đó có lấy đi thứ gì của cậu không? Có thể có, nhưng tớ tin là không đáng kể. Thay vì lo lắng về những gì người khác nói, hãy cứ thoải mái để họ sai và cậu có thể sống cuộc sống của riêng mình. Ít nhất là cậu nghĩ đúng về bản thân và tự những việc cậu làm dần dần sẽ gián tiếp khiến họ thay đổi mà không cần phải một sự ép buộc nào. Làm thế nào để cô đơn một cách tích cực? Vậy làm gì khi mình không có ai cả, không có ai thích mình, không có ai quan tâm, để ý đến mình? Làm sao để chuyển hóa sự cô đơn đó thành một cảm xúc tích cực? Đối với một số người, việc ở một mình và cảm thấy cảm giác bình yên mỗi lúc như vậy là hết sức tự nhiên và bình thường. Nhưng với một vài người khác, điều đó lại không được thoải mái một chút nào. Và nếu cậu cũng đang cảm thấy khó khăn như vậy, tớ hy vọng những chia sẻ của tớ ở đây sẽ có thể truyền thêm cảm hứng cho cậu học cách yêu thương mình nhiều hơn. Vì sao ư? Bởi cuộc sống sẽ không tránh khỏi những lúc chúng ta không có một ai đó giúp đỡ mình, dù là với bất kể lý do nào, có thể là chia tay, tình bạn rạn nứt hay sự thay đổi về địa lý. Và đây chính là cơ hội để tình yêu thương và ý thức chăm sóc bản thân cậu được kích hoạt một cách triệt để nhất. Cậu không thể phụ thuộc, trông chờ và đặt hạnh phúc của mình lên vai hay vào tay một ai đó. Hạnh phúc cơ bản là một sự lựa chọn và cần phải xuất phát từ chính bên trong bản thân mình, kể cả bạn là người bạn thân nhất. Kể cả người bạn thân nhất,
Người yêu hay người đồng hành tốt nhất cũng không thể làm cho cậu hạnh phúc nếu bạn thân cậu không chọn để như vậy. Đây thực tế là phần việc của riêng mỗi người. Nếu cậu không để ai đó lắng nghe những câu chuyện của mình, hãy thử tập viết chúng xuống giấy và thực sự để cho mọi thứ được đi ra bên ngoài. Hãy nói ra những cảm xúc của mình bằng một cây bút và một cuốn sổ, bởi khi luyện tập thành thói quen, nó sẽ trở nên vô cùng có ích cho sức khỏe tinh thần của cậu. Nếu đấy là một vấn đề cụ thể, hãy tự hỏi mình rằng liệu cậu có kiểm soát được nó không? Và nếu có, thì cậu có thể giải quyết như thế nào? Còn nếu không thể kiểm soát được, hãy gấp tờ giấy đó lại và hứa với bản thân rằng cậu sẽ không bao giờ quay trở về gặp nó nữa. Bên cạnh đó, hãy làm nhiều hơn những thứ khiến cậu cảm thấy tích cực, tự hỏi điều gì thực sự làm mình vui, nhưng không cần áp đặt vai trò và trách nhiệm lớn lao lên chúng. Hãy bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất và cơ bản nhất. Đó có phải là đi dạo, hòa mình vào thiên nhiên không? Nghe nhạc chăng? Trang điểm? Làm đẹp thì sao? Hãy liệt kê danh sách những thứ có thể khiến cậu tập trung và tận hưởng tốt hơn việc ở một mình. Luôn luôn là như vậy. Hãy dành chút thời gian quý báu cho việc chăm sóc chính mình. Fall in love with yourself, tìm hiểu và khám phá chính mình nhiều hơn. Bởi thực tế là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, sẽ luôn có một số người rời khỏi, một số người ở lại và một số người mới bước vào cuộc sống của cậu, trong khi chỉ có cậu là không đi đâu cả. Tâm trí của cậu điều khiển mọi thứ, cậu nắm trong tay sự lựa chọn cuộc sống của mình. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng cậu yêu thương và đối xử thật tốt với chính mình. Để đôi khi nhìn lại, cậu sẽ thấy việc chỉ có một mình thực tế không hề tệ đến như vậy. Vì sao những chuyện xấu lại xảy đến với người tốt? Và khi cơn bão qua đi, chúng ta sẽ không nhớ mình đã làm thế nào mà vượt qua nó, làm thế nào mà mình đã sống sót. Thậm chí chúng ta sẽ không biết chắc là cơn bão đã thật sự chấm dứt hay chưa. Nhưng có điều này thì chắc chắn, đó là khi ra khỏi cơn bão, chúng ta sẽ không còn là con người đã bước vào nó. Ý nghĩa của cơn bão là như vậy. Đôi khi, trong cuộc sống, chính những chuyện chúng ta xem là xấu đó lại là cái làm cho chúng ta trở nên tốt hơn. Việc chúng ta đối mặt và tìm cách giải quyết chúng, cũng như sức mạnh mà chúng ta có được từ trải nghiệm đó, là thứ biến chúng ta trở thành những người tốt. Vậy nên, thay vì đặt câu hỏi tại sao những chuyện tiêu cực lại xảy đến với người tốt, hãy thử đổi nó thành liệu mình có trở thành một người tốt không? Nếu bản thân chưa từng ở trong những hoàn cảnh tồi tệ và những chuyện không hay đã không xảy đến với mình. Quy luật tự nhiên thực ra không có sự ngoại lệ dành cho người tốt. Chúng ta thực tế không thể trông đợi một cuộc sống không có những vấn đề. Khi hiểu những điều đó, câu hỏi của chúng ta sẽ đổi từ tại sao mình phải chịu đựng sự đau khổ? Tại sao mình lại là nạn nhân? Thành bây giờ thì chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, mình có thể làm gì để nó không phải là một sự chịu đựng vô nghĩa? Ai là người có thể giúp đỡ mình? Phải chăng trước tiên, đấy là chính mình. Nếu chưa từng có mùa đông, có lẽ chúng ta sẽ không đủ kiên nhẫn để cảm nhận đủ cái ấm nóng của mùa hè. Nếu chưa từng có nỗi buồn, chúng ta sẽ không biết cách trân trọng những niềm vui bé nhỏ. Nếu chưa từng có những lần thất bại hay những lần mắc lỗi, chúng ta sẽ không tìm ra được những chỗ chưa đúng, những chỗ chưa phù hợp để thay đổi và trưởng thành hơn. Và hãy nhớ rằng, không phải màn đêm đến vì cậu đã làm điều gì đó sai, mà chỉ là cậu xứng đáng với tia sáng mặt trời ngày sau đó. Thậm chí, dù những đêm mùa đông có dài hơn thường lệ đi chăng nữa, thì đến sáng mai, mặt trời vẫn sẽ mọc. Cảm xúc cũng có sự trưởng thành. Đây là những dấu hiệu cho thấy cậu có thể đang trưởng thành hơn về mặt cảm xúc. Cậu không sợ hãi những cảm xúc tiêu cực của mình. Cậu biết chúng là những cảm xúc bình thường của con người, thậm chí đôi khi là một món quà. Nỗi buồn giúp cậu ghi nhận niềm vui và sự tức giận giúp cậu biết bản thân mình nên đặt ra những giới hạn ở đâu. Cậu nhìn nhận cảm xúc của mình như một sự chỉ dẫn, là sự phản ánh cho những trải nghiệm của bản thân trong quá khứ, thay vì là sự thật cho toàn bộ câu chuyện nào đó. Cũng là một cơn bão như thế. Có những thời điểm, cậu và cảm xúc của mình chỉ là một chiếc cano nhỏ, và có khi lại là một chiếc du thuyền. Khả năng đương đầu của cậu có những lúc là khác nhau. Cậu học cách để xoa dịu nỗi lo âu của mình, không phải bằng việc lặp đi lặp lại suy nghĩ rằng tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn, mà là cậu biết rằng khi có điều gì đó không ổn, cậu vẫn có thể sống sót. Cậu có khả năng bằng một cách nào đó. Cậu có kế hoạch dự bị để ngăn không có cho nước tràn hẳn vào boong tàu.
Nếu ai đó làm cậu buồn, làm cậu tổn thương, cậu sẽ không cố gắng dồn nén cảm xúc mà mong chờ họ đọc được hay hiểu được suy nghĩ của mình. Thay vào đó, cậu chọn giao tiếp một cách thẳng thắn. Cậu nhận ra rằng những hành động tiêu cực, thậm chí độc hại của những người khác thực sự không phải hoàn toàn xuất phát từ sự thiếu tử tế, mà còn là từ nỗi sợ, sự tự ti và thiếu an toàn của họ. Vì vậy, cậu không cần phải lúc nào cũng quy mọi thứ về mình. Cậu không sợ bộc lộ sự yếu đuối của bản thân trước những người mà cậu yêu quý và tin tưởng. Cậu xem đó là điểm mạnh thay vì yếu điểm. Cậu học cách để trở nên tự tin hơn, không phải bởi việc nghĩ rằng cậu là nhất, mà là bởi vì cậu ý thức được rằng mọi người cũng có phần cảm thấy lạc lối, mơ hồ, sợ hãi và thiếu an toàn như mình. Cậu không sợ mắc lỗi và nói lời xin lỗi. Cậu không để cho cái tôi và lòng tự tôn thái quá kiểm soát cậu. Cậu thích nói chuyện với mọi người mà không phải là nhắm vào họ. Cậu có sự đồng cảm và tâm trí cởi mở để không được đánh giá người khác, vì cậu biết rằng sự đánh giá thường đến từ những định kiến có thể ngăn cản cậu hiểu biết thêm về sự thật về họ. Chúng ta sẽ không trưởng thành hơn khi dòng nước của cuộc sống yên bình, êm ả và xuôi theo chiều chúng ta muốn. Thay vào đó, chúng ta lớn lên từ những cơn lốc xoáy, khi sóng vỗ bập bềnh, khi chúng ta bị thúc đẩy để hành động từ nỗi sợ, sự tổn thương và sự tức giận. Chúng ta đều có những khoảnh khắc chìa khóa mà mỗi khi đối diện với chúng, sự trưởng thành về cảm xúc của chúng ta sẽ lại được thách thức để nâng cấp lên một chút. Và sau đây là 3 bước mà cậu có thể áp dụng để làm tốt hơn trong những tình huống đó. Bước thứ nhất, tập trung vào hiện tại, vào những gì đang thực sự diễn ra xung quanh mình. Việc này sẽ không hẳn là giúp cậu phản ứng tốt hơn, nhưng ít nhất nó đặt cậu vào vị trí ghế lái, vào trạng thái chủ động để đối mặt với sự việc, giúp cậu lấy lại được sức mạnh và khả năng kiểm soát của mình. Thay vì ở trong vòng lặp của những thói quen phản ứng cũ và tiêu cực, khi nào thì cậu có thể hạnh phúc, khi nào thì cậu có thể tự tin, khi nào thì cậu có thể đưa ra những sự lựa chọn. Tất cả đều có thể xảy ra trong một khoảnh khắc, mà không phải là tương lai hay quá khứ. Bước 2. Bao dung với thực tại. Hãy chấp nhận nó là thế, nó tồn tại độc lập với những suy nghĩ của cậu. Hãy bao dung nó và tìm sự bình yên cho mình. Có những thực tế cậu có thể thay đổi, nhưng cũng có những cái cậu không thể, và chúng tạo ra những ranh giới của cuộc sống mà cậu đang sống và đưa ra những sự lựa chọn ở trong lãnh thổ đó mỗi ngày. Bước 3. Rèn luyện tính trách nhiệm. Nó nằm ở những sự lựa chọn cậu cho rằng sẽ nghĩ, sẽ cảm thấy và phản ứng ra sao với thực tại. Chất lượng cuộc sống của cậu phụ thuộc vào khả năng cậu đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn, thích hợp với bản thân và những giá trị lâu dài của mình. Những trải nghiệm của cậu chỉ là bị ảnh hưởng, mà không phải bị quyết định bởi con người hay những sự kiện bên ngoài. Hãy thử nghĩ đến một khoảnh khắc chìa khóa nào đó của cậu và đặt câu hỏi. Mình đã đưa ra sự lựa chọn nào? Kết quả là gì? Mình có sự lựa chọn nào khác không? Nếu mình chọn theo hướng đó thì nó sẽ dẫn đến kết quả khác như thế nào? Mọi thứ không ngẫu nhiên thay đổi một cách kỳ diệu, mà chính cậu thay đổi chúng bằng cách đưa ra sự lựa chọn và hành động khác đi. Chữa lành không phải là cậu cố gắng để sửa chữa và cải thiện bản thân, mà là cậu luyện tập ghi nhớ sự thật rằng ngay từ ban đầu cậu đã được sinh ra là một người trọn vẹn, hoàn thiện và có giá trị. Chữa lành không phải là cậu ghi thức một sự thực hành hay một thói quen tâm linh nào đó, mà chỉ đơn giản là cậu ăn mừng cho việc cậu luôn sẵn sàng ở đó vì chính mình, tự tế và chịu trách nhiệm với chính mình. Chữa lành không phải là việc cậu không ngừng phân tích và mổ xẻ bản thân cũng như cuộc sống, mà là cậu quay trở về với cơ thể, với đứa trẻ bên trong, với trực giác của mình và rời khỏi những cuộc trò chuyện huyên thuyên của cái tôi trong tâm trí. Chữa lành không phải là cậu tìm thấy một ai đó sẽ không còn kích thích những tổn thương hay những cảm xúc tiêu cực bên trong cậu nữa, mà là cậu cùng họ tạo ra một môi trường an toàn và thoải mái để bộc lộ bản thân, để trưởng thành và chuyển hóa. Chữa lành không phải là cậu sẽ không còn cảm thấy bất an, lo lắng hay sợ hãi, mà là cậu trân trọng sự tồn tại của những cảm xúc đó và biết rằng chúng ở đó để bảo vệ cậu và đôi khi là để dạy cậu một điều gì đó, nếu cậu chịu nhìn nhận đúng cách. Chữa lành không phải là cậu chăm chỉ làm việc với bản thân một mình và nghĩ rằng nó hoàn toàn mang tính cá nhân, mà là cậu chủ động tìm ra hay một nhiều cộng đồng phù hợp với mình thông qua việc tự do yếu đuối và dũng cảm giao tiếp thành thật. Đó không phải chỉ đơn thuần là đọc và hấp thu một cách cơ bản về những nội dung chữa lành, mà còn là cậu
thực sự là thời gian và năng lượng để trở thành một người tham gia năng nổ cho hoạt động kiến tạo những trải nghiệm sống của mình. Chữa lành không phải là cậu trở thành một người lành lặn và hoàn hảo về mọi mặt, mà là cậu cho phép niềm vui, mỗi buồn, sự đau khổ và những khoảnh khắc đáng sợ tạo nên chuỗi những trải nghiệm cuộc sống vừa hỗn loạn nhưng cũng đẹp, đẽ không kém. Ngay từ khoảnh khắc được sinh ra, chúng ta đã bắt đầu sống với những điều kiện. Rằng nếu không được làm việc này hay không đạt được điều kia thì chúng ta nên tự giác chê bai và trách móc chính mình. Hay, gọi là quá khắc nghiệt và đau lòng nếu cuộc sống phải như vậy. Con người chỉ đơn giản là con người mà thôi. Đôi lúc tồn tại những thời điểm mà mọi thứ đều đâu vào đó, những khoảnh khắc bình yên mà chúng ta xem đấy là cả một phước lành, nhưng cũng có những lúc chúng ta cảm thấy như mình đang chơi với giữa dòng nước xiết. Chữa lành là sự chấp nhận bản thân, là chứng kiến mọi thứ từ bên ngoài mà không cố gắng đánh giá, phán xét sự tiến bộ của mình, rằng liệu một hôm nào đó mình đã chữa lành đủ như mong đợi hay chưa. Món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể trao cho mình trong quá trình chữa lành chính là sự khoan dung. Khoan dung khi chúng ta không đạt được những kỳ vọng, thường là quá sức, mà chúng ta đã tự đặt ra cho mình. Khi chúng ta trở nên quá xúc động và muốn giải phóng cho sự tức giận bằng việc la hét. Khi chúng ta không có động lực để làm bất cứ điều gì ngoài hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân. Thậm chí đôi khi còn chẳng có động lực để làm việc này. Trong khi cái tôi liên tục luyên thuyên trong tâm trí. Nó yêu việc liên tục lặp đi lặp lại tính thì thầm, nên học phải làm cái này cái kia. Cho tới khi chúng ta cảm thấy tội lỗi vì những giây phút nghỉ ngơi, không làm gì cả, hay làm gì đó với công suất không được như mong đợi của mình. Nhưng chính lúc đó, sự khoan dung đẹp đẽ sẽ cho phép chúng ta nói, trật tự nào, tôi xứng đáng với điều này. Chữa lành là ý thức về tình yêu thương bản thân, là mỉm cười với toàn bộ trải nghiệm này khi chúng ta học cách buông bỏ và kiểm soát, mà thực tế chúng ta gần như chưa bao giờ thực sự có. Những điều về bố mẹ mà có thể trước đây cậu không biết. Họ cũng là những con người với những sự tổn thương và niềm tin về giá trị bản thân chưa được giải quyết. Cậu vừa có thể yêu thương họ, vừa cảm thấy bị tổn thương bởi họ. Cậu không cần họ nhất thiết phải chấp nhận những tổn thương mà cậu có để chữa lành. Việc chữa lành của cậu có thể phơi bày sự thiếu trưởng thành về mặt cảm xúc của bố mẹ. Cậu có thể chữa lành cho họ và cậu cũng không cần chịu trách nhiệm với việc đó. Quan điểm của bố mẹ về cậu là sự phản ánh cho nhận thức của họ về bản thân. Cậu có khả năng quyết định không gian mà bố mẹ có trong cuộc sống người trưởng thành của mình. Cậu không phải chịu trách nhiệm về những vấn đề của riêng họ. Đừng cảm thấy có lỗi trước mọi sự mâu thuẫn của bố mẹ. Bố mẹ của cậu là tổng hợp tất cả những trải nghiệm mà họ có trong quá khứ, những nỗi đau, sự sắp đặt, sự hoài nghi, thao túng, thiên vị, thờ ơ, lãnh đạm. Và có chăng họ cũng chỉ là những đứa trẻ bị tổn thương, mang trên mình bộ quần áo to rộng, kèm theo vô vàn những trọng trách của người lớn. Thực tế, họ chỉ có thể đáp ứng được nhu cầu của cậu khi họ có thể nhìn ra và đáp ứng đứa trẻ bị tổn thương đó bên trong mình. Bố mẹ vốn có thời gian sống nhiều hơn trong một xã hội, luôn yêu cầu họ luôn phải có những quy chuẩn, những lẽ thường tình nhất định không thể phá vỡ. Họ có xu hướng sợ sự thay đổi, dù đó là chuyện tốt hay xấu. Do vậy, thay vì cố gắng để thay đổi họ, việc tốt nhất cậu có thể làm là quyết định những thứ đó sẽ còn tiếp diễn trong cuộc sống của mình hay không và tự mình chuyển hóa một cách lành mạnh, không cần sự chấp nhận và ghi nhận. Thông qua sự nhận thức và tự làm mẫu cho chính mình, cậu sẽ mở cánh cửa để họ có thể tự nhìn thấy điều đó. Nhưng hành động sau đó như thế nào hoàn toàn là lựa chọn của họ và cậu không cần phải có trách nhiệm với nó. Đừng cảm thấy tức giận hay thất vọng nếu mọi thứ không như ý mình. Bố mẹ không phải là anh hùng hay thần thánh, bố mẹ cũng là những linh hồn giống như cậu, đến với thế giới này để sống, để trải nghiệm, để sai và để chữa lành. Chỉ có điều đặc biệt là, bằng một cách vô tình nào đó, bố mẹ và cậu cùng sự lựa chọn nhau để đồng hành làm điều ấy khi đặt chân đến đây. Và với cả hai, đây đều là những lần đầu làm con và lần đầu làm bố mẹ, ai cũng đang âm thầm làm tốt nhất có thể vai trò của mình. Tuy nhiên, cũng không thể tránh khỏi những lần không tốt. Nhưng dù thế nào đi nữa, bố mẹ cũng không định nghĩa cậu và cậu cũng không định nghĩa họ. Tất cả mọi người vẫn là những cá nhân độc lập và cần có sự giao tiếp để thấu hiểu. Bố mẹ không thể tự nhiên đọc được hết suy nghĩ trong đời cậu. Không có ba đầu sáu tay để biết hết mọi chuyện đang xảy ra trong cuộc sống của con mình. Vì vậy, hãy thông cảm cho họ và tha thứ cho cả bản thân mình. Vì đó đã luôn mong cầu và chờ đợi một thứ không dễ dàng.
Từ nay, hãy tiếp cận sự trưởng thành của bản thân theo cách riêng của cậu, vì chính cậu trước, và biết đâu được cậu sẽ trở thành nguồn cảm hứng hay tấm gương phản chiếu của chính bố mẹ mình. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Góc Tâm Hồn. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe và ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Hôm nay, chúng ta hãy cùng đi tiếp cuốn sách Giá Như Có Ai Đó Dạy Tôi Trưởng Thành. Phần 3, trưởng thành là lúc cậu tự nhắc nhở. Cậu không còn là cậu của quá khứ. Cậu hiểu rằng những cơn bão vừa qua đang giúp mình làm sạch tâm trí, cũng như mở ra những điều tốt đẹp hơn và sáng lạng hơn cho con đường cậu sắp sửa đi. Sẽ có những thời điểm cậu phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, thậm chí là sau nhiều nỗ lực để xây dựng những thứ trước đó. Nhưng việc làm lại từ đầu mang đến cho cậu sự mạnh mẽ và lòng kiên trì để vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đi đến nơi có hạnh phúc của mình ở đó. Việc lựa chọn bản thân yêu cầu của cậu rất nhiều sự can đảm, kể cả khi nó không làm hài lòng người khác. Cậu xứng đáng được nhìn thấy luồng ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ mình, và niềm vui của cậu xứng đáng được trân trọng, kể cả khi cậu vẫn còn rất nhiều điều cần phải học trên hành trình tự chữa lành. Cậu xứng đáng với tình yêu thương. Cậu sẽ không để cho những tổn thương của quá khứ ngăn cản bước đi của mình trong hiện tại. Cậu biết mình có giá trị. Những thất bại, những sự từ chối ở đó để dạy cho cậu cách chuyển hướng dòng năng lượng của mình tới những điều thích hợp hơn, kể cả khi quá trình đó không hề dễ chịu. Cậu đã và đang làm việc với bản thân để sắp xếp lại cuộc sống của mình. Cậu có thể tìm thấy bình yên trong sự hỗn loạn của cảm xúc và suy nghĩ, vì cậu biết mình xứng đáng. Việc buông bỏ không có nghĩa là cậu trở nên thiếu thốn, mà là cậu sẵn sàng để đón nhận những cái mới. Cậu biết rằng luôn tồn tại một thứ gì đó to lớn hơn và tuyệt vời hơn dành cho mình. Miễn là cậu còn sống, cậu có thể tiếp tục trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Dù nhanh hay chậm, cậu chắc chắn sẽ làm được. Cậu không còn là cậu của quá khứ, cậu cũng chưa phải là cậu của tương lai. Cậu chỉ là cậu của hiện tại. Hãy yêu thương bản thân của mình ngay lúc này. Cậu không cần phải chờ đợi để cảm thấy mình xứng đáng. Yêu thương bản thân là gì? Đó không chỉ là việc cậu mặc lên mình những bộ đồ đẹp, chăm chút cho vẻ ngoài, rồi mỗi ngày đều nhìn vào gương và nói I love you. Nó không phải là thử thách một tuần hay 30 ngày. Nó cũng không phải chỉ dành cho con gái hay con trai, cho người ở tuổi 20 hay 30, mà là cho tất cả mọi người. Yêu thương bản thân có dễ không? Không, nó không hề đơn giản. Nó yêu cầu cậu phải dũng cảm để đi ra khỏi những tình huống hay những mối quan hệ không còn phục vụ mình nữa. Ở đây, chỉ sự tương thích và hỗ trợ cho sự phát triển của cậu. Và điều đó không dễ dàng, bởi bấy lâu nay, cậu gần như vẫn thường chọn người khác. Nhưng bây giờ, cậu phải học cách chọn chính mình. Yêu thương bản thân bằng cậu là, cậu làm những thứ gì đúng với mình. Là khi cậu nhìn vào gương mà không bình phẩm về ngoại hình của mình. Là cậu hài lòng với những gì mình đang có, với hành trình mình đang đi và với nơi mình đang ở. Là cậu có thể suy nghĩ và nói những điều tử tế và tích cực về mình. Là cậu lắng nghe những nhu cầu của bản thân và biết đặt mình lên trước. Cậu cần học cách đối mặt và chiến đấu với bóng tối bên trong mình. Và bước đầu tiên để làm được điều đó là chấp nhận. Chấp nhận thực tại. Sau đó, cậu lại tiếp tục trải qua những thử thách, những khó khăn. Cứ thế đi lên rồi lại đi xuống. Lặp lại nhiều lần như vậy cho tới khi cậu có thể tiến về phía trước. Cố gắng kìm nén cảm xúc của mình có thể là một giải pháp có ích tạm thời. Nhưng vấn đề mà cậu gặp phải sẽ ngày càng lớn và có sức bật ghê gớm hơn nếu nó không được đối mặt trong một thời gian dài. Có cách nào để yêu thương bản thân 100% không? Có lẽ có, cũng có lẽ không.
Giống như việc chúng ta thường có một số đánh giá nhất định về người khác, chúng ta đôi khi cũng là nhà phê bình hà khắc nhất của bản thân mình. Sugar BTS đã từng viết điều này trong một bài thơ gửi tới các thành viên trong nhóm. Ngọn đèn càng sáng thì những chiếc bóng lại càng tối. Những người đã biết bóng tối và nỗi đau là gì thì họ hoặc sẽ đắm mình trong bóng tối đó, hoặc họ sẽ cảm thấy bản thân cần phải lan tỏa ánh sáng mà họ ước mình có thể có được. Thật lòng, tớ cũng không phải là người đã yêu thương bản thân mình một cách tuyệt đối. Vẫn có những lúc tớ gặp trở ngại trên hành trình ấy. Có những ngày tớ rạng rỡ, vui vẻ, nhưng cũng có những ngày tớ chẳng thể nào nở lấy một nụ cười, ngay cả với chính mình. Có những ngày tớ cảm thấy rất tự tin và thoải mái, nhưng thực tế, chúng cũng không làm vơi bớt đi sức nặng tớ cảm nhận được trên đôi vai khi đối mặt với những suy nghĩ của bản thân. Tớ cảm thấy buồn và khó chịu mỗi khi mình bị lấn át bởi bóng tối. Trong những khoảnh khắc đó, tớ tự hỏi mình là ai và sức mạnh bấy lâu của mình đi đâu mất rồi. Liệu tớ đã tìm ra phương án để làm cho bóng tối và tất cả những suy nghĩ hay cảm xúc tiêu cực bên trong mình biến mất? Không hẳn, nhưng tớ luôn nhắc nhở bản thân mình rằng dù quá trình này có khó khăn đến đâu, tớ vẫn có thể lựa chọn để cho những điều tốt đẹp có cơ hội được nhìn nhận và biết ơn. Có thể chưa phải là hôm nay, chưa phải là ngày mai, nhưng rồi một ngày nào đó, chắc chắn tớ sẽ đủ tự tin với câu trả lời của mình, với tình yêu thương bản thân mà tớ đã và đang nỗ lực xây đắp. Hãy thường xuyên nói những lời khẳng định cho mình của hiện tại. Tôi sẽ chọn mình trước, vì lâu lắm rồi tôi không làm vậy. Tôi luôn sẵn sàng và tự tin để đối diện với bản thân, để tìm hiểu nhu cầu, mong muốn và con người thật của mình. Tôi cho phép mình được yếu đuối, vì tôi học được rằng đó cũng là biểu hiện của sự can đảm. Tôi chỉ cần làm việc tôi cảm thấy đúng đắn với mình, thay vì trông đợi những sự chấp thuận từ bên ngoài. Một phần quan trọng của việc quan tâm và chăm sóc người khác chính là quan tâm và chăm sóc chính mình. Tôi chủ động nói ra nhu cầu của mình, vì tôi biết không có ai sẵn sàng đọc hiểu suy nghĩ của người khác. Tôi xứng đáng được ở trong những mối quan hệ khiến tôi cảm thấy mình được nuôi dưỡng và trân trọng. Tôi sẵn sàng đón nhận tình yêu thương và sự giúp đỡ, dù điều đó đối với tôi có đôi chút lạ lẫm. Tôi trân trọng những ranh giới của bản thân, dù đó là với những người mà tôi yêu quý. Tôi buông bỏ những thứ không còn giúp ích cho hành trình phát triển của bản thân và sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp hơn dành cho mình. Tôi lựa chọn chữa lành cho những vết thương của mình bằng cách thừa nhận sự tồn tại của chúng. Tôi bao dung với quá khứ của mình vì tôi xứng đáng để tiến lên phía trước. Tôi lựa chọn tin tưởng bản thân mình khi phải đối diện với sự không chắc chắn. Tôi không trốn tránh những sai lầm vì tôi biết mình có thể học được nhiều thứ từ chúng. Tôi lựa chọn ăn mừng với những chiến thắng của mình, dù là nhỏ nhất. Năng lượng của tôi tương thích với tình yêu thương và sự bình yên, ngay cả trong thế giới hỗn độn và khó khăn. Tôi đang ở đây chăm chú đọc những lời này vì tôi yêu thương chính mình. Và tôi sẽ làm điều đó tốt hơn nữa. Tôi sẽ yêu thương mình trong mọi giai đoạn của sự trưởng thành. Cậu chính là người duy nhất có thể yêu thương, trân trọng và quan tâm mình theo cách mà cậu muốn. Và thực tế, đó là một điều tuyệt vời. Cậu có thể nghĩ rằng mình cần tìm tình yêu ở một ai đó. Nhưng sự thật là không ai có thể cung cấp chính xác hay một cách hoàn hảo thứ tình yêu mà cậu cần. Chưa kể đến trường hợp có phần trái ngược với mong đợi của cậu. Cậu không phải là một nửa nào đó phải cố gắng đi tìm một nửa còn lại để tạo thành một tổng thể hoàn thiện. Bản thân cậu đã là một sự toàn vẹn rồi. Những gì cậu cần, thực sự cậu đều có. Đúng là đôi khi một mình cũng rất khó khăn. Khó khăn hơn là khi cậu có một ai đó để chia sẻ và đồng hành. Nhưng hãy nhớ rằng cậu sẽ trưởng thành nhiều hơn từ những trải nghiệm mà cậu chỉ đi qua khi một mình. Hãy dũng cảm để một mình bước vào những vùng đất của sự không chắc chắn, để bước đi của cậu dù không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, mà không có sự hiện diện của bất kỳ ai khác. Chúng có thể dẫn cậu tới một nơi tốt đẹp mà có thể ngay bây giờ ở vị trí này cậu chưa tưởng tượng ra được. Có thể hành trình hiện tại của cậu không phải là về tình yêu, có thể chương sách này của cậu nói về việc
cậu một mình đối mặt và vượt qua những thử thách như thế nào, những thử thách thúc đẩy và buộc cậu phải trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Chương sách này chỉ cho cậu cách quan tâm và chăm sóc bản thân, cách để dựa vào chính mình, không phụ thuộc và không đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác. Hãy nhớ rằng, trưởng thành không hề dễ dàng và đôi lúc sẽ rất khó để cậu nhìn ra được sự tiến bộ của bản thân trong quá trình đó. Nhưng hãy tin rằng, cậu đã có tất cả những gì mà cậu cần, chỉ là hãy nỗ lực thêm một chút để có thể nhìn thấy chúng. Dù đang ở vị trí nào, cậu cũng đang làm rất tốt rồi. Cậu đang ở chính xác nơi cậu cần ở, dù ở đó cậu chỉ có một mình. Sự tạm thời của tuổi 28 đến 24. Đây là giai đoạn mà chúng ta gặp rất nhiều người tạm thời, là giai đoạn chúng ta luôn đi tìm kiếm sự chấp nhận và công nhận ở bên ngoài. Nhưng chính nó là một phần quan trọng của hành trình chúng ta khám phá ra danh tính và con người thật của mình. Khi chúng ta lớn lên và nhận ra phiên bản mà bản thân muốn trở thành, chúng ta có xu hướng vô thức rời khỏi những cá nhân hay những mối quan hệ không còn khuyến khích, cổ vũ, truyền cảm hứng và hỗ trợ cho chặng đường phát triển của mình nữa. Đó là điều hoàn toàn bình thường mà chúng ta không cần phải cảm thấy có lỗi hay sợ hãi để đối mặt. Thế đó, ai rồi cũng phải lớn, lớn khỏi những mối quan hệ, lớn khỏi những môi trường không phù hợp, lớn hơn với những mong muốn từng có trong quá khứ, lớn hơn với bản thân mình mỗi ngày. Cuộc sống cứ thế diễn ra, sự mất mát xảy đến, những con người, những trải nghiệm mới đến để đánh thức chúng ta dậy. Tất cả mọi thứ buộc chúng ta phải chuyển hóa, phải thay đổi. Chúng ta được yêu cầu để đi trên con đường mà chúng ta chưa từng lên kế hoạch trước đó. Chúng ta học được nhiều thứ, chúng ta cắt tỉa bớt những phần không còn phù hợp và đúng đắn với bản thân, và chúng ta buông bỏ cả những gì vốn không thực sự dành cho mình. Có lẽ tuổi 18 đến 24 là một chút mới mẻ, một chút đã cũ, một chút khác biệt và một chút tương đồng. Đôi khi có những người, mặc dù cậu rất quan tâm họ, nhưng họ lại không yêu thương hay để ý đến cậu. Những người mà bản thân cậu cần sự giúp đỡ của họ nhất lại không sẵn sàng để lắng nghe và thấu hiểu cậu. Đôi khi những người cậu cần sẽ xuất hiện bên cạnh cậu, nhưng cũng sẽ có lúc họ khiến cậu thất vọng. Đó là lý do vì sao cậu nên quan tâm, chăm sóc bản thân trước và trở thành cổ động viên số 1 của mình. Đúng vậy, tôi đang làm rất tốt rồi, tôi có thể làm được. Bằng cách đó, kể cả có những ngày cậu cảm thấy như mình đang đơn độc chống lại thế giới, cậu vẫn có thể tự nhủ với bản thân rằng không sao cả nếu mọi người không tin ở tôi, không yêu thương tôi như cách tôi mong muốn, hay không sẵn sàng để lắng nghe những câu chuyện của tôi. Tôi vẫn tin tưởng vào chính mình. Tôi sẽ tự yêu thương và quan tâm mình nhiều hơn thế. Tôi sẽ chủ động, làm bạn và học cách thấu hiểu bản thân. Tôi sẽ buông bỏ những sự kỳ vọng và trách móc. Tôi sẽ dừng phụ thuộc vào người khác để có được tình yêu thương và sự ghi nhận. Tôi mới là người đầu tiên cần dành những điều đó cho mình. Tôi sẽ không nhìn vào việc người khác không thể ở đó, vì tôi như là một sự phản ánh cho giá trị bản thân. Tôi biết mình xứng đáng với tình yêu thương, tôi có thể tự trao nó cho chính mình. Cậu luôn luôn có thể trở thành người bạn tốt nhất của chính mình. Cậu có thể lắng nghe những cảm xúc của mình nói chuyện, thưởng thức một que kem ngọt ngào, bất kể khi vui hay buồn. Viết nhật ký về những điều mà cậu biết ơn và trân quý. Tự vỗ vai mình mỗi khi cậu muốn khóc. Xem những bộ phim mà cậu yêu thích. Nhảy nhót mặc kệ lo âu. Tự hỏi bản thân những câu hỏi thể hiện sự quan tâm mà cậu muốn những người xung quanh sẽ hỏi mình. Cậu luôn luôn cần ở đó, bất kể mọi người có đối xử với cậu ra sao. Khi cậu cảm thấy bản thân không được quan tâm bởi người khác, hãy luôn nhớ rằng cậu không cô đơn vì cậu còn có bản thân mình. Nhưng tôi cũng hy vọng trong cuộc sống này cậu sẽ gặp được những người bạn, những người đặc biệt trân trọng và yêu thương cậu, đơn giản vì cậu hoàn toàn xứng đáng. Cuộc sống chính là sự cân bằng giữa việc tự yêu thương và chăm sóc bản thân, và để người khác làm điều đó cho mình. Hãy chăm sóc và bảo vệ sự bình yên cho mình. Chăm sóc và bảo vệ sự bình yên của bản thân không phải là hành động ích kỷ. Khi ở trên máy bay, hành khách luôn được hướng dẫn rằng trong tình trạng khẩn cấp, khi chuyến bay gặp sự cố, mỗi người cần đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước, sau đó mới giúp đỡ những người bên cạnh. Tương tự như vậy, cậu chỉ có thể quan tâm và giúp đỡ người khác
khi mà cậu đã có thể tự quan tâm và giúp mình được về cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Hãy nhớ rằng cậu không thể nào rót đầy những chiếc cốc từ một cái bình rỗng. Cho phép bản thân nói không và đặt nhu cầu của mình lên trước. Cho phép bản thân cậu cảm nhận và thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Rời khỏi những tình huống hoặc những cuộc trò chuyện khiến cậu không thoải mái. Không chia sẻ những thông tin và câu chuyện cá nhân với người khác nếu cậu không muốn. Sẵn sàng đứng lên vì quyền lợi của mình và để bảo vệ bản thân khỏi những cá nhân độc hại. Không đánh giá thấp, chỉ trích hay thúc ép mình vì những áp lực bên ngoài. Làm những điều mà bản thân cậu biết là đúng đắn để nuôi dưỡng sự tự tin. Khi cậu cảm thấy sức khỏe tinh thần của mình bị giảm sút, hãy làm một việc gì đó để tạo ra sự bình yên cho tâm trí. Đó là tất cả những gì cậu cần để nhắc nhở bản thân rằng tình huống hiện tại chỉ là tạm thời. Càng bớt kháng cự với những thứ tiêu cực đang xảy ra, cậu sẽ càng có nhiều khả năng hơn để vượt qua chúng. Không phải tự nhiên mà hiện tại những khó khăn lại cứ xảy ra đến vậy. Đó là cơ hội để cậu học cách nhìn ra, hy vọng và biến nó thành những thứ vũ khí tối thượng có thể giúp cậu chống chọi với tất cả mọi giông bão của cuộc đời từ nay về sau. Hãy tập trung vào những thứ khiến cậu vui vẻ và giúp cậu trưởng thành, cũng như mạnh dạn bỏ qua những thứ không phục vụ cho mục đích đó. Cậu là người duy nhất có thể đem đến mọi thứ cho chính mình: sức mạnh, niềm tin, tình yêu thương, lòng bao dung và sự trân trọng. Hãy cứ lặng đi, hãy cứ biến mất cho tới khi cậu cảm thấy được là mình lần nữa. Và đừng cảm thấy có lỗi vì khoảng thời gian cậu dành để xác minh lại danh tính của mình. Khi cậu rõ ràng với việc mình là ai và điều gì là tốt nhất dành cho mình, mọi thứ đều có thể được xoay chuyển. Khoảnh khắc cậu tự hỏi bản thân liệu có nên thay đổi hay không chính là lúc cậu cần thay đổi. Và đó là lúc cậu có được sự thay đổi đầu tiên. Sáng nay cậu đã thức dậy, cậu vẫn ở đây, cậu có một mục đích nào đó. Vậy nên đừng để cho những ngày sắp tới khiến cậu cảm thấy bị choáng ngợp và lấn át. Hãy tập trung vào việc cậu có thể tiến thêm một bước nữa trong khả năng tốt nhất của chính mình. Nhưng sự tốt nhất ấy có thể khác nhau qua mỗi ngày. Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi khi... Đây có thể là những lý do giải thích cho cảm giác có lỗi khi cậu làm một trong những việc nêu trên. Cậu không cho phép bản thân lắng nghe trực giác về đứa trẻ bên trong mình. Cậu bận tâm quá nhiều đến những gì người khác nghĩ về mình. Cậu luôn cố gắng để làm hài lòng ai đó và sẵn sàng nói có với những thứ mà cậu không muốn. Khi cậu lo lắng quá nhiều về quan niệm và phản ứng của mọi người, cậu sẽ có xu hướng thỏa hiệp và hạ thấp danh tính của mình. Những gì thật nhất thuộc về cậu. Cậu hy sinh những điều khác biệt để khiến bản thân vừa vặn trong chiếc hộp có số đông mọi người ở đó. Và trước khi cậu nhận thức được điều ấy, cậu đã vô tình tự ngắt kết nối với chính mình. Hãy thành thật với bản thân, dũng cảm thừa nhận, bộc lộ cảm xúc và nói lên tiếng nói của mình. Hãy kết nối lại với đứa trẻ bên trong mà không cảm thấy xấu hổ hay hoài nghi, ngay cả khi việc ấy yêu cầu cậu phải đặt ra giới hạn, nói không với những người cậu yêu quý và chủ động dành thời gian ở một mình. Ngay bây giờ, cậu đang cần gì và muốn gì, hãy bày tỏ sự thật đó, ít nhất là với chính mình. Cậu không cần quá quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Có một sự thật đáng buồn là mọi người không quan tâm về cậu nhiều như cậu nghĩ. Chúng ta sống trong một xã hội nơi mà con người đều có sự ám ảnh nhất định với bản thân và mỗi người đều sống trong ngôi nhà bong bóng của riêng họ. Do vậy, những người khác cũng không hẳn là thực sự dành thời gian để nghĩ về cậu và những việc cậu đang làm. Cuộc sống của cậu là của cậu, mà không phải là của bất kỳ ai khác. Vậy nên, nếu họ có quyền nghĩ gì những gì họ muốn, thì cậu cũng có quyền làm những gì cậu thích. Đừng để nỗi sợ bị xuất hiện trong tâm trí họ một vài phút ngắn ngủi cản cậu sống là chính mình và làm những việc đúng đắn với bản thân. Những gì tốt nhất hay tuyệt vời nhất với người này chưa hẳn là tốt nhất và tuyệt vời nhất với người kia. Chúng ta đều là những cá thể độc nhất, có hệ giá trị và tư tưởng riêng. Bởi vậy, những gì người khác nghĩ không thực sự liên quan cho lắm. Nó sẽ cản trở và giữ chân cậu lại nếu cậu luôn lo lắng về những gì mọi người nghĩ. Cậu sẽ không bao giờ đến được nơi mà cậu cần đến, làm những việc mà cậu cần làm nếu cậu cần cố làm hài lòng người khác.
Hơn nữa, góc nhìn, suy nghĩ và quan điểm của mọi người có xu hướng thay đổi liên tục. Những gì họ nghĩ ngày hôm nay có thể sẽ khác những gì họ nghĩ của ngày hôm kia. Cậu chỉ sống một lần với một cuộc đời mà thôi. Vì sao phải bận tâm quá nhiều về những điều mà người ta nghĩ cho vui trong một khoảnh khắc ngẫu nhiên nào đó về việc cậu nên là ai, làm gì và ở đâu? Thậm chí, năm sau, có thể cậu sẽ không còn gặp lại một vài người trong số đó nữa. Mặc dù biết để ý và quan tâm người khác là một điều tốt, cậu cũng cần thay đổi nhận thức và biết vạch ra ranh giới rõ ràng cho bản thân mình bằng cách ghi nhớ những điều sau. Tất cả mọi người đều ở cùng trên một con thuyền. Cậu biết điều gì thú vị ở đây không? Đó là khi cậu nghĩ rằng mọi người đều như đang chăm chăm nhìn vào cậu và bình luận về cậu trong một bữa tiệc nào đó. Thì đấy cũng chính xác là những gì đang diễn ra trong đầu những người còn lại. Vì đơn giản, bản chất của con người là vậy. Kể cả đối với ai đó mà cậu nghĩ rằng họ đã vô cùng tự tin rồi, thì thực tế là họ cũng có những nỗi sợ và cảm giác thiếu an toàn của riêng mình. Chỉ là chúng ta có ý thức được những nỗi sợ đó và vượt qua chúng hay không. Yêu thương và chấp nhận bản thân. Khi cậu thiết lập một nền tảng vững chắc của tình yêu thương bản thân, những ý kiến khác biệt hay trái chiều của mọi người vì những sự lựa chọn của cậu sẽ không còn khiến cậu bị xáo trộn nữa. Vì sự tự tin của cậu còn nói lên nhiều điều hơn thế, cậu sẽ không bị tác động bởi những tiếng ồn bên ngoài mà sẽ cảm thấy an tâm hơn với những quyết định của mình. Nếu cậu không đứng lên vì bản thân thì sẽ không ai làm điều đó thay cậu. Cậu là thẩm phán tốt nhất cho chính mình. Dù có thân thiết và gần gũi cỡ nào thì cũng không có ai có thể hiểu cậu như cách mà cậu hiểu bản thân. Đừng để ai đó nói với cậu điều ngược lại. Mọi người sẽ luôn bàn tán, sẽ luôn đánh giá, nhưng chỉ có cậu mới biết lý do đằng sau những lựa chọn của mình là gì. Và đó là tất cả những gì cậu cần quan tâm. Những người xung quanh chỉ đơn giản là những khán giả, còn cậu mới là nhân vật chính, là anh hùng trong câu chuyện của mình. Họ không có ở trong đúng vị trí của cậu nên sẽ không biết điều gì đã thúc đẩy cậu lựa chọn làm việc này hay việc kia. Đừng bận tâm người khác nghĩ mà vô tình quên đi chính mình. Đừng tự ràng buộc mình bởi những suy nghĩ hay những lời nói được nói ra trong vô thức mà ngày mai người ta có thể sẽ không còn nhớ. Công việc của cậu là trân trọng bản thân mình trước. Đừng để cho sự im lặng hay sự thiếu những tiếng vỗ tay từ bên ngoài khiến cậu nghĩ rằng những gì bản thân mình đang làm không hề quan trọng. Đừng để việc thiếu sự ghi nhận ở ngoài kia khiến cậu nghĩ rằng những nỗ lực của mình là vô ích. Hãy tiếp tục yêu thương bản thân dù cậu chỉ mới ở những bước đầu tiên trên hành trình trở thành con người mà cậu mong muốn. Hãy ngoảnh về phía sau một vài giây, cậu sẽ thấy thực tế bản thân mình đã đi được một quãng đường đáng được công nhận và trân trọng rồi. Hãy cho phép bản thân ăn mừng cả những chiến thắng nhỏ nhất, kể cả đó đơn giản chỉ là một nụ cười và một ngày không thuận lợi. Cậu không cần phải liên tục làm gì đó. Đôi khi, hãy dừng lại và hít thở một chút. Cậu có quyền làm điều này và đừng cảm thấy có lỗi khi tạm thời đặt mình ở chế độ máy bay. Cậu không cần phải giống những gì người khác đang làm. Hãy vỗ tay cho chính mình vì đã dũng cảm đi ngược với đám đông. Quãng đường đi quan trọng hơn quãng đường cần phải đi. Mỗi ngày trôi qua cậu cảm thấy như chẳng có gì thay đổi, rằng cậu đã hy sinh rất nhiều thời gian và năng lượng của mình, nhưng dường như bản thân vẫn cứ ở mãi yên một chỗ. Nhưng cho đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, cậu sẽ nhận ra mình đã lớn lên và trưởng thành như thế nào. Những đêm mất ngủ, những giọt nước mắt, những lần cậu cảm thấy bế tắc và choáng ngợp, những sự hoài nghi và tự trách mình trong suốt khoảng thời gian đó, tất cả đều xứng đáng, đều có giá trị để cuối cùng cậu có thể là mình. Quãng đường đã đi quan trọng hơn quãng đường cần phải đi. Mỗi ngày trôi qua cậu cảm thấy như chẳng có gì thay đổi, rằng cậu đã hy sinh rất nhiều thời gian và năng lượng của mình, nhưng dường như bản thân vẫn cứ mãi ở yên một chỗ. Nhưng cho đến khi ngoảnh đầu lại, cậu sẽ nhận ra mình đã lớn lên và trưởng thành như thế nào. Những đêm mất ngủ, những giọt nước mắt, những lần cậu cảm thấy bế tắc và choáng ngợp, những sự hoài nghi và tự trách mình trong suốt khoảng thời gian đó, tất cả đều xứng đáng, đều có giá trị
để cuối cùng cậu có thể nhìn thấy mình đã đi được bao xa. Cậu có thể quá bận rộn với việc nhìn vào nơi mình nên ở, nơi mình chưa chạm đến, và so sánh với nơi những người xung quanh đang đứng mà quên trân trọng nơi mình đã bắt đầu và hành trình mình đã và đang đi. Có thể hiện tại cậu chưa ở nơi cậu muốn, nhưng cậu cũng không còn ở vạch xuất phát, không còn ở nơi cậu từng ở. Và mỗi bước chân tiếp theo đều có thể xem là một sự bắt đầu, và mọi sự bắt đầu đều tốt đẹp. Không phải vì nó dễ dàng, mà vì đằng sau đó là vô vàn những cơ hội, nỗ lực, niềm hy vọng và sự tin tưởng rằng những điều tích cực sẽ đến. Chúng ta đều đang sống, đang trưởng thành và cố gắng để là phiên bản tốt nhất của chính mình. Chánh niệm, tập trung vào hiện tại là tốt, nhưng đừng quên trân trọng và tự hào về bản thân, về quá khứ, về quãng đường mà cậu đã đi. Nó dài hơn cậu nghĩ nhiều lắm. Chậm thôi chứ, đừng vội vàng vậy chứ. Hãy bình tĩnh, cậu sống với nhịp độ và thời gian của mình, mà không phải của cụ Xuân Diệu hay bất kỳ ai khác. Không có gì sai với việc đi chậm cả. Có rất nhiều thứ xung quanh cậu cũng chuyển động với tốc độ như vậy. Không có bông hoa nào ép mình phải nở nếu đấy chưa phải là mùa của nó. Không có con sống nào cố thúc đẩy mình xô vào bờ thật nhanh khi thời điểm chưa đến. Kể cả lúc cậu nhìn thấy những cơn mưa rào rơi ào ào xuống đất rất nhanh, thì trước đó cũng đã cần một khoảng thời gian để các giọt nước hình thành và đủ làm nặng những đám mây. Tớ hy vọng cậu cũng sẽ cho bản thân được sống chậm lại, cho phép mình tiếp tục khao khát sự thay đổi, sự chữa lành và chuyển hóa, nhưng không phải trong trạng thái thúc giục và vội vàng. Tớ hy vọng cậu sẽ cảm nhận sự tử tế mặt đất dưới chân mình, mặt trời đang chiếu sáng trên cao và những ngọn gió đang thổi quanh cậu, bởi đó là dấu hiệu của sự vận động và sự thay đổi có ý nghĩa. Hãy để cho những ngày tháng này đơn giản được là chúng. Đừng cố đảo lộn, sắp xếp hay trông đợi thứ gì đó buộc phải khác đi. Hãy để chúng được diễn ra theo đúng vai trò và nhịp độ vốn có, vì mọi thứ thực ra đều là sự tương thích. Nó có thể chậm, nhưng đủ để cậu định hình tốt hơn chính mình, dù chậm là một cái gì đó rất tương đối. Bởi vậy, chỉ cần cậu tin tưởng, tin rằng cậu không cần phải dành mỗi giây, mỗi phút lo lắng về sự trưởng thành và phát triển của mình, thì mới có thể biết được bản thân mình vẫn đang trên hành trình trở thành phiên bản tốt nhất. Một lần nữa, đừng quá lo lắng, hãy hết sức bình tĩnh. Chính như khi trời phủ nhiều sương, khi cậu cảm thấy mù mịt và vô định, cậu càng cần phải đi chậm để quan sát mọi thứ kỹ hơn và tìm được hướng đi đúng đắn cho mình. Hãy tập trung vào bản thân thay vì bị phân tán bởi những thứ bên ngoài. Cậu nên đi như thế nào? Chính cậu là người rõ nhất. Cậu đang lớn lên, đang trưởng thành, kể cả khi cậu đang không nghĩ về nó. Thế giới này thường quá tập trung quá nhiều vào việc chúng ta thiếu những gì, thay vì chúng ta là ai và có những gì. Chúng ta rơi vào vòng lặp của việc cần phải là và cần phải làm, trước khi nghĩ rằng bản thân mình đã đủ. Chắc hẳn hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng chỉ trích bản thân mình về việc mình trông như thế nào, về việc mình không giỏi cái gì đó hay có ai đó tốt hơn mình, bởi chúng ta gặp khó khăn với việc yêu thương bản thân. Nhưng thực tế, chúng ta đều là những cá thể tuyệt vời ở từng khía cạnh nhất định. Chỉ là chúng ta chưa dành đủ thời gian để thấu hiểu mình. Tớ không nói rằng tớ là người tự tin nhất và biết yêu thương bản thân nhất, nhưng tớ biết rằng tớ đang ở trên cuộc hành trình học cách làm điều đó nhiều hơn. Tớ sẽ thường xuyên nghĩ về việc mình tốt ở đâu, mình đẹp ở đâu, vì sao mình lại tuyệt vời, và vì sao mình cũng xứng đáng với tình yêu thương bản thân như những người khác. Hành trình của mỗi người để đến với mục đích sống là khác nhau. Hãy tin vào những gì cậu đang tạo dựng, vào việc cậu là ai và cậu có gì để trao cho thế giới này. Không ai có thể làm điều đó như cách cậu làm, vì họ không phải là cậu. Những gì người khác làm không phải những gì tôi đang làm, vì có ích gì khi so sánh hành trình của tôi với họ. Hãy luôn ghi nhớ câu hỏi đó mỗi khi cậu hoài nghi về giá trị của mình.
họ không giống cậu và không bao giờ là như vậy. Đừng xấu hổ về những điều không hay mà cậu đang phải đối mặt, mà thay vào đó, hãy bao dung với mọi thứ, kể cả tốt đẹp hay xấu xí, tích cực hay tiêu cực. Hãy tha thứ cho mình, việc trách móc và dằn vặt bản thân vì những lỗi lầm trong quá khứ sẽ không phục vụ lợi ích nào cho sự chữa lành và trưởng thành của cậu ở hiện tại. Hãy ghi nhớ cậu đã đi được bao xa, thay vì cậu còn phải đi bao xa nữa. Sự nỗ lực nhiều nhất mà cậu có thể thay đổi mỗi ngày, hôm trước là 8, hôm qua là 10, hôm nay chỉ còn 9. Nhưng miễn là cậu đã cố gắng thì tất cả đều đáng được ghi nhận. Hãy cảm thấy hãnh diện với hành trình khó khăn mà cậu đã đi qua. Để đến bây giờ, cậu vẫn ở đây, vẫn tiếp tục kiên cường, tiến về phía trước. Hãy lựa chọn sự bền vững và lâu dài, thay vì cảm giác hài lòng tức thì. Hãy tiếp tục làm những việc mà cậu yêu thích và tự hào vì những gì cậu đã làm được, kể cả chúng chẳng có gì to tát trong mắt người khác. Đừng mang thời gian, năng lượng, sức khỏe tinh thần, sự bình yên và hạnh phúc của mình ra làm tài sản chung cho tất cả mọi người, kể cả những người thân thiết nhất với cậu. Để yêu thương chính mình, cậu cần sự tập trung. Tập trung vào những thứ thúc đẩy cậu, khuấy động cậu tận sâu bên trong. Tập trung vào những thứ làm cậu đau, những thứ gây ra tiếng ồn và sự hỗn loạn trong cuộc sống của cậu để cậu có ý thức tách mình ra khỏi chúng. Tập trung vào những người mang đến cho cậu cảm hứng và động lực, những người luôn ủng hộ và giúp đỡ cậu, khuyến khích cậu trở thành phiên bản mà cậu mong muốn. Tập trung vào những thứ mang đến cho cậu sự an toàn, như âm nhạc, phim ảnh hay bất cứ thứ gì khiến cậu cảm thấy bên trong mình đang được thức tỉnh và nở hoa. Tập trung vào những thứ tạo cho cậu cảm giác chân thực và trọn vẹn. Tập trung vào những điều nuôi dưỡng tâm hồn cậu, những điều khiến cậu cảm thấy mình thực sự đang sống. Tập trung vào những thứ giúp cậu cảm thấy có hy vọng, giúp cậu tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rằng cậu có quyền, cậu có một lý do, một mục đích để có mặt trên trái đất này. Cậu cần học cách để trở nên thoải mái với việc buông bỏ những mối quan hệ hay những niềm tin không còn phục vụ cho sự phát triển của cậu. Cậu cần học cách hiên ngang bước ra khỏi tất cả những mớ hỗn độn đang tồn tại trong cuộc sống của mình. Chỉ có tình yêu thương mới có thể giúp cậu chữa lành, giúp cậu cứu sống kể cả những phần bị tổn thương nhiều nhất. Và tình yêu thương đó trước hết là xuất phát từ bản thân cậu, và điểm đến đầu tiên của nó cũng là cậu. Dần dần, không chỉ là cậu đang trải nghiệm tình yêu thương, mà sau cùng, chính cậu sẽ trở thành nó. Việc nghĩ rằng mình phải luôn hạnh phúc sẽ càng khiến cậu không hạnh phúc. Việc nghĩ rằng mình không được phép yếu đuối sẽ càng khiến cậu dễ bị tổn thương. Hạnh phúc thật ra rất mong manh, cậu ép nó càng chặt thì nó càng dễ vỡ. Cuộc sống là sự tổng hợp của niềm vui hay nỗi buồn, không phải là mỗi năm mà là mỗi ngày. Hôm nay, cậu có thể cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, ngày mai lại không may chìm vào trong đau khổ. Cậu có thể tươi vui vào buổi sáng, nhưng về chiều lại chỉ cảm thấy trống rỗng và buồn phiền. Đêm qua, cậu có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ, nhưng cơn ác mộng lại bất chợt hiện ra khi trời tờ mờ sáng. Đó không phải là điều gì đó thiếu công bằng của cuộc sống, đó là trải nghiệm có ý nghĩa, mà từ đó chúng ta học được cách làm thế nào để cân bằng với chính bản thân mình. Không sao cả nếu cậu đã từng như thế, nhưng bây giờ thì không. Không sao cả nếu hôm qua cậu mạnh mẽ, nhưng hôm nay lại yếu đuối. Không sao cả nếu hôm qua cậu tiến lên được một bước, nhưng hôm nay lại lùi về hai bước. Tất cả đều chỉ đơn thuần là trải nghiệm, nếu cậu chịu nhìn nó tách biệt với bản thân mình. Sự nứt vỡ là một phần tất yếu của cuộc sống. Hãy tưởng tượng cậu là một chiếc đĩa nguyên vẹn. Đôi khi cuộc sống sẽ để lên đó rất nhiều món ăn ngon, những chiếc bánh ngọt ngào và xinh xắn. Nhưng cũng có lúc cuộc sống để lại cho cậu không ít những vết nứt, hay thậm chí còn khiến cậu vỡ tanh bành. Và tất cả những gì cậu muốn làm lúc ấy là khiến cho mọi thứ quay trở về trạng thái ban đầu. Nhưng điều ấy là không thể. Tất cả những gì cậu có thể làm đã bắt đầu với những việc cần thiết, là dành thời gian để xây dựng lại một cái mới dựa trên cơ sở đó. Kintsugi, nghệ thuật vá gốm bằng vàng của Nhật Bản, là một kỹ thuật hàn gắn những vết nứt
hồi sinh những mảnh gốm vỡ trở thành những kiệt tác tuyệt đẹp hơn cả phiên bản gốc. Những người nghệ sĩ không trợ chúng bằng cách che giấu đi những đường nứt, mà ngược lại còn làm chúng nổi bật hơn bằng những mối vàng và tôn vinh giá trị của chúng. Để rồi chúng trở thành một phần đặc biệt quan trọng mà không phải là dấu chấm hết của một câu chuyện. Mỗi một chiếc đĩa mang trên mình những đường nứt vỡ khác nhau, không chiếc nào giống chiếc nào. Chúng ta cũng vậy, mỗi người đều có những nỗi đau, những tổn thương của riêng mình, không ai giống ai. Nhưng tồn tại một điểm chung, đó chính là vỡ nát ấy tượng trưng sẽ khiến chúng ta rơi vào kết thúc, nhưng nay lại có thể hồi sinh, biến mình thành sự khởi đầu cho một câu chuyện đẹp đẽ và có giá trị hơn. Quá trình khôi phục này cũng giống với việc chữa lành, cần rất nhiều sự quan sát, kiên trì và nỗ lực. Thay vì vứt bỏ đi hay dạ vờ rằng những điều tồi tệ chưa từng xảy ra, cậu có thể trao cho những mảnh vỡ, những vết đất đó một ý nghĩa, xem đấy là một phần không thể thiếu của bản chất là sự vật, đầy khiếm khuyết nhưng vô cùng chân thực. Và chúng đã giúp đỡ cậu trở thành cậu của ngày hôm nay và cả của những ngày sau, mạnh mẽ hơn, tuyệt vời hơn. Không có gì tồn tại trên đời một cách hoàn hảo tuyệt đối, bởi vậy hãy yêu lấy những gì không toàn vẹn và chấp nhận sự đứt vỡ như một phần tất yếu của cuộc sống. Hãy đừng vứt bỏ và từ bỏ dễ dàng khi cậu rơi vào hoàn cảnh khó khăn hay nghịch cảnh. Hãy để mình được yếu đuối. Chuyện nên yếu đuối là khi cậu ý thức được việc để cho cảm xúc của mình được bộc lộ một cách tự do và không đòi hỏi những cảm xúc tích cực của người khác dành cho mình. Chuyện nên yếu đuối là khi cậu có thể chia sẻ nỗi đau của mình với người khác mà không lo sợ bị đánh giá hay thương hại. Trở nên yếu đuối không có nghĩa là cậu đang trao cho ai đó quyền hay sức mạnh để làm tổn thương mình. Cậu cho phép mình yếu đuối không phải để nhận lấy sự đồng cảm, tình yêu hay sự chấp nhận, mà là để cậu được sống thật với bản thân, được là chính mình và được kết nối. Cậu có thể là bất kỳ ai trên mạng xã hội, nhưng đứng trước gương, tớ mong cậu hãy cứ là cậu thôi. Để bắt đầu sự chữa lành, cậu cần dừng. Dừng ghim giữ những sự tức giận và trách móc. Dừng dạ dối và dừng dạ vờ mạnh mẽ. Dừng phớt lờ và phán xét những suy nghĩ cũng như cảm xúc của bản thân. Dừng che đậy nỗi đau của mình để duy trì sự bình yên ở bên ngoài. Dừng nhẫn nhịn và không nói ra những nhu cầu của bản thân. Dừng nghĩ mình luôn phải nói với tất cả mọi thứ. Dừng mang vác những gánh nặng tâm lý vốn không thuộc về cậu. Dừng tự đổ lỗi cho mình vì những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Dừng vặn nhỏ ánh sáng của bản thân vì sợ để lộ con người thật của mình. Dừng việc lặp lại khiến cậu đau khổ chỉ vì thói quen và nỗi sợ. Dừng từ chối giải phóng những thứ đang rút cạn năng lượng của mình. Dừng lãng phí thời gian và năng lượng vào những thứ không tương thích với cậu. Dừng hối thúc bản thân ngay lập tức phải tìm ra nguyên nhân và tìm cách. Dừng cảm thấy thất vọng về chính mình vì không chữa lành và bình phục độ nhanh. Dừng việc luôn bị ám ảnh bởi quá khứ. Dừng nghĩ rằng mọi thứ đều không thể thay đổi được nữa. Đừng né tránh và cũng dừng việc nói chuyện với những người thân thiết về hoàn cảnh của cậu. Dừng trông đợi và cố gắng để khiến người khác hiểu về mình. Dừng việc không biết ưu tiên bản thân vì xem đó là sự ích kỷ. Thực ra, chữa lành không phải là một công cuộc vĩ đại và cao siêu nào. Nó chỉ đơn thuần là việc chúng ta quay về bên trong và làm việc với chính mình để tìm ra những tiếng nói thật nhất ở sâu trong đó. Và chữa lành bản thân cũng không phải là một con đường thẳng tắp và bằng phẳng, mà nó yêu cầu cậu phải luôn duy trì sức bền mỗi ngày để bước từng bước một và sẵn sàng ghi nhận những sự tiến bộ dù là nhỏ nhất. Vậy cậu đã ý thức được việc cậu cần tự chữa lành cho bản thân mình hay chưa? Và nếu rồi, thì liệu cậu đã sẵn sàng để bắt đầu hành trình ấy chưa? Dù không ai nói với cậu những điều này, thì cậu vẫn nên nhớ, chữa lành là sự lựa chọn mỗi ngày. Và cứ như thế, khi mặt trời bắt đầu lấp ló ở đằng đông, tớ hy vọng cậu sẽ tiếp tục lựa chọn kiên trì với nó. Không sao cả nếu những gì đang diễn ra vẫn còn khiến cậu cảm thấy rối bời, bởi sẽ không bao giờ chúng có được câu trả lời cho tất cả mọi thứ. Việc của cậu chỉ là đưa ra quyết định mà cậu cảm thấy đúng nhất với bản thân ngay trong khoảnh khắc này. Đừng thả trôi mình với những suy nghĩ vô thức
mà hãy nối đất và tập trung vào hiện tại. Cậu đang ở đâu? Ngay đây. Cậu là ai? Chính khoảnh khắc này. Không sao cả nếu có những ngày cậu thực sự sống, nhưng có những ngày cậu chỉ cố gắng để tồn tại. Nghỉ ngơi là cần thiết và quan trọng. Máy móc và thiết bị cũng không thể năng suất suốt 24/7 nếu cậu không nạp lại năng lượng cho chúng. Cậu đang làm tốt những gì cậu có thể. Đừng quá hà khắc với bản thân vì xã hội và cuộc đời đã lo hộ cậu việc đó rồi. Hãy làm những thứ khiến cậu cảm thấy vui, kể cả khi nó không hợp lý với người khác. Cậu làm được, đừng lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì. Đôi khi, hít thở cũng là dấu hiệu của hy vọng. Nếu cậu từng được bảo rằng dũng cảm là một thứ gì đó rất to lớn và chỉ có ý nghĩa khi đó xuất hiện trong những khoảnh khắc đặc biệt khó khăn, thì tớ mong cậu biết rằng mỗi một hơi thở của cậu đều là minh chứng cho sự dũng cảm, cho việc cậu đang dần tìm thấy đường, tìm thấy ánh sáng trong cuộc sống của mình. Cậu hoàn toàn có thể làm đầy cuộc sống này bằng niềm tin và hy vọng. Và mỗi phút giây cậu hy vọng là một lần cậu lựa chọn để vươn lên. Dũng cảm không phải là việc cậu chiến đấu trong một cuộc chiến vĩ đại. Đôi khi nó chỉ nhỏ bé và đơn giản như việc cậu thức dậy mỗi ngày và cố gắng thêm một lần nữa. Kỳ diệu làm sao khi cậu đã thức dậy sáng nay và nhận ra rằng cậu đã cố gắng và thực tế đã xoay sở được. Dù ngày hôm qua, cậu có thể đang nghĩ rằng mình chẳng thể nào mạnh mẽ hơn được nữa. Cậu đã trụ vững được lâu hơn cậu nghĩ mình có thể. Thậm chí vào những ngày, việc cố để nhìn thấy một điều tích cực thôi cũng đã là một trận chiến. Và bằng kỳ tích do chính mình tạo ra, cậu vẫn ở đây. Sau tất cả những nỗi sợ ấy, cậu đã làm được, cậu đã đi được đến đây rồi. Dũng cảm không có nghĩa là cậu có sẵn sức mạnh để tiếp tục bước đi, mà là cậu vẫn bước đi, dù bản thân chưa có đủ sức mạnh và lòng dũng cảm luôn được tìm thấy ở những nơi ít được kỳ vọng nhất. Hãy cứ hít thở, kể cả khi cậu cảm thấy mình vô hình, không được lắng nghe, hay cậu gặp khó khăn để diễn giải những cảm xúc của bản thân ra thành từ ngữ. Vì chỉ đơn thuần việc hít thở thôi cũng đã là dấu hiệu của niềm hy vọng. Kể cả những thời điểm cô đơn nhất trong cuộc sống, cậu cũng đang không hít thở một mình. Hãy nhớ cậu không bao giờ hít thở một mình. Chúng ta đều hít vào và thở ra. Chúng ta đều đang cố gắng cảm nhận nhịp điệu và bài hát. Tất cả chúng ta đều đang học cách để làm cho cuộc sống của mình trở nên sống động ở chính nơi mà chúng ta đang ở. Có 3 người mà cậu cần phải biết ơn. Tôi của trước đây, cậu ấy đã kiên trì và mạnh mẽ đi qua không ít những khó khăn và đớn đau để đưa tôi đến nơi đây. Tôi của bây giờ, cậu ấy đang nỗ lực làm những việc mà tôi đã không nghĩ rằng cậu ấy có thể làm được. Tôi của tương lai, cậu ấy luôn truyền động lực và tiếp thêm cho tôi hy vọng trên hành trình chữa lành và trưởng thành, để tôi có thể tự tin và hãnh diện khi gặp cậu ấy. Tôi cảm ơn chính mình, hay chính xác hơn là tôi cảm thấy biết ơn vì tôi đã quay về với chính mình. Phiên bản của 1-2 năm trước không hoàn toàn, và tất cả là về tôi, bởi trong quá trình trưởng thành, tôi nhận ra nhiều điều hơn về mình và những thứ mà tôi đã từng không nghĩ rằng chúng có thể. Tôi biết ơn với con người mà tôi đang trở thành. Tôi biết mình vẫn còn những vết rạn, nhưng thực tế thì ai mà không cơ chứ. Khi tôi trưởng thành hơn, tôi sẽ lại tiếp tục khám phá thêm những khuyết điểm, nhưng đồng thời tôi cũng sẽ tìm thấy những sức mạnh lớn hơn của mình. Và đó là ý nghĩa của cuộc hành trình này, là khám phá tường tận bản thân. Khoảng thời gian trong quá khứ đã từng rất khó khăn với tôi. Tôi ngồi một mình trong phòng, giữa bóng tối và tự hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Thật khó để tự thừa nhận. Nhưng tôi biết tôi cần phải thành thật với bản thân và tôi cần phải nói ra điều đó để thực sự tin vào nó. Câu trả lời thực ra rất đơn giản và tôi cũng ý thức được rằng mình vốn đã biết trước câu trả lời đó, nhưng tôi đã không thể lên tiếng. Nỗi sợ bị tổn thương và thất bại sẽ càng tệ hơn khi nó ngăn cản tôi ngay cả trước khi tôi bắt đầu. Chúng ta sẽ không biết được liệu một điều gì đó có thể thay đổi hay không nếu chúng ta không thực hiện nó. Vậy nên tôi đã nhắc nhở mình rằng
Quyết định để bước đi một bước đầu tiên luôn là việc khó nhất. Nhưng tôi đã dũng cảm bước một bước, và thế là hành trình vô cùng sống động ấy của tôi bắt đầu. Và bây giờ tôi đang ở đây, cảm thấy biết ơn vì bản thân đã không bỏ cuộc. Trưởng thành là khi cậu tin. Cậu là một bản thể trọn vẹn, mà không phải là một tôi đã có thể ở gần sự hoàn hảo hơn nếu đưa ra những sự lựa chọn khác đi trong quá khứ. Những vết thương, những mặt khuyết là một phần của cậu và sức mạnh cũng thế. Cậu có những nỗi sợ, nhưng cậu cũng có niềm tin, lòng dũng cảm và sự kiên nhẫn mà có thể lâu nay cậu chưa nhìn thấy. Đúng vậy, cậu đã từng mắc lỗi, nhưng cậu cũng đã có những quyết định đúng đắn trong cuộc sống của mình. Hãy học và lớn lên từ những điều chưa đúng, cũng như tiếp tục phát huy những điều đã đúng một phần. Dù nhỏ bé và trông như chẳng có sức ảnh hưởng to tát nào, tất cả đều được góp nhặt để hình thành nên sự trưởng thành có ý nghĩa cho hành trình của cậu. Có thể cậu sẽ không thể nói với mọi thứ diễn ra theo một cách mà mình mong muốn, và có thể cậu cũng sẽ không tìm ra được mọi lý do giải thích cho những gì đã xảy ra trong quá khứ mà trước đấy cậu từng ước được quay ngược thời gian để thay đổi. Nhưng cậu hoàn toàn có thể lựa chọn để nhìn nhận bản thân là một tổng thể đủ đầy. Sự hoàn thiện không có nghĩa là cậu đi tìm những mảnh ghép còn thiếu để rồi trở thành ai đó, mà là cậu hướng đến nuôi dưỡng con người vốn có của mình một cách từ tốn và chậm rãi. Mọi thứ dần dần dịch chuyển và về với đúng chỗ của nó. Hãy nhìn vào toàn bộ con người mình, thay vì chỉ là một phần cụ thể nào đó cậu muốn thấy. Sự hoàn hảo, không hoàn hảo, nỗi sợ, nỗi đau, sự chữa lành đều là một và đều là cậu. Nếu chỉ chọn núp dưới bóng râm, vô tình cậu đã không cho ánh sáng được chiếu vào. Hãy nhớ rằng không phải là mặc dù hay hoặc, mà là và. Cậu hy vọng và hoài nghi, cậu thành công và thất bại, cậu ngã và đứng lên, cậu đau đớn và chữa lành, cậu yêu, lạc lối và sống để yêu lần nữa. Cậu đứng trong bóng râm và nhảy múa ngoài ánh sáng, cậu vui và cậu buồn, cậu cười và cậu khóc, cậu là mùa đông và cậu là mùa xuân. Cậu là đúng và sai, cứng rắn và dễ vỡ, dũng cảm và e sợ. Kể cả khi cậu cảm thấy thực sự không ổn, cậu vẫn là một bản thể trọn vẹn. Hãy học cách yêu thương mọi thứ thuộc về mình, vì tất cả đều là một phần để tạo ra sự hoàn thiện của cậu. Hãy ghi nhớ những điều này khi cậu cảm thấy mọi thứ như đang rơi khỏi quỹ đạo. Có phải là tất cả mọi thứ đều sai không? Hay chỉ là một chuỗi những tình huống không tốt đẹp đang diễn ra khiến cậu cảm thấy cuộc sống của mình chẳng đâu vào đâu? Có một sự khác biệt lớn giữa chúng và cậu có thể dễ dàng lạc lối trong những suy nghĩ đó. Nhưng cậu biết không, không có gì là kéo dài mãi mãi. Sẽ có những lúc cái gì cũng cảm thấy sai, và sẽ có những lúc cái gì cũng cảm thấy đúng. Và dù có thế nào, có khó khăn đến đâu chăng nữa, cậu vẫn có đủ sức mạnh để vượt qua nó. Vậy nên hãy cứ tiếp tục vững tin và kiên nhẫn bước đi trên con đường của mình. Vào thời điểm cậu cảm thấy khó khăn để tìm được lối ra, đừng giữ mọi thứ ở trong đầu. Cậu có quyền để nói về những vấn đề của mình, dù đó là chuyện lớn hay bé, khi cậu đem chúng đi so sánh với người khác. Hãy thử viết ra những gì mà cậu đang cảm thấy chưa ổn để có thể cải thiện từng cái một. Nhưng đừng hành động xuất phát từ nỗi sợ rằng mình không đủ thời gian hay mình sẽ không thể giải quyết kịp so với ai đó hay trước một thời điểm nào đó. Đừng đặt quá nhiều áp lực lên bản thân để có câu trả lời cho tất cả mọi thứ về tuổi 20 nếu cậu đang là cô bé, cậu bé ở tuổi 15. Về tuổi 30 nếu cậu đang là những chàng trai, cô gái ở tuổi 20. Bởi cuộc sống sẽ luôn đặt vào bản kế hoạch của cậu những biến số bất ngờ trước khi cậu kịp đồng ý hay từ chối. Có thể cuối cùng, những dự định hay giấc mơ của cậu cũng sẽ trở thành sự thật. Nhưng con đường để đi tới đó sẽ không bao giờ giống hệt như những gì cậu nghĩ. Tất cả chúng ta đều giống nhau, đều đang học trên hành trình của riêng mình, thông qua việc sai rồi sửa, liên tục như vậy cho tới khi chúng ta nhận ra thực tế chẳng có việc gì đã diễn ra đúng y như ý định ban đầu. Có ai ngờ một cô bé năng động, nhiều hoài bão, từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành bậc vĩ nhân, một người thành công và quan trọng,
có thể tạo ra sức ảnh hưởng tới nhiều người khác lại mắc bệnh trầm cảm ở tuổi 20. Chẳng thể hoàn thành 1, 2 hay 3 và nhiều hơn thế những mục tiêu đã được vạch ra, rồi dần dần cảm thấy mình nhỏ bé, vô hình và vô dụng. Nhưng rồi cũng chẳng có ai, bao gồm cả cô gái ấy, có thể ngờ rằng đến một ngày, giấc mơ lan tỏa giá trị đó của mình lại được hồi sinh và kiến tạo từ những khó khăn, từ những tháng ngày đầy đau thương và hỗn độn. Dù không phải là hàng trăm, hàng triệu người, nhưng đủ để cô cảm thấy biết ơn và hạnh phúc vì nhận ra những bài học mình có được ở giai đoạn trông tranh ấy không hề vô nghĩa. Có thể chúng đã thay cô an ủi một người, tiếp thêm lòng tin cho một người và thắp lên hy vọng của một ai đó. Có thể cậu đang thở dài, đang cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi vì mọi thứ không theo đúng kế hoạch. Nhưng chính ngay lúc này, cậu sẽ học được bài học buông bỏ sự kiểm soát, tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào quá trình, đồng thời chấp nhận sự thay đổi xuất hiện trong cuộc sống. Có thể tình huống ở bên ngoài sẽ không xoay chuyển nhiều như cậu mong muốn, nhưng tớ tin trải nghiệm bên trong mà cậu có được khi ấy sẽ hoàn toàn khác. Cậu chỉ cần đi thôi, đi lạc cũng được, bởi biết đâu nó sẽ dẫn cậu đến một nơi đẹp hơn đích đến trong kế hoạch ban đầu. Dù ở đâu, vũ trụ cũng luôn có kế hoạch dành cho cậu. Tôi đang lạc lối. Không đâu, cậu đang chuyển hóa, đang bước vào chặng đường mới, nên mọi thứ xung quanh chỉ đang hơi lạ lẫm với cậu một chút thôi. Hãy nghĩ cuộc đời cậu giống như một cuốn sách. Nếu cậu đang cảm thấy mất phương hướng, điều đó chỉ đơn giản là cậu đang ở giữa hai chương. Vậy nên, thực ra không phải là cậu đang lạc lối, mà là cậu đang chuẩn bị cho chương sách tiếp theo của mình. Có thể cậu đang cảm thấy cáu giận và thất vọng với bản thân, có thể cậu muốn lật lại từng trang và đọc lại những chương cũ kia. Nhưng hãy đừng làm như vậy. Hãy háo hức về những gì sẽ xảy ra tiếp theo và tự tin bước về phía trước. Bởi vì, rất có thể những chương sách mà cậu sắp sửa bắt đầu lại có phần thú vị nhất từ trước đến nay. Hãy tin tớ, vũ trụ luôn có kế hoạch dành cho cậu và cậu đang ở chính xác nơi cậu cần. Có bao giờ cậu tự hỏi hoặc thầm trách rằng vì sao những lời cầu nguyện của mình không được lắng nghe, vì sao vũ trụ không đứng về phía mình, hay vì sao mình mong muốn có cái này nhưng vũ trụ lại gửi tới cho mình một cái khác? Nhưng thực tế, thay vì nói cho cậu biết hết mọi câu trả lời, điều mà vũ trụ làm là gửi đến cho cậu những thứ đối lập, những thứ trông bề ngoài có vẻ mâu thuẫn với những gì cậu mong đợi, để cậu tự tìm ra được những bài học cho riêng mình. Và kết quả của hành trình ấy chính là món quà mà vũ trụ biết cậu thực sự cần. Nếu cậu cầu xin vũ trụ hãy trao cho cậu tình yêu thương, cậu nghĩ vũ trụ sẽ rót vào cuộc sống của cậu sự chú ý, mang ai đó đến và thúc đẩy họ quan tâm hay yêu thương cậu ư? Hay vũ trụ sẽ để cậu trải qua sự cô đơn, đi qua những khổ đau trong các mối quan hệ để cậu học cách quay trở về yêu thương bản thân mình trước tiên? Nếu cậu cầu xin vũ trụ hãy ban cho cậu sức mạnh, cậu nghĩ vũ trụ sẽ trực tiếp nạp sức mạnh đó vào người mình ư? Hay vũ trụ sẽ liên tục đặt cậu vào những tình huống khó khăn, khiến cậu phải tự ý thức và khơi dậy sức mạnh có sẵn bên trong mình? Nếu cậu xin vũ trụ hãy ban cho cậu lòng dũng cảm, cậu nghĩ vũ trụ sẽ trực tiếp đắp lên người cậu những chiếc áo giáp kiên cố, có sức chống đỡ được mọi thứ? Hay vũ trụ sẽ mang đến những thử thách kích thích vô số mọi nỗi sợ bên trong cậu, để cậu có cơ hội xây dựng, nuôi dưỡng và thể hiện lòng dũng cảm của mình? Nếu cậu cầu xin vũ trụ hãy cho mình tính kiên nhẫn, cậu nghĩ vũ trụ sẽ trao hạn cho cậu sự kiên nhẫn và cậu sẽ không bao giờ cảm thấy khó khăn với việc chờ đợi? Hay vũ trụ sẽ liên tục khiến cậu phải đối diện với những sự từ chối, những chuyện không như ý, những trì hoãn không mong đợi, để cậu tự rèn luyện tính kiên nhẫn, buông bỏ sự kiểm soát và không buộc việc này, việc kia phải diễn ra? Nếu cậu cầu nguyện về vũ trụ, hãy cho cậu tìm thấy và đạt được một thứ gì đó cậu muốn, cậu nghĩ vũ trụ sẽ giao thẳng đến trước nhà cậu thứ đó ư? Hay vũ trụ mang đến cho cậu nhiều trải nghiệm khác nhau để cậu nhận ra những gì mình không thực sự muốn, những gì không thực sự phù hợp và dành cho mình, để cậu tập nói không, không đúng, không phải, cho đến khi cậu thực sự tin, nói có, đúng, đầy chính xác là thứ tôi cần? Hãy nhớ rằng chức năng của những lời cầu nguyện không phải là để tác động một thế lực siêu nhiên vô hình nào đó, mà là để thay đổi bản chất người cầu nguyện. Cũng như vậy, việc nói và viết ra những điều cậu mong muốn không phải là để lay động lòng tốt của vũ trụ,
mà lại để cậu tự chuyển hóa bản thân mình tương thích với năng lượng đó. Vũ trụ vốn đã gửi gắm vào cậu tất cả những gì cậu đang và sẽ cần để kiến tạo những gì cậu mong muốn. Cậu đã có tất cả tình yêu thương, sự kiên nhẫn, sức mạnh và lòng dũng cảm ở bên trong mình. Nhưng việc có sẵn sàng đi qua những trải nghiệm khác nhau để nhận diện và sử dụng chúng hay không đều nằm ở sự lựa chọn của cậu. Đó chính là phần khó nhất. Nếu cậu muốn nhiều sự kiên nhẫn hơn, cậu cần kiên nhẫn. Nếu cậu muốn có nhiều tình yêu hơn, cậu cần yêu thương thật nhiều. Mọi thứ cậu muốn có hơn, hãy dùng chúng nhiều hơn. Và nơi tốt nhất để bắt đầu là từ bản thân cậu, với bản thân cậu và cho bản thân cậu. Hãy tin rằng tất cả những thứ ấy vốn đã luôn ở đó. Cậu chỉ cần thừa nhận sự tồn tại của chúng ở bên trong mình mà không phải là bất cứ nơi nào khác. Cần phải được gửi đến theo yêu cầu bằng cách cảm nhận chúng, khẳng định chúng và sống với chúng trong mọi hoàn cảnh, trong hiện tại. Vũ trụ không hiện diện bên ngoài cậu. Sự tốt đẹp cậu tìm kiếm thực chất đã và đang nảy nở bên trong cậu. Hãy thừa nhận và để cho nó được tỏa sáng. Cậu đang dần lớn lên. Chúng ta, mỗi người trên trái đất này, mỗi ngày đều có một thứ gì đó mới để học và cần phải học. Thậm chí là học lại những cái mà mình đã biết trước đây. Nhưng lần này là sửa đổi phương thức để hiểu nó và áp dụng một cách đúng đắn hơn. Cuộc sống này luôn luôn có chỗ để chúng ta trưởng thành, nên hãy cứ hòa nhã với bản thân và với những người khác. Đừng ép một mầm non qua đêm là phải cho ra hoa, ra quả. Mỗi cây non đều có chu trình phát triển của riêng nó. Có những cây non trong quá trình lớn lên phải chịu sâu bệnh trước khi kịp ra hoa và đành chấp nhận quay trở lại làm một chồi cây nhỏ để một lần nữa được tiếp tục vươn cao hơn so với mặt đất. Để rồi thậm chí không chỉ là hoa mà còn là quả ngọt. Với chúng ta cũng vậy, chúng ta không chỉ học qua cái động mà còn học ngay cả trong cái tĩnh. Trước khi trở thành human doing, hãy tập trung làm tốt sứ mệnh ban đầu của mình là human being một cách tử tế và trọn vẹn. Không sao cả, nếu cậu có những cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, chúng không phải là thứ gì đó bất biến. Kể cả ngay lúc này, cậu có thể cảm thấy như chẳng có gì khác đi trong cuộc sống của mình. Vũ trụ sẽ không bao giờ đặt trước cậu đứng trước những tình huống mà cậu không thể giải quyết. Cậu không xứng đáng với những điều tiêu cực đang xảy đến lúc này. Nhưng hãy biết rằng, chúng ở đó là vì cậu và sẽ phục vụ cho lợi ích của cậu trong tương lai. Cậu có sức mạnh để thay đổi hoàn cảnh nhiều hơn cậu nghĩ. Dù tớ không thể nói với cậu là sẽ mất bao lâu, nhưng tin tớ đi, chuyện đâu sẽ vào đó. Khi ta lùi là lúc ta lấy đà. Ngay trước mùa xuân là mùa đông lạnh giá, và thời khắc trời tốt nhất cũng chỉ là ngay lúc trước ánh bình minh. Hãy khắc cốt ghi tâm ba câu thần chú đó. Chúng ta không nhất thiết phải luôn biết tại sao mọi thứ lại như vậy, hay tại sao mọi chuyện lại diễn ra theo cách đó, mà đôi khi hãy cứ đơn giản là chấp nhận thực tại là như thế và cho phép mình trải nghiệm nó. Mà theo tớ, lý do là dù sao vũ trụ cũng đã cất công thiết kế và đưa nó đến cho mình rồi. Cuộc sống luôn có vô vàn những sự lựa chọn. Việc của chúng ta là xem chúng ta khó khăn hay cơ hội để học được một điều gì đó và nhận ra được một điều gì đó. Đó là một phần của mục đích sống. Trưởng thành là sự thay đổi. Và nếu như mọi thứ đều dễ dàng, chúng ta sẽ không có lý do gì để thay đổi. Ngược lại, những khoảnh khắc đau đớn nhất của cuộc sống lại là chất xúc tác làm giãn nở tâm trí và tâm hồn mình, thôi thúc chúng ta chuyển hóa thành phiên bản tốt hơn và đúng đắn hơn của bản thân. Rồi khi nỗi đau rời đi, nó để lại một khoảng trống, nơi sẽ được lấp đầy bởi những bài học mà chúng ta buộc phải học khi là một phần của cuộc đời này. Thay đổi là một phần của sự tiến hóa, không chỉ về mặt thể chất mà còn về nhân sinh quan, nhận thức và tâm hồn. Quá trình đó đương nhiên không bao giờ dễ dàng và cũng chẳng thể nào thành công chỉ qua một đêm. Nó yêu cầu chủ thể phải tự bóc trần mình, tìm cho bản thân một hình dáng phù hợp để làm tiền đề cho sự phát triển đó về sau. Nhưng rồi cũng không ai dám chắc rằng sự thay đổi đó chỉ là đến hết. Chúng sẽ tiếp tục chuyển hóa, lần lượt trở thành những phiên bản đúng đắn hơn với con người mình vào từng thời điểm nhất định của cuộc đời. Chung quy lại, dù con người ta luôn sợ thay đổi, thì thực tế chỉ có sự thay đổi là không bao giờ thay đổi. Và đặc biệt, sẽ không có gì thay đổi nếu không có điều gì đó thay đổi.
Vậy nên không có việc gì chúng ta có thể làm tốt hơn ngoài việc học cách chấp nhận để xuôi theo dòng. Nhưng hãy nhớ rằng chấp nhận hoàn toàn khác với từ bỏ, bởi chấp nhận là biểu hiện của sự can đảm và chân thành để đối mặt và đương đầu. Mỗi ngày đều có bình minh và hoàng hôn, mỗi ngày chúng ta đều có một khoảng thời gian nhất định ở trong ánh sáng và ngược lại là khoảng thời gian nhất định ở trong bóng tối. Luôn có rạng đông và xế chiều, có lúc trời rực sáng, có lúc trời âm u. Vào mùa đông, ngày thường ngắn hơn đêm, nhưng tới mùa hè, ngày lại trở nên dài hơn. Cậu thấy đó, mọi thứ đều có chu kỳ của chúng. Nếu như ánh sáng không thể tồn tại mãi mãi, thì bóng tối cũng vậy. Hãy tin vào chu kỳ của cuộc sống và giữ cho mình lòng bình yên khi chờ đợi những phước lành dần hé lộ trước mắt cậu. Có một câu nói này được trích dẫn của Victor Hugo mà tớ rất thích. Đó là trời càng tối thì những vì sao càng sáng, càng đi qua nhiều thử thách, cậu sẽ càng trở nên phi thường. Hãy nhớ rằng chúng ta là những cuộn phim, cần ở trong bóng tối để thành hình. Chúng ta là những bông hoa, cần những hạt mưa để bung nở. Tuy nhỏ bé nhưng cậu quan trọng hơn cậu nghĩ. Có thể đôi khi cậu cũng không cần chính bản thân mình, nhưng ngay cả ở hiện tại và tương lai vẫn sẽ luôn có ai đó cần cậu và yêu thương cậu. Những người bạn mới và gia đình sau này của cậu, những người mà cậu sẽ gặp trên hành trình dài phía trước và cùng cậu tạo nên rất nhiều kỷ niệm đẹp. Chúng ta thường có xu hướng đánh giá thấp sự tác động của một hành động hay một sự kiện nào đó tới những hành động hay sự kiện khác trong cuộc sống này, đặc biệt là theo hướng tích cực. Chúng ta nghĩ sự thay đổi của mình và những điều mình làm chỉ có thể tác động đến bản thân và một số ít người bên cạnh mà thôi. Nhưng thực ra, những người đó lại tiếp tục lan tỏa năng lượng đó và tác động tới những người khác xung quanh họ, san sẻ tình yêu thương mà chúng ta trao cho họ, tạo thành một hiệu ứng gợn sóng. Bởi vậy, dù cậu có tin hay không, thì thế giới vẫn cần cậu. Những người ở phía kia của cuộc hành trình đang chờ để được gặp cậu. Thế giới này đẹp hơn vì có cậu ở đây, vì rất nhiều người cũng sẽ trở nên tốt hơn nhờ có cậu. Vậy nên đừng bỏ cuộc mà hãy tiếp tục bước đi. Sự chiến đấu dũng cảm của cậu sẽ được đền đáp xứng đáng. Cậu có giá trị và xứng đáng được yêu thương. Nếu cậu đang cảm thấy muốn bỏ cuộc hay cảm thấy bản thân mình không có giá trị gì với những người xung quanh và với cuộc sống này, tớ hy vọng cậu sẽ ghi nhớ những điều sau. Thứ nhất, cậu không hề một mình. Trên trái đất có hàng tỷ người và giữa tất cả những người tồn tại trong cuộc sống của mình, không hiếm khi cậu dễ cảm thấy đơn độc. Cậu có cảm giác không ai hiểu mình và cậu không muốn chia sẻ những gì mình đang phải trải qua với người khác. Nhưng hãy biết rằng cậu không hề một mình, luôn luôn có ý nhất một người nào đó đã hoặc đang trải qua một tình huống giống như cậu. Vào những ngày cậu cảm thấy bản thân tách biệt và không quan trọng với thế giới xung quanh, có thể việc biết một ai đó cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự cũng không thể giúp cậu cảm thấy khá hơn. Nhưng một khi cậu chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân và nhận được lời hồi đáp, tôi cũng vậy, cậu sẽ tìm được một nơi trú ngoạn an toàn, một chút bình yên khi biết mình vẫn có ai đó để san sẻ những nỗi buồn. Thứ hai, khi những người khác đối xử với cậu như thể cậu không quan trọng, cậu không có giá trị, đó thực ra chỉ là sự phản ánh của bản thân họ. Không phải vì cậu mà họ đối xử với cậu như thế, mà vì họ đã hoặc đang có những trải nghiệm không hay với bản thân mình, khiến họ có thái độ và hành động tương tự với người khác. Khi cậu phải chịu cảm giác bị phớt lờ, bị cô lập, bị bỏ rơi, cậu cho rằng bản thân mình xứng đáng với điều đó. Nhưng sự thật là cậu và không có bất kỳ ai xứng đáng để bị đối xử như vậy. Nhưng chúng ta cũng không thể thay đổi người khác. Vậy nên, thay vào đó, hãy đặt mình vào vị trí cao hơn và chủ động bước ra khỏi những môi trường và những mối quan hệ tiêu cực. Thứ ba, cậu không cần phải làm những điều to lớn để có ý nghĩa và chứng tỏ tầm quan trọng của mình. Rất dễ để cậu nghĩ rằng bản thân mình cần phải làm một việc gì đó lớn lao để tạo ra sự khác biệt. Nhưng thực tế, đơn giản việc sống thôi cũng đã đủ lớn rồi. Bởi không có một ai khác có thể là cậu. Dù thế nào, cậu vẫn là một phiên bản giới hạn. Việc mỗi người có cơ thể là chính mình, sống thật nhất với chính mình đã là đủ với thế giới này. Cậu xứng đáng với hạnh phúc thực sự. Cậu xứng đáng với hạnh phúc, ý tớ là hạnh phúc thật sự, khi trái tim cậu tràn đầy sự ấm áp và niềm hứng khởi.
cậu xứng đáng để cảm thấy như thế nào là ổn, như thế nào là vui. Cậu biết rằng thế giới thật ra không hề chống lại cậu và cậu không phải là con ghẻ của vũ trụ. Cậu không phải cố vùng vẫy để cứu mình thoát khỏi bóng tối. Hơn tất cả mọi thứ, cậu xứng đáng được bình yên. Tớ biết rằng rất khó để nghe những lời này nếu cậu đang cảm thấy buồn hay tạm thời đang ở rất xa ngày cậu học được cách yêu thương chính bản thân mình. Nhưng tớ vẫn muốn cậu biết được điều ấy, vì tớ tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ ổn và sẽ vui trở lại. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Quan trọng là ngay trong hiện tại, hãy nhớ rằng cậu luôn đặc biệt và trái đất này chỉ có một mình cậu là duy nhất. Cậu đặc biệt kể cả khi cậu cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Cậu đặc biệt dù có những lúc cậu cảm thấy cô đơn. Cậu đặc biệt kể cả khi không có ai nhắn tin, gọi điện, quan tâm và hỏi han cậu. Cậu đặc biệt dù chỉ mặc đi mặc lại một vài bộ đồ trong nhiều ngày. Cậu đặc biệt kể cả khi cậu buồn, cậu mệt mỏi, cậu chỉ muốn nằm dài, lướt Facebook để trông chờ một thứ gì đó làm mình cười thật đã. Cậu không đơn độc, cậu xứng đáng và cậu đang được yêu thương. Sẽ đến một ngày cậu thực sự có thể cảm nhận được bản thân mình đặc biệt đến thế nào. Cho đến lúc đó, không sao cả, dù có những ngày cậu cảm thấy hoàn toàn bất ổn. Không sao cả, nếu ngày hôm nay hay thậm chí ngày mai, cậu chẳng biết mình cần phải làm gì. Không sao cả nếu một hôm cậu không năng suất, không hoàn thành được tất cả những mục tiêu đã đặt ra. Bởi vì đôi khi phần khó khăn nhất của cuộc sống chỉ đơn thuần là chậm lại một phút và cố gắng xoay sở để hết một ngày. Không sao cả nếu cậu dành ngày hôm nay hay cả những ngày sắp tới trong tuần chỉ để cố gắng tồn tại. Những ngày tháng khó khăn, nhiều rắc rối và nhiều lo âu này sẽ không kéo dài mãi mãi. Hãy xem nó là một mùa trong năm, rồi lại đến, lại đi. Và việc cậu cần làm là tiếp tục bước đi trên hành trình ấy. Hạnh phúc chờ đợi cậu ở mùa tiếp theo chỉ là mọi thứ đều cần có thời gian. Cậu hoàn toàn có thể hy vọng và hiện thực hóa hy vọng. Tớ biết từ kinh nghiệm cá nhân của mình rằng trong trạng thái sợ hãi và vô vọng, việc nghe ai đó đưa ra lời khuyên, hãy suy nghĩ tích cực và hãy tìm ra nguyên nhân và giải quyết nó, giống như nghe một ngôn ngữ nào đó vô cùng xa lạ mà bộ não của mình không thể xử lý được. Việc nói với một người đang cảm thấy mất hy vọng rằng hãy cứ vươn lên đến những điều tốt đẹp, dù chẳng biết chúng thực sự là gì, hẳn không phải là lời khuyên phù hợp. Điều duy nhất tớ có thể làm cho những ai đang ở trong tình huống ấy là gửi đến họ một bức thư. Một bức thư tớ gửi đến mình của tương lai, từ chính bản thân tớ ở trước đây, cảm thấy bế tắc và đau đớn. Người hiểu những gì cậu đang trải qua, người đã giữ chặt niềm hy vọng và vượt qua bóng tối để sống một cuộc sống có niềm vui đích thực, sự bình yên bên trong và tình yêu thương bản thân. Và tớ biết cậu cũng hoàn toàn có thể làm được như vậy. Hãy tin vào chính mình. Đây là những gì mà tớ ở tương lai sẽ nói. Hãy lặp lại những câu thần chú này khi cậu cảm thấy tuyệt vọng. Không phải mọi ngày tốt đẹp, nhưng cậu có thể tìm kiếm điều gì đó tích cực mỗi ngày. Hãy tự hào về việc cậu đã đi được bao xa và có niềm tin về việc cậu sẽ đi được bao xa. Cậu đang học cách tin tưởng vào trái tim mình. Trực giác của cậu biết con đường nào là đúng đắn, vậy nên hãy luôn lắng nghe nó. Hãy làm những gì cậu có thể, ở nơi cậu đang đứng và với những gì cậu đang có. Đối mặt với những rắc rối của cậu, với lòng can đảm, cậu mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những thứ đang ghì chặt cậu. Tin tưởng vào sự phấn đấu của bản thân, cậu chỉ có thể rời khỏi nơi cậu đang ở khi cậu quyết định nơi mà cậu muốn đến. Và bây giờ là lúc để làm rõ điều đó. Hãy kiên nhẫn, một ngày nào đó, nỗi đau này sẽ có ý nghĩa với cậu. Sự lo lắng sẽ kết thúc nơi niềm tin bắt đầu. Hãy nhớ rằng cậu không hề đơn độc. Nếu cậu cảm thấy tuyệt vọng hay lạc lõng trong cuộc sống của chính mình, hãy tìm đến một người nào đó cậu tin tưởng. Bởi vì cậu được yêu quý và thế giới cũng cần cậu như chính cậu. Đừng bỏ cuộc, mọi thứ đang trở nên tốt hơn và sẽ tốt hơn. Hạnh phúc chắc hẳn là cảm giác tuyệt vời nhất mà con người có được. Tuy nhiên, có một sự khác biệt giữa hạnh phúc và hạnh phúc thực sự. Khi cậu hạnh phúc, nó chỉ mới tồn tại ngay trong khoảnh khắc đó, hoặc một khoảng thời gian ngắn khi những đám mây đen kịt xuất hiện trở lại trên bầu trời. Còn khi cậu thực sự hạnh phúc, cậu sẽ cảm thấy như thế không có gì có thể khiến mình thất vọng nặng nề được nữa, và mọi thứ vẫn đều diễn ra bình thường. Và một trong những cách tốt nhất để cậu bắt đầu tạo dựng niềm hạnh phúc thực sự
chính là tin rằng mình luôn có lý do để mỉm cười. Tất nhiên, sẽ không phải gượng cười, bởi điều đó còn tệ hơn việc cậu kìm nén cảm xúc thật của mình. Chỉ đơn giản là, dù nhịp sống có gấp gáp ra sao, hãy luôn trân trọng và nở nụ cười với tất cả những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Mỉm cười có thể giúp cậu vượt qua được những nỗi sợ hãi, lo lắng và hồi hộp. Mỉm cười giúp cậu lan tỏa tình yêu đến người khác, và kể cả khi không thể nói được lời nào, một nụ cười cũng là tất cả những gì chúng ta cần để lấp đầy không khí. Vậy nên, kể cả khi cuộc sống không đưa đến cho cậu những lý do để mỉm cười thật tươi, tớ mong cậu cũng sẽ tự tạo ra cho chính mình. Chỉ cần 99 lý do để sống. Có những ngày, cậu cảm thấy thế giới rộng lớn này dường như không còn điều gì dành cho mình. Bầu trời trên cao u ám và xám xịt, mọi thứ tượng trưng như đều trở nên vô nghĩa. Cậu không ngừng tự hỏi vì sao mình vẫn ở đây. Cậu không biết làm thế nào để tiếp tục với cuộc sống khó khăn như vậy. Liệu bản thân mình sẽ khá hơn chứ? Trầm cảm và cô đơn, cậu khao khát hơi ấm hay những cái chạm khẽ của con người. Cậu thèm khát sự lắng nghe, nhưng dù có nhận được nhiều đến đâu đi chăng nữa, nó vẫn không bao giờ là đủ. Cậu vẫn luôn cảm thấy cô đơn và bị cô lập. Cậu có thể được động viên, hỗ trợ và giúp đỡ, nhưng lại không được thấu hiểu. Và đó là mảnh ghép bị thiếu, khiến sự cô đơn ở bên trong cậu trở nên sâu sắc hơn. Cậu có cảm giác như mình chẳng có nơi nào để đi, cậu bị bỏ lại một mình để tự đối mặt và giải quyết với tất cả mọi chuyện. Cậu mong muốn có ít nhất một người nào đó để có thể hiểu được những gì cậu đang phải trải qua. Nhưng thực tế thì chẳng ai có thể ép buộc mình phải hiểu. Cậu chỉ có thể tạm cho phép bản thân nhận lấy sự giúp đỡ. Chúng ta phải tôn trọng sự thật rằng, đối với một tình huống nào đó, chỉ có người trong cuộc hay những người đã từng trải qua nó mới có thể thật sự hiểu được. Chúng ta chấp nhận sự thấu hiểu ấy vốn chẳng phải là lỗi của bất kỳ ai. Cũng như sự cô đơn sẽ chậm chậm thoát ra khỏi cuộc sống của mình, chúng ta sẽ tiến bước gần hơn đến sự hồi phục. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là thấu hiểu bản thân và ghi nhớ những thứ chúng ta có thể sẽ bỏ lỡ, những lý do rằng chúng ta nên sống. Cái chết không đáng sợ nếu cậu đã sống có ý nghĩa. Cậu sẽ không có thể ở đó ngắm nhìn đám tang của mình, nhưng một ngày nào đó khi cậu rời đi, sẽ không có ai đứng trước di ảnh của cậu và nói: "Tớ nhớ kiểu tóc, tớ nhớ màu da, hay tớ nhớ bộ quần áo của bạn." Sẽ không có ai gợi nhắc lại chiều cao, cân nặng, dáng người, kích thước vòng eo của cậu như thế nào. Sẽ không ai khóc vì nhớ hàm răng trắng đều của cậu. Tớ tin rằng, khi nghĩ về người mà cậu yêu quý, đó cũng chỉ là những xuất hiện cuối cùng trong tâm trí cậu, hoặc thậm chí là không. Thay vào đó, cậu sẽ nhớ tiếng cười, sự hài hước, sự thông thái, tốt bụng, sự mạnh mẽ, sự lạc quan, sự dũng cảm và kiên cường của họ, cũng như cách mà họ đã sống. Cậu sẽ nhớ những kỷ niệm nơi mà cậu không còn để ý họ đã mặc gì, mà chỉ là niềm vui, nụ cười tỏa ra trên gương mặt cậu khi ở cạnh họ. Tương tự, vẻ bề ngoài của cậu sẽ không còn là thứ quan trọng, đáng quan tâm hay đáng nhớ nhất đối với người có mặt ở đó. Chỉ có những thứ trước đó mới là những thứ tạo ra sự thay đổi và lan tỏa ánh sáng tới thế giới xung quanh cậu. Đó là những thứ mà chiếc gương của cậu sẽ không thể nào phản chiếu được. Đúng vậy, việc bàn về cái chết thường khiến mọi người cảm thấy không thoải mái. Nhiều người sẽ nghĩ, đứa này bệnh à, và ngăn cản mình nói về điều đó. Nhưng sự thật là chỉ có một thứ chắc chắn trong cuộc sống này, đó là cái chết. Vậy tại sao phải cảm thấy xấu hổ và né tránh về việc đề cập đến nó? Tại sao không lấy nó làm động lực và nguồn cảm hứng cho cuộc sống hiện tại của mình? Có lẽ chúng ta nên có những cái nhìn khác đi và cởi mở hơn. Được tự nhớ trong ánh sáng tích cực sau khi chết, đối với tớ là một thành tựu tuyệt vời. Hầu hết mọi người nghĩ rằng thật lãng phí thời gian để suy nghĩ quá xa về tương lai. Nhưng cuộc sống vốn là một biến số, không ai có thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, nên việc nghĩ như vậy không có gì là to tát, thậm chí còn có lợi cho chính mình nữa. Bằng cách sống cuộc đời của mình với mục đích để được ghi nhớ với một cách tích cực sau khi rời khỏi thế giới vật chất này, chúng ta sẽ có thể khắc phục được nhiều vấn đề và bắt đầu thực hiện một số điều chỉnh mang tính xây dựng đối với bản thân ngay trong hiện tại, giúp chúng ta trở nên có ích và tốt đẹp hơn. Hãy hào phóng cho đi, vì trao đi là khởi nguồn của quá trình nhận lại. Dành thời gian nhiều hơn cho người mà cậu yêu quý,
biết giúp đỡ mọi người, luôn tự tế và tôn trọng người khác, sống chân thành, nuôi dưỡng thái độ yêu thương và cởi mở, thể hiện lòng trắc ẩn. Ngày hôm nay, cậu vẫn có mặt ở đây, như vậy là đủ. Nếu ngày hôm nay cậu cảm thấy xuống tinh thần, hãy dừng lại, hít vào, thở ra và biết rằng giây phút khó khăn này sẽ qua. Nếu ngày hôm nay cậu cảm thấy bình yên và hạnh phúc, hãy dừng lại, hít vào, thở ra, dành ra một khoảnh khắc để ghi nhớ cảm xúc này, cái mà rất nhiều người vô tình xem là điều hiển nhiên. Bất kể trong tình huống nào, hãy tin rằng cậu sẽ ổn. Tất cả chúng ta đều là những sinh thể ở trọ trên hành tinh này. Thực tế việc chúng ta đang sống, đang trải nghiệm và không ngừng tiến hóa ở đây đôi khi có chút đáng sợ thật. Tuy nhiên nó mang lại vô cùng đẹp đẽ và kỳ diệu. Khi biết rằng sau tất cả những lần vấp ngã, những sự đớn đau và chật vật là những tháng ngày mà chúng ta có thể mỉm cười an yên với phiên bản hoàn thiện nhất của mình. Không sao cả nếu ngày hôm nay của cậu chưa phải là về sau, bởi vì vẫn còn có ngày mai, ngày kia nữa. Và khi đã có được sự bình yên, tớ mong rằng cậu cũng sẽ biết ơn và tận hưởng chúng một cách trọn vẹn. Đặc biệt, hãy trân trọng chính khoảnh khắc này. Đúng vậy, chỉ đơn giản là khoảnh khắc này mà thôi. Hy vọng rằng, theo thời gian, cậu sẽ thu nạp được nhiều những khoảnh khắc đẹp như thế để giúp mình đi qua những khó khăn và thử thách. Bất kệ là trải nghiệm nào mà cuộc sống khó lường này mang đến cho cậu, bất kệ là chúng làm cậu vui hay buồn, nâng cậu lên hay dìm cậu xuống. Đến cuối cùng, tất cả đều nhằm mục đích tôi luyện và chỉ lối cho cậu. Hãy cho bản thân sự kiên nhẫn và sức bật mạnh mẽ mà cậu cần. Còn lại thì, ngày hôm nay, cậu vẫn ở đây và như vậy là đã quá đủ rồi.